Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 721, xinh đẹp con dâu gặp cha mẹ chồng. Theo tinh tận hoàn thuốc thí nghiệm thành công. Tại trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần Phong bang Vương Bá khôi phục thực lực, lại bang này nguyên bản bị giam tại trong địa lao hàn môn đệ tử khôi phục thần trí. Làm xong việc này sau đó, Diệp Thần Phong cũng liền chuẩn bị phải ly khai hàn môn. Kỳ thực, tại hai ngày trước Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết đã sớm thương lượng qua, hiện nay Hàn Sơ Tuyết còn có 4 năm thọ mệnh, trăm năm 10 Diệp Thảo cũng còn chưa tới thành thục năm, cho nên Diệp Thần Phong chuẩn bị trước cùng phụ mẫu hồi một chuyến thế tục giới, sau đó sẽ trở lại cổ võ giới chung, đi trước thế lực cao cấp một mặt. Hàn Sơ Tuyết đương nhiên là phải bồi Diệp Thần Phong cùng nơi hồi thế tục giới. Nàng hiện tại nhất khắc cũng không muốn rời đi Diệp Thần Phong bên cạnh, trong cơ thể nàng tất tử chi thuật hiệu quả cũng đã qua, nàng thiên giai thượng phẩm thực lực thoáng cái thối lui đến địa giai hạ phẩm, đến nỗi hàn môn chức trưởng môn, Diệp Thần Phong thương lượng với Hàn Sơ Tuyết sau đó, quyết định nhường Vương Bá tới đảm nhiệm hiện tại hàn môn trưởng môn. Hàn môn trong đại điện. Diệp Thần Phong, Hàn Sơ Tuyết, Tôn Hằng Phi, Tôn Hiểu Lệ, Vương Bá cùng phong vệ đội thành viên đều tại. Diệp Thần Phong trực tiếp mở miệng nói rằng, Vương Bá, ta và Sơ Tuyết phải ly khai hàn môn, chúng ta trải qua cẩn thận lo lắng sau đó, dự định nhường ngươi làm hàn môn trưởng môn. Nguyên bản Vương Bá còn không biết Diệp Thần Phong đem hắn gọi đến trong đại điện tới làm gì. Tại hắn nghe được Diệp Thần Phong lời nói này sau, hắn lập tức kích động nói, Diệp thiếu gia, tiểu thư, cái này trăm triệu không được a. Lão đầu ta có tài đức gì đảm nhiệm hàn môn trưởng môn. Cho dù tiểu thư không muốn làm trưởng môn, Diệp thiếu gia ngài cũng có thể làm a. Ta tin tưởng hàn môn từ trên xuống dưới cũng sẽ không phản đối. Hàn Sơ Tuyết ôn nhu nói, Vương Bá, hàn môn trưởng môn do ngài đảm nhiệm thích hợp nhất bất quá, ngài vì hàn môn bỏ ra nhiều như vậy, ngài tự không từ chối nữa, lại nói, ta muốn cùng Thần Phong đi thế tục giới một chuyến, bái phỏng thoáng cái Thần Phong người nhà, cho nên chúng ta hôm nay là phải ly khai hàn môn. Vương Bá, người tựu không nên do dự. Sơ Tuyết nói không sai, chúng ta ngày hôm nay đều phải rời hàn môn, cho nên hàn môn phải muốn có người xử lý, lẽ nào ngươi không muốn vì hàn môn trả giá sao? Diệp Thần Phong lập tức phụ họa nói. Vương Bá vội vàng lắc đầu, nói rằng, Diệp thiếu gia, lão đầu ta đương nhiên là nguyện ý vì hàn môn phấn thân toái cốt, thế nhưng... Diệp Thần Phong trực tiếp cắt đứt Vương Bá lời nói rằng, không hề gì thế nhưng... Nếu Vương Bá người nguyện ý vì hàn môn trả giá, như vậy chức trưởng môn liền do ngươi tới đảm nhiệm. Vương Bá nghe Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết kiên định giọng nói, hắn biết mình là không có cách gì từ chối, thở dài một hơi, nói rằng, Diệp thiếu gia, tiểu thư. Lão đầu ta muốn đem có chút nói trước, ta chỉ là tạm thời đại lý trưởng quản hàn môn mà thôi, đằng tiểu thư cùng Diệp thiếu gia trở lại cổ võ giới, lão đầu ta tự hội đem chức trưởng môn nhượng cho các ngươi. Tốt. Tốt, tùy ngươi đi. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, chỉ cần trước hết để cho Vương Bá đáp ứng đảm nhiệm hàn môn trưởng môn là được. Sự tình từ nay về sau này hãy nói. Diệp thiếu gia, tiểu thư, lẽ nào các ngươi không chuẩn bị tại hàn môn sống thêm mấy ngày sao? Vương Bá có chút lưu luyến không rời hỏi. Vương Bá, còn nhiều thời gian, trên tay ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ngày hôm nay phải đi. Diệp Thần Phong khoát tay áo nói rằng. Vậy được rồi, bất quá, Diệp thiếu gia, tiểu thư, các ngươi tại hàn môn ăn cơm chưa lại đi cũng không muộn, yêu cầu này hai người các ngươi tổng nên đáp ứng lão đầu ta đi. Vương Bá hỏi. Vì vậy, Diệp Thần Phong, Hàn Sơ Tuyết, Tôn Hằng Phi chúng nhân lưu tại hàn môn ăn một bữa cơm trưa, tại ăn xong rồi sau cơm trưa, Diệp Thần Phong nhường Tôn Hằng Phi, Tôn Hiểu Lệ cùng phong vệ đội người trước đi, còn hắn thì cùng Hàn Sơ Tuyết đi tới hàn môn phía sau núi một chỗ phần mộ trước. Nơi này là Hàn Sơ Tuyết cha mẹ phần mộ. Lập tức sẽ phải rời khỏi hàn môn, cũng không biết lần sau trở về là lúc nào. Cho nên Hàn Sơ Tuyết rời đi trước muốn tới gặp một lần phụ mẫu của chính mình, quỳ trên mặt đất cấp phụ mẫu của chính mình dập đầu hai cái đầu. Nói rằng, ba mẹ, Sơ Tuyết cho các người báo thù, các ngươi ở dưới cửu tuyền cũng có thể ngủ yên, hiện tại Sơ Tuyết rất hạnh phúc. Cũng mời các ngươi yên tâm đi. Diệp Thần Phong cũng hướng mộ bia dập đầu hai cái đầu, nói rằng, nhạc phụ, nhạc mẫu, chúng ta tuy rằng chưa từng gặp gỡ qua, thế nhưng ta sau đó hội chiếu cố tốt Sơ Tuyết, tuyệt đối sẽ không để cho Sơ Tuyết chịu ủy khuất.
Tại cúng tế xong Hàn Sơ Tuyết cha mẹ của sau đó, Diệp Thần Phong tự cùng Hàn Sơ Tuyết ly khai Hàn Môn, ngồi trên một chiếc trước đó chuẩn bị xong mã xa, bởi hiện tại không có thời gian, Diệp Thần Phong cũng tự không cần phải bản thân đi, mà là ngồi ở trong xe ngựa trong ngực ôm Hàn Sơ Tuyết, hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh cùng ôn hinh. Tôn Hằng Phi, Tôn Hiểu Lệ cùng phong vệ đội thành viên, bọn họ so Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết về trước đến Trấn Thiên Môn, với lại Tôn Hằng Phi đã đem Hàn Sơ Tuyết sự tình nói cho Tôn Bác Dịch, Tôn Mỹ Cầm cùng Diệp Đông Hoa đám người, cho là bọn hắn những người này đã đứng tại Trấn Thiên Môn tu luyện trường thượng đẳng Diệp Thần Phong trở về. Khi thấy xa xa có một chiếc xe ngựa ánh vào bọn họ mi mắt thời gian, Tôn Mỹ Cầm mặt thượng lộ ra cực vì tràn đầy dáng tươi cười, nói rằng nhất định là Thần Phong bọn họ trở về. Tôn Mỹ Cầm có thể không cao hứng sao? Nàng lập tức là có thể nhìn thấy bản thân con dâu, trong lòng nàng đã là ngóng nhìn sớm ngày ôm cháu trai. Cách Trấn Thiên Môn cách đó không xa một chiếc xe ngựa trong, theo cách mục đích càng ngày càng gần, Hàn Sơ Tuyết bắt đầu khẩn trương lên, dù sao cái này là nàng đệ nhất thứ gặp Diệp Thần Phong cha mẹ của, trong lòng khó tránh khỏi hội có chút thấp thỏm bất an, hỏi Diệp Thần Phong, Thần Phong, ba mẹ ngươi sẽ thích ta sao? Ngươi xem ta bây giờ hình tượng thế nào? Diệp Thần Phong niết thoáng cái Hàn Sơ Tuyết trắng mịn mũi, nói rằng, Sơ Tuyết, ngươi yên tâm đi, ngươi bây giờ hình tượng rất tốt, lại nói ngươi lại khẩn trương cũng không dùng, xấu con dâu tổng yếu gặp cha mẹ chồng. Hàn Sơ Tuyết tức giận thưởng Diệp Thần Phong một cái liếc mắt, nói rằng, Thần Phong, cái này thời gian ngươi còn pha trò ta. Hảo hảo hảo, ta sai, nên là xinh đẹp con dâu tổng yếu gặp cha mẹ chồng. Nói, Diệp Thần Phong bàn tay còn nhìn không được nhu niết một bả Hàn Sơ Tuyết ngực cao ngất, điều này làm cho Hàn Sơ Tuyết khí được trực cắn ngân nha, vừa định muốn nói lên đôi câu thời gian, xe ngựa của bọn họ đã tới Trấn Thiên Môn tu luyện trường, Diệp Thần Phong trực tiếp lôi kéo Hàn Sơ Tuyết tay đi xuống xe ngựa. Tôn Mỹ Cầm khi nhìn đến con trai cùng nhi con dâu đi xuống xe ngựa sau, nàng đệ nhất cái đi lên trước nhiệt tình khoác ở Hàn Sơ Tuyết cánh tay, hình như hai người đã sớm biết thông thường. Vừa cười vừa nói, ngươi chính là Sơ Tuyết đi. Nhiều xinh đẹp một mỹ nữ a, Thần Phong có thể tìm được người mỹ nữ như vậy, thực sự là đời trước đã tu luyện phúc khí a. Sau đó nếu là Thần Phong tiểu tử này dám khi dễ ngươi, ngươi có thể nhất định muốn nói cho mụ, nhượng mụ ta tới sửa chữa hắn. Hàn Sơ Tuyết bị Tôn Mỹ Cầm nhiệt tình khiến cho càng ngượng ngùng, thế nhưng nàng nghe được Tôn Mỹ Cầm lời nói sau, dẫn theo tâm lại để xuống, mân mân môi. Thấp giọng hô một tiếng, mụ. Ân, hảo hài tử, sau đó chúng ta thế nhưng người một nhà, tại mụ trước mặt không cần phải khách khí. Tôn Mỹ Cầm đúng Hàn Sơ Tuyết người này con dâu thế nhưng tương đương thỏa mãn. Nhìn đến Tôn Mỹ Cầm cùng Hàn Sơ Tuyết chung đụng rất hòa hợp, Diệp Thần Phong ra vẻ buồn bực nói, mụ, người bây giờ có nhi con dâu, không cần ta đứa con trai này a. Tôn Mỹ Cầm kéo Hàn Sơ Tuyết cánh tay, nói rằng, Thần Phong. Ta chính là thích Sơ Tuyết có thể cấp sinh mập mạp cháu trai, người có thể cho ta sinh sao? Diệp Thần Phong vô tội nói rằng, mụ, cũng không thể nói như vậy a. Không có chúng ta nam nhân, nữ nhân các người cũng làm theo sinh không được hài tử. Thần Phong, người hài tử này, người nói như thế nào ra như thế cảm thấy khó xử lời nói tới. Quả thực cùng ba người lúc còn trẻ giống nhau như đúc, thảo nào liền Sơ Tuyết như vậy xinh đẹp nha đầu đều bị ngươi cấp lừa gạt tới tay. Tôn Mỹ Cầm đôi má hơi phiếm hồng nói rằng, một bên Diệp Đông Hoa càng là buồn bực, hắn thế nhưng nằm đều trúng đạn a. Tiếp theo tại Diệp Thần Phong giới thiệu một chút, Hàn Sơ Tuyết lần lượt biết ở đây Tôn Bác Dịch, Tôn Dương An, Diệp Đông Hoa vân. Vân người, khẩu chung theo Diệp Thần Phong hô ngoại thái công, ngoại công, ba tướng ở đây trưởng bối mỗi một người đều xưng hô tới rồi. Đang lúc mọi người hướng tới Trấn Thiên Môn trong đại điện đi đến thời gian. Diệp Đông Hoa cố ý rơi ở phía sau hai bước, tại Diệp Thần Phong bên tai thấp giọng nói rằng, Thần Phong, tiểu tử ngươi diễm phúc trái lại không cạn, nhà đầu kia cùng ngươi mụ trước đây giống nhau xinh đẹp. Diệp Thần Phong tại trong lòng thầm nghĩ, cái này kêu là làm diễm phúc không cạn. Đằng trở lại thế tục giới sau, nhìn đến ta những nữ nhân khác, thật không biết ba mẹ các ngươi hội là một bộ biểu tình gì. Dù sao Bạch Tuyết Linh, Võ Hiểu Phỉ đẳng nữ nhân mỗi một người đều là cực phẩm mỹ nữ, bên ngoài cùng Hàn Sơ Tuyết có liều mạng. Chương 722, Hồi Thế Tục Giới. Hai ngày sau, một nhóm lớn người từ cổ võ giới đi thông thế tục giới kết giới chi trong cửa đi ra.
Cái này một nhóm người chính là Diệp Thần Phong, Hàn Sơ Tuyết, Diệp Đông Hoa cùng Tôn Bác Dịch chúng nhân. Tại hai ngày trước Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết trở lại Trấn Thiên Môn sau, tại Trấn Thiên Môn trong nghỉ ngơi hai ngày thời gian, bọn họ liền dự định hồi thế tục giới. Bởi trước đây Tôn gia người vẫn phản đối Tôn Mỹ Cầm cùng Diệp Đông Hoa hôn sự, cho nên lần này Tôn Bác Dịch, Tôn Dương An, Tôn Chính Trực, Tôn Chính Nghĩa cùng Tôn Hiểu Lệ chúng nhân chuẩn bị cùng đi một chuyến thế tục giới kinh thành. Đương nhiên Trấn Thiên Môn tự nhiên là muốn có người tới xử lý, cho nên Diệp Thần Phong Tiểu Di cùng Tiểu Di Phu chủ động giữ lại. Tại Diệp Thần Phong chúng nhân ly khai cổ võ giới, đến phụ cận một cái thành thị thời gian, Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ là nhìn chung quanh. Lần trước tuy rằng Tôn Hiểu Lệ cùng Diệp Thần Phong tới một chuyến thế tục giới, nhưng lần đó là tới viện binh, Tôn Hiểu Lệ căn bản không kịp thưởng thức thế tục giới phong cảnh. Đệ nhất thứ bước ra cổ võ giới Tôn Hằng Phi. Hắn nhìn đến lối đi bộ một chiếc xe hơi, đúng Diệp Thần Phong nói rằng, Thần Phong, cái này nên đã bảo làm ô tô đi. Cái này có thể so với chúng ta cổ võ giới mã xa phong cách nhiều. Ngược lại, Tôn Hằng Phi ánh mắt lại chú ý tới trên đường cái ăn mặc nóng nảy mới mỹ nữ, hắn tức khắc nhìn hai mắt đăm đăm, còn kém trong miệng không có lưu mở miệng nước đây, dùng sức nuốt hai cái nước bọt, nói rằng, Thần Phong, hiện tại ta là càng tới càng thích các ngươi thế tục giới. Cái đó và chúng ta cổ võ giới so sánh, các ngươi thế tục giới quả thực là nam nhân thiên đường A. Diệp Thần Phong đối với Tôn Hằng Phi là tương đối không nói gì, đơn giản không để ý tới cái này điều nhân, bởi trên người điện thoại di động không có điện, Diệp Thần Phong tìm một cái có thể gọi điện thoại địa phương, đầu tiên đánh cấp gia gia của hắn Diệp Trấn Hồng, này, gia gia, ta đại khái hai ngày sau là có thể trở lại kinh thành. Bên đầu điện thoại kia Diệp lão gia tử nghe được là cháu mình thanh âm. Hắn trong lòng tức khắc thở dài một hơi, từ Diệp Thần Phong đi hướng cổ võ giới, Diệp lão gia tử là mỗi muộn đều ngủ không được. Trong lòng vẫn lo lắng hắn người cháu này đi. Thần Phong, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng bỏ được về nhà a. Ngươi đại khái hậu thiên lúc nào đến kinh thành, ta an bài người đi đón ngươi. Diệp lão gia tử tâm tình không tệ nói rằng. Gia gia, không cần phiền toái như vậy, tự ta trở về thì tốt rồi. Lần này ta còn muốn cho các ngươi một kinh hỉ đi. Gia gia ngươi có thể nhất định chuyện quan trọng trước chuẩn bị sẵn sàng, nếu không nói không chừng ngươi lại sẽ bị trực tiếp ngạc nhiên đã bất tỉnh. Diệp Thần Phong không có tướng cha mẹ hắn còn sống sự tình lập tức nói cho Diệp lão gia tử. Diệp lão gia tử tại trong điện thoại cười mắng, Thần Phong, tiểu tử ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút gia gia ngươi ta là ai. Từ trước gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua. Ta đảo muốn nhìn ngươi hai ngày sau chuẩn bị cấp ta cái gì kinh hỉ. Tốt, ta lập tức còn có một cái hội yếu khai, ngươi trên đường cẩn thận. Tự cấp Diệp lão gia tử đánh xong điện thoại sau đó, Diệp Thần Phong lại cấp tiểu thúc Diệp Đông Kiện gọi một cú điện thoại, tiểu thúc, ngươi và võ thúc thúc đem phong vệ đội thành viên mới huấn luyện thế nào. Vừa kết thúc vòng thứ nhất huấn luyện, chính đang nghỉ ngơi Diệp Đông Kiện, hắn tại nhận đến Diệp Thần Phong điện thoại sau. Hắn lập tức kích động nói, Thần Phong, lẽ nào ngươi phải về tới? Cổ võ giới sự tình thế nào? Cổ võ giới bên trong đều có chút cái gì? Ta có thể là dựa theo ngươi phân phó tướng những. Này thành viên mới huấn luyện là hữu mô hữu dạng, tiểu tử ngươi có không có mang một ít cổ võ giới đặc sản cấp ta? Nghe trong điện thoại lại nhảy ngôn ngữ, Diệp Thần Phong nói rằng, tiểu thúc, ta hai ngày sau đến kinh thành, lần này ta có thể mang cho ngươi một phần đại lễ vật ni. Nói không chừng ngươi nhìn thấy phần lễ vật này sau sẽ trực tiếp chảy nước mắt. Dựa vào, Thần Phong, ngươi cho là ngươi tiểu thúc ta là cái nương môn A. Còn chảy nước mắt ni, ngươi tiểu thúc ta đời này đều không biết nước mắt là cái gì ngoạn ý. Nếu là hai ngày sau, ta gặp được ngươi phần lễ vật gì, ngươi thật có thể đủ nhường ta chảy nước mắt, như vậy tiểu thúc ta với ngươi họ. Diệp Đông Kiện nói rằng, Diệp Thần Phong tức giận hồi đáp, tiểu thúc. Ngươi lẽ nào hiện tại không họ Diệp sao? Diệp Đông Kiện bị uống gần chết, nín thật lâu, mới lên tiếng, nếu như hai ngày sau ta gặp được tiểu tử ngươi lễ vật, ta nếu là chảy nước mắt lời nói. Như vậy ngươi tiểu thúc ta trước mặt mọi người hô to tam thanh, lão nương ta Diệp Đông Kiện là cái nương môn. Tốt, một lời đã định. Diệp Thần Phong cấp Diệp Đông Kiện đánh xong điện thoại sau đó, lại phân biệt cấp tại Thiên Hải Triệu Uyển Đình đẳng nữ nhân gọi một cú điện thoại. Lại cấp Võ Hiểu Phỉ, Bạch Tuyết Linh cùng Ninh Vũ Đình gọi một cú điện thoại, tại trong điện thoại nói cho các nàng hai ngày sau phải về đến kinh thành sự tình,
vì vậy tại Thiên Hải Triệu Uyển Đình đẳng nữ nhân lập tức quyết định đi máy bay đi kinh thành. Đang đánh hoàn những, này điện thoại sau, Diệp Thần Phong lập tức tự đi đính vé máy bay, bởi nhân số nhiều lắm, Diệp Thần Phong nhượng phong vệ đội thành viên có thể tại địa phương chơi vài ngày, sau đó lại từng nhóm đi máy bay trở lại kinh thành, đến nỗi Diệp Thần Phong, Hàn Sơ Tuyết, Diệp Đông Hoa cùng Tôn gia người tắc là ngồi cùng ngày máy bay ly khai. Hai ngày sau, Diệp Thần Phong đẳng cả đám một đường thuận lợi đi tới kinh thành, Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm nhìn kinh thành diện mạo, bọn họ hai cái trong lòng có loại ê ẩm cảm giác, thật sâu hít thở một cái kinh thành không khí, tim đập không khỏi thêm nhanh, bọn họ cuối cùng cũng lại trở về cái này tọa thành phố lớn. Đối với Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ hai cái này cho tới bây giờ chưa thấy qua đại đô thị người mà nói, nhìn trước mắt từng ngọn nhà cao tầng, nhìn trên đường phố chen đoàn người, bọn họ hai cái hình như là nông dân đệ nhất thứ vào thành thông thường, mà Tôn Bác Dịch, Tôn Dương An chúng nhân tắc muốn khá, dù sao bọn họ đã từng đều không dứt đã tới một lần thế tục giới. Một chiếc xe taxi là ngồi không được nhiều người như vậy, cho nên Diệp Thần Phong đánh ba xe taxi, trực tiếp nhượng tài xế hướng tới Diệp gia biệt thự khai. Tại Diệp Thần Phong chúng nhân ngồi xe taxi hồi Diệp gia thời gian, ngày hôm nay Diệp gia biệt thự trong phòng khách là kín người hết chỗ, không riêng gì Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng, Võ lão gia tử Võ An Quốc, Bạch lão gia tử Bạch Hồng Phương ở đây, ngay cả số 1 thủ trưởng Dư Phong Niên, số 2 thủ trưởng Dương Viễn cùng với Hoa Hạ Quốc cái khác cao tầng đều tới. Tạo thành nguyên nhân này chỉ là Diệp lão gia tử ngày hôm qua trong lúc vô tình đề một câu Diệp Thần Phong muốn trở lại kinh thành, kết quả những này lão nhân một đám dày ra mặt, tìm các loại lý do ngày hôm nay đều tới Diệp gia làm khách. Đương nhiên, ngoại trừ những này Hoa Hạ Quốc cao tầng ở đây bên ngoài, Diệp Thần Phong sở hữu nữ nhân cũng đều trình diện, còn có Diệp Đông Hoa cùng Võ Khôn Minh chúng nhân cũng đều tại, cái này loại trận thế tại toàn bộ Hoa Hạ Quốc, chỉ sợ cũng chỉ có đang nghênh tiếp Diệp Thần Phong thời gian hội xuất hiện. Ta nói các ngươi những này lão đầu tới mù xem náo nhiệt gì, các ngươi lại cùng Thần Phong không có bất kỳ quan hệ gì. Tính tình từ trước đến nay nóng nảy Võ lão gia tử đúng Dư Phong Niên đẳng lão đầu không vui nói. An Quốc, ngươi lời này ta có thể tự không thích nghe, Thần Phong là chúng ta Hoa Hạ Quốc thiên chi kiều tử, ta thậm chí có thể nói hắn là chúng ta Hoa Hạ Quốc hy vọng, ta dám khẳng định Thần Phong nhất định có thể nhượng chúng ta Hoa Hạ Quốc nâng cao một bước, cho nên chúng ta những này làm trưởng bối đến xem Thần Phong cái này vãn bối có cái gì không đúng. Đừng tưởng rằng tôn nữ của ngươi là Thần Phong vị hôn thê thì ngon, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta không có tôn nữ sao? Ngươi cũng không nhìn một chút Thần Phong có bao nhiêu nữ nhân. Nhiều hơn nữa ta một cái tôn nữ vậy cũng không coi là nhiều đi. Dư Phong Niên cười phản bác. Theo Dư Phong Niên mở miệng, cái khác cao tầng cũng sôi nổi lên tiếng, nói thật đi bọn họ thật muốn cùng Diệp gia đặt lên một chút gì thân thích các loại quan hệ. Lão Dư nói không sai, chúng ta đều cũng có tôn nữ, chỉ cần Thần Phong cam tâm tình nguyện, ta đem ta dưới gối tôn nữ đều gả cho hắn. Đúng vậy. Chúng ta phải muốn tướng Thần Phong gen phát triển quảng đại, cho nên cấp Thần Phong nhiều tìm một ít nữ nhân cũng không hề gì, huống hồ tôn nữ của ta tuyệt đối không thể so với Võ lão đầu nhà ngươi tôn nữ kém. Tại Diệp gia trong đại sảnh mỗi cái cao tầng tượng tiểu hài tử giống nhau tranh cãi ầm ĩ thời gian, ba xe taxi đình tại Diệp gia biệt thự cổng, Diệp Thần Phong chúng nhân từ trên xe đi xuống, cửa cảnh vệ khi nhìn đến Diệp Thần Phong sau lập tức chào một cái, những này võ cảnh tại Diệp gia đã đảm nhiệm thật nhiều năm cảnh vệ, khi bọn hắn nhìn đến đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm thời gian, bọn họ thiếu chút nữa liền tròng mắt đều rơi đi ra, bọn họ đương nhiên là biết được Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm, tái sinh vì cảnh vệ nên có tố chất, bọn họ không có mở miệng hỏi bất kỳ vấn đề gì. Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm nhìn trước mắt quen thuộc ra, bọn họ hai cái trong lòng tâm tình không bao giờ nữa có thể bình tĩnh. Diệp Đông Hoa vươn tay nắm Tôn Mỹ Cầm tay, nói rằng, Mỹ Cầm, chúng ta cuối cùng cũng về nhà. Chương 723, Đại đoàn tụ. Gì, ngày hôm nay Diệp gia thế nào tới nhiều như vậy khách nhân? Diệp Thần Phong dẫn đầu ôm Hàn Sơ Tuyết đi vào Diệp gia bên trong phòng khách. Diệp gia trong phòng khách người nhìn đến Diệp Thần Phong sau, bọn họ vừa định muốn một đám cười cùng Diệp Thần Phong chào hỏi thời gian. Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm cũng theo Diệp Thần Phong đi vào trong phòng khách, tại cái này hai người xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ phòng khách tức khắc yên tĩnh lại,
tĩnh chỉ có thể nghe từng đạo tiếng hít thở. Hình ảnh dường như vào giờ khắc này dừng hình ảnh ở. Không khí dường như vào giờ khắc này đình chỉ lưu động. Sư Phong Niên Đảng Hoa Hạ Quốc cao tầng bọn họ đương nhiên là thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm, cái này không phải Diệp Trấn Hồng con lớn nhất cùng nhi con dâu sao? Bọn họ hai cái không phải đã sớm không ở nhân thế sao? Làm sao sẽ đột nhiên cùng Diệp Thần Phong cùng xuất hiện tại Diệp gia? Điều này làm cho những này bình thường nhanh trí tượng cáo giả thông thường mỗi cái cao tầng, đầu là triệt để chuyển bất quá cong tới. Tại Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm xuất hiện chớp mắt, Diệp lão gia tử cũng trong lúc đó bá từ trên ghế salon đứng lên, khom thân thể hơi có chút run rẩy, nguyên bản khàn khàn hai con ngươi biến được sáng sủa lên, trong lỗ mũi hô hấp biến được càng tới càng ồ ồ, có chút khô quát môi không ngừng ngoạ nguậy, hắn không thể tin được trước mặt thấy đây hết thảy. Mà đứng ở một bên Diệp Đông Kiện cũng đã sớm dại ra ở, mạnh mẽ con ngươi không nháy một cái như ngừng lại Diệp Đông Hoa trên người. Đôi bàn tay không ngừng tụ lại thành quả đấm, vừa buông ra, lại tụ lại, vừa buông ra. Ba, Đông Kiện, các ngươi mấy năm nay qua có khỏe không? Diệp Đông Hoa tại nhìn thấy cha của mình cùng đệ đệ sau, hắn trong lòng tâm tình đồng dạng là dị thường kích động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ba, Đông Kiện, ta và Đông Hoa cho các ngươi kiếm vất vả. Tôn Mỹ Cầm viền mắt ướt át nói rằng. Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm ngôn ngữ phá vỡ phòng khách trầm mặc, Diệp Đông Kiện liều lĩnh vào tới Diệp Đông Hoa trước mặt, hắn đúng chính hắn một ca ca thanh âm là không thể quen thuộc hơn nữa, hắn hiện tại trong đầu không có cái khác chống không đi suy nghĩ vì đại ca gì cùng đại tẩu đều còn sống. Diệp Đông Kiện trực tiếp ôm lấy Diệp Đông Hoa, ôm chặt lấy Diệp Đông Hoa, tại Diệp Đông Kiện trong lòng Diệp Đông Hoa người ca ca này giữ lấy vô cùng trọng yếu địa vị, cổ họng trong khàn giọng hô đạo ca, ca. Thật chính là ngươi sao? Ngươi thật còn sống. Diệp Đông Kiện không có buông ra Diệp Đông Hoa, bởi vì tại hắn hô Diệp Đông Hoa ca thời gian, hốc mắt của hắn hoàn toàn hồng. Tiếp theo, nước mắt không ngừng từ Diệp Đông Kiện cái này đại lão thô trong hốc mắt chảy ra, hắn đúng Diệp Đông Hoa tình nghĩa huynh đệ là tuyệt vời. Diệp Đông Hoa cười vỗ vỗ Diệp Đông Kiện vai, nói rằng, Đông Kiện, ngươi chừng nào thì tượng cái nương môn giống nhau. Bị ngươi như thế ôm ta có thể khởi một thân nổi da gà. Nghe vậy, Diệp Đông Kiện cái này tài buông lỏng ra Diệp Đông Hoa, dùng mờ u bàn tay sát lau nước mắt, mặt thượng lộ ra cực vì ngu ngốc cười khúc khích, hướng một bên Tôn Mỹ Cầm hô một tiếng, đại tẩu. Diệp Đông Hoa nhìn cách đó không xa còn có chút ngây người Diệp lão gia tử, hắn cùng Tôn Mỹ Cầm cùng đi đến Diệp lão gia tử trước mặt. Không hẹn mà cùng hô đạo, ba. Một tiếng này ba. Nhượng Diệp lão gia tử thân thể chợt một cái run, cái này không phải đang nằm mơ. Cái này thật không phải là đang nằm mơ. Diệp lão gia tử cố nén viền mắt chung nước mắt muốn chảy ra, nuốt một cái khô khan cổ họng, nói rằng, Đông Hoa, Mỹ Cầm, hai người các ngươi không có việc gì tự tốt, hai người các ngươi không có việc gì tự tốt. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi đây rốt cuộc là cái gì một hồi sự đi. Diệp lão gia tử tuy rằng trong lòng kích động cùng vui vẻ không gì sánh được. Nhưng trong đầu hắn mơ mơ màng màng bị cảnh tượng trước mắt là khiến cho một đoàn tương hồ. Thân gia, ta tới giải thích cho ngươi giải thích đi. Ta là phụ thân của Mỹ Cầm, chúng ta cái này là đệ nhất thứ gặp mặt. Tôn Dương An đi ra nói rằng. Cái này càng nhượng Diệp lão gia tử rơi vào mơ hồ, Tôn Mỹ Cầm không phải một đứa cô nhi sao. Trước đây bởi Tôn gia không đồng ý môn này hôn sự, tại kết hôn thỏa đáng thiên Tôn gia không có một người trình diện. Cho nên Tôn Mỹ Cầm tài biên tạo một cái mình là cô nhi lời nói dối. Ra ra, ngài chợt nghe ngoại công cho ngài chỉ nói vậy thôi. Ngài lập tức sẽ biết giải cả kiện chuyện đã xảy ra. Diệp Thần Phong đúng Diệp lão gia tử nói rằng. Nghe được cháu của mình đều như thế lên tiếng. Diệp lão gia tử cũng là một cái lâu dài cư địa vị cao người. Trong lòng tâm tình lập tức ổn định lại, chuẩn bị trước nghe một chút Tôn Dương An tự thuật. Vì vậy. Tôn Dương An tướng lai lịch của bọn họ cùng với trước đây không đồng ý Tôn Mỹ Cầm cùng Diệp Đông Hoa hôn sự, lại càng về sau dùng vàng thau lẫn lộn phương pháp cứu Tôn Mỹ Cầm cùng Diệp Đông Hoa, rồi đến cuối cùng Diệp Thần Phong tại cổ võ giới các loại sự tích đặc biệt cặn kẽ nói một lần, nghe được tất cả mọi người tại chỗ đều là sửng sốt một chút. Cho nên, thân gia, lần này chúng ta là tới cho các ngươi Diệp gia nói xin lỗi, ngươi cấp ta nuôi dưỡng một cái tốt ngoại tôn a. Tôn Dương An đặc biệt hiền hòa nói rằng, đúng,
Dương An đúng vậy. Người cấp ta nuôi dưỡng một cái tốt tằng ngoại tôn, ta vì sự tình trước kia tại ở đây trịnh trọng lời nói xin lỗi. Tôn bác dịch cũng lập tức mở miệng nói rằng. Tại vừa rồi Tôn Dương An tự thuật chung, Diệp lão gia tử đã biết thân phận của Tôn bác dịch, nếu Tôn bác dịch là Tôn Mỹ Cầm gia gia, như vậy coi như là hắn trưởng bối, người khác đều tới thấp tư thái nói xin lỗi, huống hồ con trai cùng nhi con dâu cũng chưa chết, bây giờ Diệp lão gia tử chính thoải mái, khẩu trung vội vàng nói Tôn thúc thúc, ngài là Mỹ Cầm gia gia, cho nên ngài là trưởng bối của ta, chuyện đã qua để hắn đã qua đi. Người một nhà không cần phải nói xin lỗi. Những lời này ta thích nghe, ta khinh thường hô ngươi một tiếng Trấn Hồng, sau đó mọi người đều là người một nhà, nếu như cần muốn chúng ta địa phương, ngươi cứ mở miệng thì tốt rồi. Tôn bác dịch rất thẳng thắn cười nói. Tại Tôn bác dịch cùng Diệp lão gia tử nói chuyện với nhau thời gian, Diệp Thần Phong đi tới chúng nữ trước mặt, tướng Võ Hiểu Phỉ, Bạch Tuyết Linh, Ninh Vũ Đình, Triệu Huyền Đình, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ đều lãnh được Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm trước mặt, giới thiệu, đây là ta ba mẹ. Một bên Tôn Hằng Phi nhìn đến trước mặt cái này sáu vị tuyệt đối thuộc về tiên nữ như nữ nhân, hắn nói rằng, Thần Phong, những thứ này là muội muội của ngươi cùng tỷ tỷ sao? Các nàng có bạn trai hay không? Chẳng qua là khi Tôn Hằng Phi vừa dứt lời chi tế, từ Võ Hiểu Phỉ bắt đầu, cái này sáu nữ nhân sôi nổi ngượng ngùng hướng Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm mở miệng hô đạo, ba mẹ, ba mẹ, ba mẹ, ba mẹ, ba mẹ, ba mẹ. Điều này làm cho Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm là đầu óc mơ hồ, bất quá, Diệp Thần Phong lập tức giải thích, ba mẹ, cái này sáu vị đều là của các ngươi nhi con dâu, các nàng đều là nữ nhân của ta. Diệp Đông Hoa kinh ngạc, Tôn Mỹ Cầm sững sờ, Tôn Hằng Phi ngốc, còn lại Tôn gia người cũng một đám há hốc miệng, cuối cùng Diệp Thần Phong lại đem Hàn Sơ Tuyết kéo đến Võ Hiểu Phỉ đẳng nữ nhân bên cạnh, đúng Diệp lão gia tử. Võ lão gia tử đẳng người nói, nàng gọi Hàn Sơ Tuyết, nàng cũng là nữ nhân của ta. Lúc này, đến phiên Hoa Hạ Quốc một đám cao tầng kinh ngạc, bất quá, bọn họ tốt xấu cũng đã kiến thức Diệp Thần Phong nữ nhân bao nhiêu, bây giờ Diệp Thần Phong đi ra ngoài một chuyến lại mang về một cái quốc sắc thiên hương nữ nhân tới. Bọn họ khiếp sợ muốn so Tôn gia người thiếu rất nhiều, số một thủ trưởng Dư Phong Niên không khỏi trêu ghẹo nói, Thần Phong, ngươi thật chuẩn bị tới cái Tam Cung Lục Viện sao? Ta xem ngươi thẳng thắn đem ta Tôn nữ cũng thu đi. Ngươi bây giờ tài bảy nữ nhân, hai bàn mặt chưa kém một cái, có Tôn nữ của ta không tự tránh hảo sao? Lão Dư, ngươi quá giảo hoạt, cái gì gọi là hai bàn mặt chưa kém một cái? Số 2 thủ trưởng Dương Viễn khó chịu hỏi, tiếp theo, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói rằng, Thần Phong, nếu như ngươi muốn thu Dư lão đầu Tôn nữ, như vậy ngươi phải đem ta ra nha đầu kia cũng cho thu. Ở đây những, này Hoa Hạ Quốc cao tầng bệnh cũ lại tái phát, mỗi một người đều tưởng là dẫn mối giống nhau, muốn đem Tôn nữ của mình hướng tới Diệp Thần Phong trong ngực nhét. Vừa phản ứng tới được Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm, bọn họ hai cái một lần nữa chấn kinh rồi, bọn họ biết được ở đây những. Này lão đầu thế nhưng Hoa Hạ Quốc cao tầng A, con của bọn họ lúc nào biến được như thế được hoan nghênh. Mà Tôn Hằng Phi là hướng Diệp Thần Phong giơ ngón tay cái lên. Ước ao đố kỵ hận nói rằng, huynh đệ, người thế nào có thể như thế ngưu bài? Người đi như thế nào đến chỗ nào đều là nhân vật chính. Cùng ngươi đứng chung một chỗ nam nhân chỉ có đương phối hợp diễn phần. Đối với Tôn Hằng Phi lời nói này, một bên Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh, cái này hai nam nhân là tràn đầy thể hội a. Nam nhân cùng Diệp Thần Phong đứng chung một chỗ chỉ do là cho Diệp Thần Phong đương màu xanh biếc nguyên liệu. Lại nam nhân ưu tú tại Diệp Thần Phong quang mang hạ cũng sẽ biến được chút nào không loang loáng điểm. Chương 724, tinh không hạ gào thét. Màn đêm dần dần đánh xuống. Đối với kinh thành cái này tọa đại đô thị mà nói, ban ngày cùng buổi tối không có bất kỳ khác biệt gì, trên đường phố là đèn neon sáng lạn, tướng đêm tối chiếu dường như ban ngày như sáng sủa. Nếu như nhất định muốn nói kinh thành ban đêm cùng ban ngày có cái gì khác biệt lời nói, đó chính là buổi tối so ban ngày càng náo nhiệt, ban ngày mọi người đều bận về việc đi làm, chỉ có đến buổi tối mới có thể không rảnh rỗi, đến các loại buổi chiếu phim tối bên trong đi buông lỏng một chút tâm tình. Theo thời đại biến chuyển từng ngày, sinh hoạt ở giữa tiết tấu cũng biến thành càng lúc càng nhanh, cái này cũng ý nghĩa mọi người áp lực biến được càng lúc càng lớn, cho nên phải muốn có một tuyên tiết khẩu tới để cho bọn họ phát tiết. Cho nên,
Bây giờ rất nhiều thanh niên nhân mới có thể trà trộn cho các loại buổi tối, tìm kiếm thuộc về mục tiêu của chính mình, chơi thượng kích thích một đêm. Bây giờ nữ nhân cũng không tưởng cổ đại thời gian như cực hạn bảo thủ, đến kết hôn thời gian là hoàn bích thân nữ nhân quá ít quá ít. Bất quá, bây giờ khoa học kỹ thuật cũng đầy đủ phát đạt, làm cái kia cái gì tu bổ giải phẫu vân. Vân các loại quá đơn giản. Tại kinh thành cái này tọa đại đô thị đắm chìm trong buổi tối điên cuồng thời gian. Kinh thành, Diệp gia, ngày hôm nay cũng là rất náo nhiệt, này cao tầng lão đầu một đám mặt dày mày dạn muốn lưu tại Diệp gia ăn cơm chiều, kết quả là cao tầng những. Này lão đầu, Tôn gia người, hơn nữa người của Diệp gia, đủ tại Diệp gia trong phòng ăn đặt ba bàn, thật có thể nói là so tân niên thượng đều muốn náo nhiệt. Điều không phải dư phong niên đẳng những. Này lão nhân gia mặt thật có bao nhiêu dày, thật sự là từ tân niên thượng ăn rồi Diệp thần phong nấu món ăn, bọn họ những. Này lão nhân khẩu vị một đám toàn bộ biến điêu, coi như là tử điếm cấp 5 sao trong đại chủ tay nghề, bọn họ cũng là ăn thì không ngon. Tại dư phong niên những. Này lão nhân thỉnh cầu hạ, Diệp thần phong ngày hôm nay tâm tình cũng vừa vặn đúng vậy, cho nên hắn miễn cưỡng đáp ứng tự mình hạ trù, điều này làm cho những cao tầng này lão nhân một đám là liếm môi. Nuốt nước bọt, nhượng một bên Tôn người nhà cùng Diệp Đông Hoa là cực kỳ khó hiểu, bởi vì bọn họ còn không có hưởng qua Diệp Thần Phong chủ nghệ ni. Thần Phong, ngươi cùng những, này lão gia tử trò chuyện đi, ta có thể không nhớ rõ ngươi biết nấu ăn, từ nhỏ chính là y tới thân thủ, cơm tới há mồm, ngày hôm nay liền do mụ tới tự mình hạ trù. Tôn Mỹ cầm đúng Diệp Thần Phong nói rằng, cái này không nói còn không sao cả, vừa nói tức khắc nhượng những. Này lão nhân đều cấp, bọn họ thế nhưng phí hết lắm lời lưỡi, mới để cho Diệp Thần Phong đáp ứng tự mình hạ trù. Cũng không thể đủ lại ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, số một thủ trưởng dư phong niên đệ nhất cái mở miệng nói, Mỹ Cầm, ngươi vừa trở lại Diệp gia, ngươi nên nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi mới là, dư thúc thúc cùng ngươi tốt nhất tâm sự. Đúng, Mỹ Cầm, chúng ta tự tốt Thần Phong cái này một hơi, biết Thần Phong phải về tới. Ta ngày hôm qua thế nhưng uống một ngày nước sôi, sẽ chờ hôm nay tới Diệp gia quét sạch. Số 2 thủ trưởng Dương Viễn cũng lập tức nói rằng. Nghe được số 1 thủ trưởng cùng số 2 thủ trưởng lời nói sau, Tôn Mỹ Cầm lần thứ 2 mở to hai mắt nhìn, bởi vì nàng nghe ra Dương Viễn trong lời nói ý tứ tới, đó chính là con trai của nàng chủ nghệ đặc biệt tốt. Tốt đến nhượng những cao tầng này đều nhớ mãi không quên, lập tức nghĩ đến con trai mình trên người các loại cải biến sau đó. Tôn Mỹ Cầm cũng tự bình thường trở lại. Mụ, cơm tối hôm nay liền do ta tới chuẩn bị đi. Các ngươi trước tiên ở đây ngồi một hồi. Nói, Diệp Thần Phong liền đi vào tại chủ phòng, đương nhiên hắn 7 nữ nhân cũng đi theo phía sau hắn. Vừa đi vào phòng bếp Diệp Thần Phong mà bắt đầu chuẩn bị nấu ăn, mà Đường Hân nha đầu kia lập tức khoác thượng Hàn Sơ Tuyết cánh tay. Ban đầu ở Thiên Hải thời gian Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết trong lúc đó có thể là có rất sâu tỉ muội tình. Sơ Tuyết tỷ tỷ, Hân Nhi rất nhớ ngươi ni, ngươi thế nào có thể ra đi không từ biệt ni, Đường Hân đô cái miệng nhỏ nhắn nói rằng. Hàn Sơ Tuyết quát thoáng cái Đường Hân trắng mịn mũi, nói rằng, Hân Nhi, trước đây ta là có việc gấp tài ra đi không từ biệt, sau đó nhất định là sẽ không. Như vậy cũng tốt, Sơ Tuyết tỷ tỷ, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút cái khác vài vị tỷ tỷ cùng muội muội đi. Đường Hân lần lượt tướng ở đây Võ Hiểu Phỉ, Bạch Tuyết Linh, Vương Phỉ Phỉ đẳng nữ nhân giới thiệu cho Hàn Sơ Tuyết nhận thức. Hàn Sơ Tuyết có chút thấp thỏm hướng Võ Hiểu Phỉ đẳng nữ nhân chào hỏi, nàng có chút sợ Diệp Thần Phong những nữ nhân này không tiếp thụ nàng. Có thể nàng thấp thỏm rõ ràng cho thấy dư thừa, rất nhanh liền cùng Võ Hiểu Phỉ đẳng nữ nhân vui sướng hàn huyên, điều này làm cho ở một bên nấu ăn Diệp Thần Phong, mặt thượng không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Như vậy mọi người cùng hài hòa hài tài hoàn mỹ mà. Một giờ sau, từng đạo thức ăn do 7 nữ lần lượt bưng lên trong phòng ăn 3 cái bàn, Hoa Hạ Quốc những. Này lão nhân một điểm đã không có cao tầng uy nghiêm, bởi vì bọn họ sau khi biết hạ thủ khẳng định sẽ gặp hại, cho nên bọn họ tại món ăn bưng lên thời gian, một đám hình như vài ngày chưa ăn cơm giống nhau, chiếc đũa gắp được dường như hỏa tiễn cấp tốc. Tôn gia người trên một cái bàn, Tôn Hằng Phi nhìn trên bàn thức ăn nói rằng, cái này mấy món ăn bán tướng ngược lại không tệ. Thế nhưng Thần Phong chủ nghệ thật có tốt như vậy sao? Hằng Phi, hãy bớt xàm ngôn đi, chúng ta là khách nhân, có ăn ngươi tự cấp ta ăn, lại nói đây là ta tằng ngoại tôn làm món ăn,
ngày hôm nay ta có thể phải thật tốt nếm thử. Tôn Bác Dịch phát ra từ nội tâm cười nói. Nhưng mà, đương Tôn gia người một bàn này thượng, một đám bắt đầu động chiếc đũa ăn đệ nhất khẩu món ăn thời gian, kết quả là càng không thể vãn hồi một màn phát sinh, bọn họ nhanh chóng quét sạch trên bàn thức ăn, thẳng đến cuối cùng Tôn Hằng phi tướng một bàn món ăn trực tiếp đầu đến trước mặt của mình chuẩn bị ăn mảnh, kết quả bị Tôn Bác Dịch, Tôn Dương An, Tôn Chính Trực cùng Tôn Chính Nghĩa phân biệt gõ một cái nổ túc. Diệp Thần Phong cho mỗi một bàn làm xong 10 đạo món ăn sau đó, vừa định muốn ngồi xuống ăn một chút gì, hắn nhìn đến phụ thân Diệp Đông Hoa cùng tiểu thúc Diệp Đông Kiện đi ra phía ngoài, vì vậy hắn cũng đi theo đi ra ngoài. Diệp Đông Hoa cùng Diệp Đông Kiện cái này hai huynh đệ, tại Diệp gia biệt thự bên ngoài xả việc nhà, Diệp Thần Phong từ phía sau vỗ một cái Diệp Đông Kiện vai, vừa cười vừa nói tiểu thúc, người có không có quên chúng ta giữa hai cái ước định. Ta nhớ kỹ người ban ngày thời gian hình như chảy nước mắt đi. Diệp Đông Hoa không có chút không hiểu hỏi, Thần Phong, ngươi và Đông Kiện có cái gì ước định? Vì vậy, Diệp Thần Phong tướng trước tại trong điện thoại cùng Diệp Đông Kiện ước định cấp Diệp Đông Hoa giải thích một lần, sau đó còn nói thêm, tiểu thúc, kỳ thực ngươi không muốn tuân thủ ước định cũng không có quan hệ, dù sao ta cũng không sao cả. Diệp Đông Kiện trong tay chính cầm một lọ rượu đế ni. Chợt hướng tới trong miệng ực một hớp, nói rằng, Thần Phong, ta Diệp Đông Kiện từ trước đến nay là một cái nói giữ lời người, lại nói cái này ước định ta thua hài lòng, thua thống khoái, cho nên. Diệp Đông Kiện trong miệng nuốt hai hạ nước bọt, hít sâu một hơi, dùng sức hướng trong trời đêm hô đạo, lão nương ta Diệp Đông Kiện chính là cái nương môn, lão nương ta Diệp Đông Kiện chính là cái nương môn, lão nương ta Diệp Đông Kiện chính là cái nương môn. Ba khắp hô xong. Điều này làm cho Diệp Đông Kiện là thở hổn hển. Diệp Đông Hoa nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, trong lòng cũng có loại muốn gào thét xung động, cổ họng trong không có dấu hiệu nào hô lên, ta Diệp Đông Hoa đời này kiêu ngạo nhất là có Diệp Thần Phong đứa con trai này, ta Diệp Đông Hoa đời này kiêu ngạo nhất là có Diệp Thần Phong đứa con trai này. Diệp Thần Phong hứng thú cũng bị kéo lên, há mồm tự gào thét đạo, ta Diệp Thần Phong muốn dẫn lính Diệp ra đi lên nhất đỉnh phong. Ta Diệp Thần Phong muốn dẫn lính Diệp gia đi lên nhất đỉnh phong. Ta đời này may mắn nhất là gặp Diệp Thần Phong. Ta kiếp sau còn muốn làm Diệp Thần Phong nữ nhân. Ta ái Diệp Thần Phong. Tại Diệp Thần Phong vừa gào thét cho tới khi nào xong thôi, phía sau cũng vang lên từng tiếng gào thét. Diệp Thần Phong, Diệp Đông Hoa cùng Diệp Đông Kiện không hẹn mà cùng xoay người lại. Nhìn đến Diệp Thần Phong bảy nữ nhân một đám kêu là sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Mới vừa rồi là Hàn Sơ Tuyết đệ nhất cái đi đầu nột hô lên, còn lại nữ nhân cũng sôi nổi không để ý e thẹn gieo hò. Diệp Đông Hoa vỗ một cái Diệp Đông Kiện vai, thấp giọng nói rằng, Đông Kiện, xem ra chúng ta hai cái đều lão a. Thần Phong tiểu tử này các phương diện năng lực đều mạnh hơn chúng ta, ngay cả cái này lừa gạt nữ nhân thủ đoạn, chúng ta hai cái cũng là theo không kịp. Cũng không phải sao, tiểu tử này mỗi cái phương diện đều là yêu nghiệt chí cực. Diệp Đông Kiện cười điểm gật đầu. Sán Lạn Tinh Không Hạ, từng tiếng gào thét truyền khắp phía chân trời. Sán Lạn Tinh Không Hạ, Diệp Thần Phong hướng chúng nữ lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tại Võ Hiểu Phỉ đẳng chúng nữ xem ra, Diệp Thần Phong cái này một vòng mỉm cười, tướng toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu sáng, chỉ cần có người đàn ông này bên người, các nàng tự hội cảm giác đặc biệt có cảm giác an toàn, đặc biệt hạnh phúc. Diệp gia trong phòng ăn cũng là náo nhiệt đến cực điểm, Hoa Hạ quốc cao tầng đều bỏ đi bình thường uy nghiêm bề ngoài, một đám uống là mặt đỏ thở hổn hển, rất nhiều chuyện cùng người đều bởi vì Diệp Thần Phong đang phát sinh không nhận thức được cải biến. Chương 725, nước chảy thành sông đột phá. Theo cao tầng những, này lão nhân ăn uống no đủ ly khai, Tôn gia người là toàn bộ lưu tại Diệp gia dừng chân, bọn họ chuẩn bị tại kinh thành dừng nửa tháng. Sau đó sẽ trở lại cổ võ giới chung đi. Diệp gia, biệt thự, lầu 2, Diệp Thần Phong bên trong gian phòng. Võ Hiểu Phỉ, Bạch Tuyết Linh, Ninh Vũ Đình, Hàn Sơ Tuyết, Triệu Uyển Đình, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ, cái này bảy nữ nhân toàn bộ tắm xong, mặc trên người đủ loại nóng nảy áo ngủ, điều này làm cho Diệp Thần Phong nhìn là trực nuốt nước miếng. Phải biết rằng Võ Hiểu Phỉ đẳng nữ nhân đều là mỹ nữ chung mỹ nữ a. Như vậy bảy cái mỹ nữ tuyệt sắc ăn mặc áo ngủ đứng tại Diệp Thần Phong trước mặt, nếu như Diệp Thần Phong còn có thể chịu được lời nói, như vậy hắn tự thật không phải là nam nhân, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười xấu xa,
nói rằng, các vị nương tử, ngày hôm nay để chúng ta tới cái đại bị cùng ngủ đi. Tướng công ta nhất định đem bọn ngươi hầu hạ tốt. Võ Hiểu Phỉ đằng nữ nhân sôi nổi đôi má đỏ bừng khó khăn chịu đựng, Bạch Tuyết Linh gắt một cái, nói rằng, Thần Phong, ngươi tưởng đẹp, tỉ muội chúng ta cũng sẽ không tiện nghi như vậy ngươi. Thần Phong, nếu ngươi như thế hoa tâm, như vậy đêm nay ngươi cũng có thể nên vì ngươi hoa tâm trả giá một điểm giá cao. Triệu Uyển Đình cười duyên nói. Các vị lão bà, các ngươi thế nào dở mặt so lật sách còn nhanh. Vừa rồi các ngươi tại bên ngoài biệt thự, thế nhưng một đám gieo hò hướng ta biểu lộ, hiện tại các ngươi tạo nên quần tựu không tiếp thu người. Diệp Thần Phong cực vì buồn bực nói. Võ Hiểu Phỉ liếc một cái Diệp Thần Phong, nói rằng, Thần Phong, người đây là cái gì tỉ dụ? Dù sao ngày hôm nay tỉ muội chúng ta đã thương lượng xong, nhìn ngươi có thể không thể đủ nhượng chúng ta hài lòng, nếu như ngươi nhượng chúng ta hài lòng lời nói không chừng chúng ta bảy cái cùng nơi cùng ngươi cũng không thành vấn đề. Nói xong lời cuối cùng một câu, Võ Hiểu Phỉ là thấp như văn tiếng. Tại Võ Hiểu Phỉ nói xong câu đó sau, chúng nữ liền lần lượt ly khai Diệp Thần Phong gian phòng, chỉ có Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ giữ lại. Diệp Thần Phong một tay lấy cái này hai nha đầu ôm nhập trong ngực, cái mũi ngửi cái này hai nha đầu trên người mùi thơm của cơ thể, nói rằng còn là Hân Nhi cùng Phỉ Phỉ biết không nỡ ta a. Bị Diệp Thần Phong ôm Đường Hân, một cái kình hướng tới Diệp Thần Phong trong ngực toàn. Nha đầu kia trong lòng đối với nàng Thần Phong ca ca là tưởng niệm thành tai, đô cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, Thần Phong ca ca, người có muốn biết hay không chúng ta thương lượng là chuyện gì? Diệp Thần Phong tay phải che lấp Đường Hân bộ ngực mềm mại, tay trái che lấp Vương Phỉ Phỉ ngực mềm mại, vừa cười vừa nói, Hân Nhi, Phỉ Phỉ, hai người các ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu, sau đó hai người các ngươi chính là ta gián điệp. Mau nói cho ta biết các ngươi thương lượng là chuyện gì? Đường Hân rất là khả ái cổ cái miệng nhỏ nhắn, thân thể mềm mại mềm nhũn dính tại Diệp Thần Phong trong ngực, nói rằng, Thần Phong ca ca, ta và Phỉ Phỉ làm cho ngươi gián điệp, chúng ta hai cái có cái gì? Không chỗ tốt. Thời gian qua tương đối khéo léo, Vương Phỉ Phỉ cũng đôi mắt đẹp nháy mắt nhìn Diệp Thần Phong, e thẹn hỏi Thần Phong ca ca. Hân Nhi nói không sai, ngươi có thể cho chúng ta hai cái chỗ tốt gì? Diệp Thần Phong là một trận phiền muộn. Xem ra Vương Phỉ Phỉ là bị Đường Hân nha đầu kia hoàn toàn làm hư, một mặt thưởng thức cái này hai nha đầu ngực mềm mại, vừa nói, đương nhiên là mới có lợi, sau đó ta và ngươi hai cái nha đầu ở trên giường thời gian, ta nhất định sẽ đặc biệt ra sức. Tranh thủ những hai người các ngươi nha đầu sớm ngày có bầu hài tử của ta, chỗ tốt này có đủ hay không? Nói thật đi, đoạn thời gian trước Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ thật đúng là nói chuyện phiếm qua lúc nào tài năng đủ có bầu Diệp Thần Phong hài tử. Lúc này nghe được Diệp Thần Phong lời nói này sau, cái này hai nha đầu tuy rằng mặt thượng là e thẹn không gì sánh được, thế nhưng trong lòng lại ngọt tư tư, cái này hai nha đầu cơ hồ là miệng đồng thanh nói rằng, Thần Phong ca ca, ngươi cũng không thể đủ nói đúng vậy lời nói. Tiếp theo, Đường Hân tướng chúng nữ trước thương lượng sự tình toàn bộ nói ra, đêm nay Diệp Thần Phong những nữ nhân khác cũng sẽ từng người ngủ một cái phòng, nếu như Diệp Thần Phong đêm nay có thể đi khắp mỗi một cái phòng. Đồng thời cùng mỗi một nữ nhân làm một lần vận động lời nói, như vậy Võ Hiểu Phỉ đẳng chúng nữ cũng sẽ không cùng Diệp Thần Phong bực bội, dù sao các nàng cũng đúng Diệp Thần Phong là tương tư thành họa, muốn cùng Diệp Thần Phong thật tốt ôn tồn một phen. Đang nghe Hoàn Đường Hân nha đầu kia tự thuật sau đó, Diệp Thần Phong lập tức tướng hai nàng này ôm lên giường, nói rằng, Hân Nhi, Phỉ Phỉ, hai người các ngươi thế nào không nói sớm. Xem ra hôm nay thời giờ của ta gấp vô cùng tấu. Ba người chúng ta vội vàng tới trước huấn luyện. Diệp Thần Phong trực tiếp hôn lên Đường Hân môi, không ngừng hút Đường Hân khẩu chung ngọt nước, đến nỗi hai tay tắc là tại Vương Phỉ Phỉ trên người bận rộn, nắn bóp Vương Phỉ Phỉ bộ ngực đầy đặn. Đang làm đủ tiền hí sau đó, Diệp Thần Phong lập tức tiến nhập chính đề, đương nhiên hắn đang cùng hai nàng làm vận động thời gian, hắn không có quên vận chuyển thể nội linh hồn lực, một mặt làm vận động, một mặt chiết xuất thể nội linh hồn lực. Hiện nay để thăng thực lực đối với hắn mà nói cũng là vô cùng trọng yếu, dù sao lần thứ hai tiến nhập cổ võ giới thời gian, hắn sẽ đến thần bí đỉnh cấp thế lực đi sang một bên, dùng hắn thực lực trước mắt đến thế lực cao cấp một mặt là căn bản thiếu nhìn. Thuần thục, đang cùng Đường Hân, Vương Phỉ Phỉ làm xong vận động sau đó, Diệp Thần Phong lập tức đi ra gian phòng của mình, hắn cũng không biết chúng nữ từng người chọn là cái gì phòng. Hắn trực tiếp đẩy ra sát vách một cái phòng.
phát hiện đèn trong phòng quang có chút hôn ám, Ninh Vũ Đình chính nằm ở trên giường ni. Diệp Thần Phong kế tiếp còn có 4 cái trường muốn đuổi, hiện tại có thể không phải lúc khách khí, đi lên Ninh Vũ Đình phía sau giường, hắn trực tiếp tướng Ninh Vũ Đình áo ngủ đẩy đi tới, Ninh Vũ Đình bên trong hoàn toàn là trạng thái chân không, tức khắc hai cái sáng choang ánh vào mí mắt của hắn, Ninh Vũ Đình bộ ngực nên là 7 nữ nhân chung lớn nhất, với lại thân thể của nàng cũng là thành thục nhất. Nhìn đến Diệp Thần Phong trực tiếp muốn đi vào chính đề, Ninh Vũ Đình e thẹn quát dẹp đường, Thần Phong, ngươi chẳng lẽ không nghĩ trước cùng ta trò chuyện sao? Ngươi thế nào như thế hầu cấp? Chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí trong lòng hô to oan uổng a. Tại trước hừng đông sáng hắn còn muốn đuổi 4 cái trường, nếu như ma ma tức tức lời nói, nhất định là không kịp, đúng Ninh Vũ Đình lộ ra một vòng cười gượng, nói rằng, còn là không phải là các ngươi cấp làm hại. Đêm nay ta nếu là không đem các ngươi sở hữu gian phòng cấp đi một lần, ta xem sau đó ta cũng bằng muốn gặp mặt đến thân thể của các ngươi. Thần Phong, ngươi đều biết a, nhất định là Hân Nhi cùng Phỉ Phỉ nói cho ngươi biết, cái này hai nhà đầu đúng ngươi thế nhưng quá khăng khăng một mực. Ninh Vũ Đình ngực mềm mại bị Diệp Thần Phong thưởng thức, trên mặt hắn đỏ ửng là càng nồng nặc. Tốt, Vũ Đình, chúng ta tới trước huấn luyện, ngươi tự không nỡ ngươi lão công ta đi. Phối hợp một điểm, Diệp Thần Phong hôn lên Ninh Vũ Đình tuyết trắng cái cổ, miệng chậm chậm hướng tới thượng di động tới, cuối cùng di chuyển đến Ninh Vũ Đình cặp môi thơm thượng, đầu lưỡi tùy ý đưa vào Ninh Vũ Đình trong miệng khuấy động. Từng cái một gian phòng làm xong vận động xuống, thời gian đã là rạng sáng 3 giờ, may mà chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí cũng không là bình thường người, nếu không hắn có thể cần phải mệt chết. Cực kỳ khó được hút thuốc lá Diệp Thần Phong, đi tới lầu 2 trên ban công. Tướng ngậm tại trong miệng điếu thuốc lá cấp đốt, chính cái gọi là sau một điếu thuốc, tái quá sống thần tiên. Diệp Thần Phong từ trong miệng chậm chậm tướng yên vũ cấp phun ra, vừa rồi đang cùng 7 nữ huấn luyện thời gian, trong cơ thể hắn linh hồn lực không những lại chiết xuất không ít, với lại linh hồn lực hoàn toàn tăng lên tới 10 cấp đỉnh phong. Sớm lúc trước tại cổ võ giới đại chiến một phen sau, hắn liền cảm giác có đột phá dấu hiệu, bây giờ theo thể nội linh hồn lực không ngừng chiết xuất. Thực lực đột phá đến 10 cấp đỉnh phong cũng thuận lý thành chương. Từ trước Diệp Thần Phong từ quốc vương khẩu trung biết được, 10 cấp sau cấp bậc là vương cấp linh hồn lực, tông cấp linh hồn lực cùng tôn cấp linh hồn lực, dùng trước mắt hắn linh hồn lực độ tinh khiết mà nói, hắn nên vượt cấp chiến thắng vương cấp sơ kỳ linh hồn lực cao thủ là không thành vấn đề, mới có thể cùng vương cấp trung kỳ linh hồn lực cao thủ đánh bình thủ. Cổ họng trong hơi thở dài một hơi, Diệp Thần Phong tướng tàn thuốc trong tay dập tắt. Hắn dự định đằng nửa tháng sau cùng Tôn Bác Dịch chúng nhân cùng nơi trở lại cổ võ giới, cái này nửa tháng hắn ngay thế tục giới thật tốt bồi bồi võ hiểu phỉ đằng nữ nhân đi. Dù sao trăm năm 10 Diệp Thảo thành thục thời gian còn có 2 năm, nói cách khác Diệp Thần Phong ít nhất phải tại đỉnh cấp thế lực bên kia ngây ngốc 2 năm thời gian. 2 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, có thể là vì Hàn Sơ Tuyết, vì báo đáp quỷ y môn, hắn phải muốn đi đỉnh cấp thế lực bên kia. Có chút sự tình hay là đối với bây giờ Diệp Thần Phong mà nói là không biết lượng sức, thế nhưng hắn phải muốn kiên trì xông về phía trước, đây là một cái thuần đàn ông đảm đương, nam nhân như vậy mới là một cái nam nhân chân chính. Chương 726, Quốc Vương tung tích. Đêm tối chậm chậm bị sáng cấp khu trục, mặt trời mới mọc từ đông phương chậm rãi thăng khởi. Kinh thành nơi nào đó một đống cực vì xa hoa bên trong biệt thự. Một gã hình dạng nhìn qua nhượng người cảm giác cực vì không được tự nhiên nam nhân. Hay hoặc giả là lão đầu, đứng ở bên trong biệt thự trước cửa sổ. Nguyên do nói như vậy, là vì vậy người khuôn mặt cực kỳ già nua, từng đạo rõ ràng nếp nhăn khắc tại gò má của hắn cùng với trên trán. Bất quá, trên người người này bắp thịt lại là đường viền rõ ràng, tướng y phục trên người hắn cấp cổ khởi động. Đây là nhượng người cảm giác chỗ không tự nhiên, đầu cùng thân thể dường như hoàn toàn là hai cái người bất đồng. Nếu như Diệp Thần Phong nhìn đến người này lời nói, khẳng định có thể liếc mắt tự nhận ra cái này là thôn vệ đế quốc người thống trị quốc vương. Quốc vương mạnh mẽ hai con người xuyên thấu qua cửa sổ sát đất hộ, nhìn từ đông phương chậm chậm thăng khởi mặt trời, trong tay phải của hắn bưng một ly rượu đỏ, bàn tay hơi đung đưa, già nua mặt thượng lộ ra một vòng dáng tươi cười, tướng chân cao rượu đỏ trong ly một hơi tưới trong miệng. Sau đó, quốc vương thu hồi nhìn xa xa ánh mắt. Xoay người nhìn phía sau một khối thụ lập bạch sắc tấm ván gỗ, tại khối này bạch sắc tấm ván gỗ thượng thiếp 5-6 tấm hình,
những hình này rõ ràng là ngày hôm qua Diệp Thần Phong chúng nhân đến Diệp gia cửa biệt thự hình ảnh. Quốc Phương âm trầm hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm ảnh chụp chung Diệp Thần Phong thân ảnh, khẩu trung lẩm bẩm, Diệp Thần Phong, ngươi cuối cùng là xuất hiện, như vậy chúng ta cũng là thời gian tính một lần nợ cũ. Ngược lại, Quốc Phương đứng bên ngoài phòng hô đạo, Thương Lang, Thương Ưng, hai người các ngươi cấp ta tiến đến. Gian phòng cửa được mở ra, hai gã thân mặc màu đen quần áo nịt to tráng nam người đi đến, một tên trong đó mũi dường như ưng câu, đôi mắt dường như mạnh mẽ ưng nhãn nam nhân là Quốc Phương khẩu trung Thương Ưng, mà một gã khác mặt thượng không chút biểu tình, hình như là mặt tê liệt nam nhân chính là Quốc Phương khẩu trung Thương Lang. Thương Lang cùng Thương Ưng không có ẩn núp thực lực của tự thân, nếu như Diệp Thần Phong tại chỗ, hắn liền lập tức có thể cảm giác được Thương Lang thực lực đạt được 10 cấp trung kỳ linh hồn lực, mà Thương Ưng thực lực đạt được 10 cấp sơ kỳ linh hồn lực, cái này hai người một mực cung kính đứng ở Quốc Phương trước mặt. Đợi Quốc Phương phân phó. Hai người các ngươi ai đi đem Diệp Thần Phong dẫn tới kinh thành vùng ngoại ô vứt đi nhà xưởng chung. Ta đã không kịp chờ đợi muốn tướng Diệp Thần Phong thân thể cấp xé kéo rách, hắn tướng ta sở hữu kế hoạch đều hủy, hắn làm hại ta thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương gia, hắn nhượng ta tại rất nhiều người trước mặt hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Ta phải muốn nhượng hắn trả giá nặng nề đại giới, ta phải muốn nhượng hắn thể nghiệm đến sống không bằng chết cảm giác. Quốc Phương tâm tình ba động mức độ càng lúc càng lớn, trong cơ thể linh hồn lực không ngừng tràn đầy đi ra, già nua trên khuôn mặt nếp nhăn ngưng tụ càng thêm lợi hại. Một đôi trong con ngươi tràn đầy vô cùng vô tận hận ý. Đứng tại Quốc Phương trước mặt có 10 cấp linh hồn lực Thương Lang cùng Thương Ưng, bọn họ tại cảm thụ được Quốc Phương trên người tràn ra tới linh hồn lực sau, thân thể không nén nổi vi vi run rẩy, mặt thượng không ngừng bốc lên ra mồ hôi lạnh, Thương Ưng hoàn toàn là sắc mặt tái nhợt, ngay cả hình như mặt tê liệt tự đắc Thương Lang. Trên mặt hắn cũng xuất hiện thần sắc biến hóa, bởi vậy có thể thấy được Quốc Phương thực lực đã cao hơn Thương Lang cùng Thương Ưng. Quốc Phương, nhượng ta đi tướng Diệp Thần Phong dẫn tới kinh thành vùng ngoại ô vứt đi nhà xưởng chung đi. Thương Ưng đứng ra nói rằng, Quốc Phương lúc này mới phát hiện tâm tình của mình thất khống. Lập tức tướng linh hồn lực cấp thu liếm, điểm gật đầu, nói rằng tốt, Thương Ưng. Nhiệm vụ này tự giao cho ngươi. Tiếp theo, Quốc Phương vừa chỉ hai bên trái phải trên bàn, nói rằng, nếu như ngươi không có cách gì tướng Diệp Thần Phong đưa tới, như vậy ngươi liền đem trên bàn phong thư này giao cho hắn. Ta nghĩ hắn xem xong rồi nội dung trong thơ, cũng nhất định hội có hứng thú tới cùng ta thấy một mặt. Hai người các ngươi có thể đi ra ngoài trước. Quốc Phương hướng Thương Lang cùng Thương Ưng phất phất tay nói rằng là, Quốc Phương, Thương Lang cùng Thương Ưng đúng Quốc Phương thật sâu khom người chào sau, cái này mới chậm rãi thối lui ra khỏi trong phòng. Thuận lợi tướng cửa phòng đóng lại. Cả phòng tức khắc lại yên tĩnh lại, Quốc Phương trong cơ thể linh hồn lực lần thứ hai tăng vọt lên, cười lẩm bẩm, Diệp Thần Phong, ta đây đều là bái ngươi ban tặng, hiện tại cơ thể của ta có thể thừa thụ vương cấp linh hồn lực. Thực lực của ta hoàn toàn ổn định tại vương cấp sơ kỳ linh hồn lực, ta đảo muốn nhìn ngươi lần này có còn hay không vận khí tốt như vậy. Phanh, phanh, phanh. Dựng đứng tại Quốc Phương trước mặt khối kia bạch sắc tấm ván gỗ không có dấu hiệu nào bạo liệt ra. Vô số vụn gỗ bay ra trên không trung, lưu loát phất phới. Tại Quốc Phương chuẩn bị hướng Diệp Thần Phong động thủ thời gian. Diệp gia trong phòng ăn, Diệp Thần Phong bọn người lên ăn điểm tâm. Chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí tối hôm qua có thể nói là một đêm không ngủ. Của mọi người nữ trong phòng bận sau khi xong, cũng đã là 3 giờ sáng. Tôn Hằng Phi một mặt uống sữa tươi, vừa ăn lạp xưởng cùng gián đản, trong miệng mơ hồ không rõ đúng Diệp Thần Phong, nói rằng, Thần Phong, ngày hôm nay ngươi là không phải mang ta cùng Hiểu Lệ tại Kinh Thành đi dạo một chút. Chúng ta có thể khó có được tới một lần thế tục giới a. Một nghĩ đến nửa tháng sau phải trở về cổ võ giới. Ta trong lòng tự buồn bực được hoảng sợ, ta phát hiện mình là hoàn toàn thích các ngươi thế tục giới, càng thích Thần Phong ngươi nấu món ăn. Hiện tại huynh đệ ta không bội phục ngươi đều không được, Thần Phong ngươi có thể thật là lên được chiến trường, hạ được phòng bếp a. Quả thực là nam nhân tốt chung nam nhân tốt. Nghe Tôn Hằng Phi mơ hồ không rõ ngôn ngữ, Diệp Thần Phong hướng tới bỏ vào trong miệng một miếng bánh mì, nói rằng, Hằng Phi, ngươi cho là nam nhân tốt là dễ dàng như vậy đương sao? Làm một nam nhân tốt, phải muốn làm đến 3 điểm, mà ngươi chỉ nói 2 điểm. Tôn Hằng Phi tò mò nghi vấn hỏi, Thần Phong, còn có một chút là cái gì?
đương nhiên là lên được giường lớn. Diệp Thần Phong đảo cặp mắt trắng dã đương nhiên nói rằng, nếu như một người nam nhân ở trên giường không có sức chiến đấu, như vậy theo nữ nhân của hắn như thế nào hội hạnh phúc ni? Cho nên nói lên được giường lớn cũng là một cái nam nhân tốt phải cụ bị điều kiện. Không có cái chính kinh, một bên Tôn Hiểu Lệ đôi má đỏ bừng gắt một cái. Mà Diệp Thần Phong bảy nữ nhân nghe được lên được giường lớn những lời này sau, các nàng không khỏi nghĩ đạo tối hôm qua cùng Diệp Thần Phong đại chiến, trên gương mặt lập tức nhuộm thượng một tầng đỏ ửng. Võ Hiểu Phỉ mở miệng nói rằng, Thần Phong, ngươi liền bồi Hằng Phi cùng Hiểu Lệ đi kinh thành đi dạo một chút đi. Chúng ta đều có công việc của mình, lại nói Hằng Phi cùng Hiểu Lệ cũng khó tới một chuyến kinh thành. Đúng, Thần Phong, ta và Hân Nhi, Phỉ Phỉ cũng phải về Thiên Hải. Triệu Uyển Đình cũng mở miệng nói rằng, Thần Phong, ta dự định dịu dàng đình các nàng cùng nơi hồi Thiên Hải, ta thẳng hoài niệm ban đầu ở Thiên Hải ngày, ta nghĩ phải đi về nhìn. Hàn Sơ Tuyết ôn nhu cười nói. Diệp Thần Phong nghe chúng nữ trả lời, hắn trong lòng là 10 phần vui mừng, cái này trên thế giới có nữ nhân nào không hy vọng nam nhân của chính mình cùng. Chỉ là Võ Hiểu Phỉ đẳng nữ nhân đặc biệt thức thân thể to lớn, các nàng biết Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ khó có được tới một chuyến kinh thành, cho nên mới nhượng Diệp Thần Phong đi bồi bọn họ đi dạo một chút. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, ánh mắt nhìn đến Vương Phỉ Phỉ thời gian, hắn đột nhiên nhớ tới. Lâu như vậy đều không có bồi qua Phỉ Phỉ đi cúng tế qua gia gia của nàng, hiện tại Phỉ Phỉ đã trở thành hắn nữ nhân chân chính, hắn còn nhớ rõ trước đây Vương Phỉ Phỉ gia gia tướng Vương Phỉ Phỉ giao phó cho hắn chàng cảnh ni. Cho nên hắn dự định cùng Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ đi dạo 2 ngày kinh thành sau đó, lại cùng Vương Phỉ Phỉ đi cúng tế thoáng cái gia gia của nàng, sau đó, thời gian còn lại thật tốt bồi bồi những nữ nhân khác. Như vậy cũng tốt, Uyển Đình các ngươi về trước Thiên Hải. 2 ngày nữa ta tới Thiên Hải tìm các ngươi, sau đó ta mang theo Phỉ Phỉ đi vận thành cúng tế thoáng cái gia gia của nàng. Diệp Thần Phong đúng Triệu Uyển Đình đẳng nữ nhân nói đạo. Vương Phỉ Phỉ đang nghe Diệp Thần Phong nói phải bồi nàng cùng đi cúng tế gia gia của nàng, mắt của nàng vành mắt lập tức biến được hồng đồng đồng, nguyên bản nàng chỉ cần lưu tại Diệp Thần Phong bên người tựu đầy đủ hạnh phúc, mà Diệp Thần Phong lại còn nhớ rõ nàng chết đi gia gia. Như vậy điều này cũng làm cho chứng minh rồi nàng tại Diệp Thần Phong trong lòng là có địa vị nhất định. Phỉ Phỉ, người nhà đầu kia, người khóc cái gì? Diệp Thần Phong gặp Vương Phỉ Phỉ viền mắt đã ươn ướt, khẩu trung vội vàng hỏi. Cảm tạ Thần Phong ca ca. Vương Phỉ Phỉ sát sát khóe mắt ướt át, cảm động nói rằng, thông thường nữ nhân có đôi khi là đặc biệt dễ thỏa mãn, Diệp Thần Phong phần này chu đáo đầy đủ nhượng Vương Phỉ Phỉ cảm động thảm thiết. Cho nên, tại ăn xong cơm sáng sau, Diệp Thần Phong mang theo Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ đi dạo kinh thành, đến nỗi Diệp Thần Phong những nữ nhân khác tắc là ai cũng bận rộn, công tác, hồi Thiên Hải. Chương 727, trong đêm tối cấp tốc đuổi kịp. Bởi Diệp Thần Phong chiếc Mercedes-Benz kiệu đi chỉ có thể ngồi xuống 2 người, cho nên Diệp Thần Phong là mở ra hắn tiểu thúc quân dụng xe Jeep, mang theo Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ đi dạo kinh thành. Tại kinh thành nổi danh cảnh điểm cũng đơn giản tựu mấy cái như vậy, từ sáng sớm vẫn đi dạo đến trạng vạng 5-6 giờ đồng hồ, Diệp Thần Phong mang theo Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ tại kinh thành lớn nhất tửu điếm trong ăn một bữa cực vì xa hoa cơm tối. Thế nhưng tối hôm qua tại hưởng qua Diệp Thần Phong nấu món ăn sau đó, Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ đối mặt những này mỹ vị món ngon là ăn thì không ngon, thế nhưng tại kinh thành đi dạo một ngày, cái bụng đã sớm là đói cực vì khó chịu. Coi như là ăn thì không ngon Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ cũng phải muốn ăn. Ăn xong rồi một bữa tại Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ cho rằng cực vì khó ăn sau bữa cơm chiều, Diệp Thần Phong đám 3 người liền chuẩn bị trở về Diệp gia, lành nghề lái về phía Diệp gia quân dụng xe Jeep thượng, Diệp Thần Phong phụ trách điều khiển, dù sao Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ đều không biết lái xe, Tôn Hằng Phi ngồi ở phó điều khiển thượng, Tôn Hiểu Lệ ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Tôn Hằng Phi đùa vừa cười vừa nói, Thần Phong, ta vừa rồi chưa ăn no, người ngày hôm nay dẫn chúng ta đi ăn là heo thực đi. Nếu không đợi một lát người trở lại Diệp gia cho chúng ta nấu điểm bữa ăn khuya. Đối với Tôn Hằng Phi cái này loại hành vi vô lại, Diệp Thần Phong thật mẹ nó muốn nói heo thực ngươi vẻ mặt, ngày hôm nay Diệp Thần Phong mang Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ đi ăn cái gì địa phương tuyệt đối là kinh thành đỉnh cấp nhà hàng cùng quán rượu, mượn vừa bữa này cơm tối mà nói. Đủ hoa chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí 3 vạn khối,
nếu như cái này đều xem như là heo thực lời nói, như vậy muốn cái khác bình thường người nước Hoa dân tình dùng hà kham. Hợp lại cái khác Hoa Hạ quốc bình thường nhân dân mỗi ngày ăn gì đó liền heo thực cũng không bằng. Hằng Phi, người thật mẹ nó đã cho ta rất nhàn rỗi sao? Tự trong miệng người cái này một bữa heo thực tiêu xài, đầy đủ bình thường người ta ăn tốt mấy tháng, muốn ăn cái gì đãi sẽ tự mình nấu, lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao? Tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Diệp Thần Phong bĩu môi mong chờ nói rằng, Thần Phong, ngươi thế nào có thể như thế đúng ta? Đợi một lát ngươi tự cấp ta nấu điểm bữa ăn khuya đi. Ta là anh ngươi còn không được sao? Tôn Hằng Phi là muốn tướng mặt dày mày dạn tiến hành đến cùng. Diệp Thần Phong thẳng thắn không để ý tới hàng này, ngồi ở chỗ ngồi phía sau Tôn Hiểu Lệ, bàn tay trắng noãn chống đỡ cằm. Đôi mắt đẹp nhìn kinh thành đèn nê ông sáng lạn bóng đêm, đây tuyệt đối là tại cổ võ giới không có phong cảnh. Có thể giữa lúc Tôn Hằng Phi không nghe theo không buông tha mặt dày mày dạn, Tôn Hiểu Lệ mắt không chấp thưởng thức ngoài của sổ xe bóng đêm thời gian, phanh. Một tiếng, cả chiếc quân dụng xe jeep trần một trận run. Cái này tướng Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ là cho lại càng hoảng sợ. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, từ kính chiếu hậu trông thấy được mới vừa rồi là đằng sau một chiếc Land Rover hung hăng đánh vào quân dụng xe jeep đằng sau. Giữa lúc Diệp Thần Phong cho là đối phương có thể là một cái lính mới, không cẩn thận tướng phanh lại đạp thành chân ga thời gian. Phanh! Đằng sau chiếc Land Rover lần nữa đánh vào Diệp Thần Phong lái quân dụng xe jeep đằng sau, đã bị mãnh liệt đụng. Điều này làm cho Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ thân thể một lần lại một lần hướng tới nghiêng về trước đảo. Nhưng mà, đằng sau chiếc Land Rover tỉnh không có bỏ qua ý tứ, phanh. Phanh, phanh, lại liên tiếp đụng phải quân dụng xe jeep ba hạ, tiếp theo, trực tiếp quay đầu, tại xe tới xe đi lối đi bộ quẹo hướng ngược lại. Chiếc Land Rover trước hành vi rõ ràng cho thấy cố ý, nhìn nó quay đầu thời gian hoa lệ xoay người. Cái này chứng minh rồi người lái kỹ thuật không phải thông thường tốt, cái này càng nhượng Diệp Thần Phong khó hiểu. Đối phương chẳng lẽ là bệnh tâm thần sao? Hảo đoan đoan tới đụng hắn xe jeep. Thần Phong, đằng sau tên kia làm cái gì máy bay? Vừa rồi mặt của ta thiếu chút nữa đánh vào thủy tinh thượng, chúng ta cũng quay đầu lập tức đuổi theo đằng sau chiếc xe kia. Tôn Hằng Phi tức giận nói. Tôn Hiểu Lệ bởi vừa rồi thân thể không ngừng khuynh đảo, lúc này... Tóc cùng y phục đều có chút lăng loạn, mặt thượng thần sắc càng lạnh như băng, nói rằng, Thần Phong, ta đồng ý Hằng Phi thuyết pháp. Diệp Thần Phong ngược lại cũng từ trước đến nay không phải một cái thích người chịu thua thiệt. Gặp Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ đều nói như vậy, trực tiếp tướng quân dùng xe jeep tới một cái đại xoay người, khẩu trung nói rằng, Hằng Phi, Hiểu Lệ, hai người các ngươi cấp ta ngồi vững vàng, đây chính là các ngươi nhượng ta đuổi, đợi một lát có thể biệt trên đường nhượng ta dừng lại tới. Vừa dứt lời, Diệp Thần Phong chợt đạp chân ga. Cái này chiếc quân dụng xe jeep là Diệp Đông Kiến lắp lại qua, vô luận là động cơ cùng thân xe đều muốn so bình thường quân dụng xe jeep cao hơn thật nhiều cái đẳng cấp. Tại Diệp Thần Phong chợt đạp chân ga trong nháy mắt, cả chiếc quân dụng xe jeep dường như rời dây cung cung tiến, tại lối đi bộ bắt đầu quẹo hướng ngược lại. Đuổi theo phía trước đồng dạng tại nghịch hướng chạy chiếc Land Rover. Diệp Thần Phong kỹ thuật điều khiển đương nhiên là không thể nghi ngờ, tại xe tới xe đi lối đi bộ nghịch hướng chạy, nếu như không có một điểm kỹ thuật, thuần túy là mình ở tự tìm cái chết. Đích, 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 đích. Chỉ nghe thấy lối đi bộ các loại ầm ĩ tiếng kèn hưởng cái liên tục, rất có người tướng đầu vươn cửa sổ xe tới chửi ầm lên, có thể đây hết thảy ảnh hưởng chút nào không được Diệp Thần Phong, hắn lái quân dụng xe jeep dường như một điều linh hoạt cá nhỏ. Tại xe cùng xe trong lúc đó khe hở chung nhanh chóng xuyên qua, có mấy lần mắt thấy sắp tông xe thời gian, Diệp Thần Phong đều có thể đủ lái quân dụng xe jeep kịp thời tránh thoát, cái này có thể sánh bằng ngồi qua sơn xe muốn mạo hiểm kích thích nhiều. Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ tại Diệp Thần Phong đạp mạnh cần ga thời gian, bọn họ hai cái liền lập tức hối hận, một lần lại một lần mắt thấy muốn tông xe, cái này để cho bọn họ hai cái sắc mặt trắng bệch một phiến. Tôn Hằng Phi vội vàng nói Thần Phong, chúng ta còn là đừng đuổi theo đi. Diệp Thần Phong một mặt ra tốc, vừa nói, yên tâm đi, các ngươi phải tin tưởng kỹ thuật của ta, ta cam đoan tại 3 phút chi nội đuổi lên trước mặt chiếc Land Rover. Theo quân dụng xe jeep cùng Land Rover ngươi truy ta đuổi, này lối đi bộ giao thông rất nhanh thì tê liệt, mà Land Rover cùng quân dụng xe jeep cũng lái ra khỏi này đường cái, đi tới một điều thẳng tắp trên đường nhỏ,
cái này trên đường nhỏ cơ hồ là không có bất luận cái gì xe cộ, cái này là có thể nhượng Diệp Thần Phong xiết xe đạp không giữ lại chút nào phát huy được. Tư, 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 tư. Một trận xăm lốp xe cùng mặt đất ma sát thanh âm vang vọng tại trong màn đêm, Diệp Thần Phong lái quân dụng xe Jeep vượt qua chiếc Land Rover đồng thời, trong nháy mắt tới một cái xinh đẹp vẫy đuôi, cả chiếc quân dụng xe Jeep hoành đương tại Land Rover trước mặt. Tại quân dụng xe Jeep ngăn trở trước mặt đường đi thời gian, điều khiển chiếc Land Rover người cũng gấp bận đạp phanh lại, trong bóng đêm lại một lần nữa vang lên một trận thanh âm chói tai, tư, 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 tư. Tại quân dụng xe Jeep dừng lại tới sau đó, Diệp Thần Phong đám ba người lập tức từ trên xe đi xuống, mà Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ lại đi xuống xe thời gian, cánh tay chống đỡ tại trên thân xe, cổ họng trong bắt đầu không ngừng nôn khan lên. Land Rover cửa xe cũng được mở ra, một gã dài mũi ưng nam nhân từ Land Rover thượng đi xuống, mặt thượng là âm trầm không gì sánh được thần sắc, ánh mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Tại cái này tên mũi ưng nam nhân từ Land Rover thượng đi xuống thời gian, Diệp Thần Phong ánh mắt tự tập trung đến trên người của đối phương, khi nhìn đến đối phương âm trầm không gì sánh được ánh mắt thời gian, Diệp Thần Phong tại trong trí nhớ hình như không nhớ rõ nhận thức như thế một người. Ngươi là ai? Ngươi vì sao muốn tướng chúng ta dẫn tới nơi này? Căn cứ vừa rồi Land Rover xe các loại hành vi, Diệp Thần Phong tại yên tĩnh sau đó, hắn đã suy đoán đi ra cái này là đối phương muốn dụ dỗ hắn. Ta là ai rất trọng yếu sao? Ta là cố ý dụ dỗ các ngươi, thế nhưng ta còn không có đem bọn ngươi dẫn tới mục đích ni. Nói, mũi ưng nam nhân trong cơ thể bạo phát ra một cổ cường hãn khí thế, cười lạnh nói ta nghe nói ngươi cũng là 10 cấp linh hồn lực. Ta đảo muốn kiến thức một chút thân thủ của ngươi đến cùng làm sao cường hãn. Ân, 10 cấp sơ kỳ linh hồn lực. Diệp Thần Phong rõ ràng cảm thấy trên người đối phương linh hồn lực cường độ. Cái này trên thế giới trừ hắn ra có linh hồn lực ở ngoài, hắn liền chỉ có tại thôn vệ đế quốc chung nhìn thấy linh hồn lực chiến sĩ, thế nhưng quốc vương không phải là bị đặt ở phế tích chung sao? Lẽ nào quốc vương cũng chưa chết? Điều này làm cho Diệp Thần Phong thần kinh tức khắc căng thẳng lên, trong cơ thể trợ tướng 10 cấp đỉnh phong linh hồn lực tăng lên lên, dưới chân sử xuất huyền thiên bộ pháp. Một bước bước ra, xúc địa thành thốn. Tại thương ưng không có phản ứng tới được thời gian. Diệp Thần Phong thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, tay phải bàn tay giữ lại thương ưng cái cổ, chỉ cần Diệp Thần Phong một dùng sức, tùy thời đều có thể tống thương ưng đi gặp Diêm Vương gia. Thương ưng chỉ cảm thấy hoa mắt, trên cổ mát lạnh, trên mặt hắn cười nhạt như bị bỏ vào dưới không hơn 10 độ trong không gian nước, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ động lại. Chương 728, đến từ lão bằng hữu mời. Gió đêm phơ phất. Thẳng tắp trên đường nhỏ yên tĩnh không tiếng động, ven đường lúc sáng lúc tối ngọn đèn, cấp người một loại cực vì âm trầm cảm giác. Thương ưng không có nghĩ đến bản thân vừa tài phóng xuất ngoan thoại tới, nói muốn kiến thức một chút Diệp Thần Phong thân thủ đến cùng làm sao cường hãn. Có thể trong nháy mắt, hắn liền cơ hội phản kháng cũng không có, đã bị Diệp Thần Phong cấp dễ dàng chế trụ. Từ trên cổ truyền tới hơi lạnh cảm giác. Những thương ưng biết mình tính mệnh hoàn toàn nắm giữ ở Diệp Thần Phong tay trong, nhìn trước mặt Diệp Thần Phong khóe miệng như có như không dáng tươi cười, hắn cổ họng trong chật vật nuốt nước miếng một cái, tại vừa rồi Diệp Thần Phong bạo phát trong nháy mắt, hắn quét sạch cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực cũng ở vào 10 cấp linh hồn lực trình tự, cho dù đối phương là 10 cấp đỉnh phong linh hồn lực, cũng không thể có thể để cho hắn không còn sức đánh trả chút nào đi. Thương ưng ổn ổn tâm thần. Dù sao hắn cũng không phải bình thường tiểu nhân vật, bị giữ lại cái cổ có thể dùng hắn hô hấp có chút gấp, khẩu trung hơi lộ ra chật vật nói rằng, Diệp Thần Phong, ta khuyên ngươi còn là lập tức buông ra ta, nếu không ngươi chết không sao cả, liên lụy người nhà của ngươi có thể sẽ không tốt. Nghe vậy, Diệp Thần Phong con ngươi rồi đột nhiên co rụt lại, lưỡng đạo lạnh giá thấu xương quang mang từ trong con ngươi của hắn bắn đi ra, khóe miệng cười nhạt làm lớn ra một ít, hỏi, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ngươi có thể cho rằng cái này là uy hiếp, ngươi. Giữa lúc thương ưng đem nói được một nửa thời gian, Diệp Thần Phong không có cho. Nữa đối phương cơ hội nói chuyện, chế trụ thương ưng cái cổ tay phải, chợt hướng tới thượng nhắc tới, trực tiếp tướng thương ưng cấp lăng không dơ lên, nói rằng, ta rất không thích bị người uy hiếp cảm giác, nếu như ngươi không cầm ra một ít đầy đủ nhượng ta trước lưu ngươi một cái mạng gì đó đi ra, như vậy hiện tại ngươi cũng có thể đi gặp Diêm Vương gia.
Thương ưng bị Diệp Thần Phong thủ sẵn cái cổ trực tiếp nhắc tới, mặt trong nháy mắt đổi sắc mặt, cái cổ cùng trên trán là nổi gân xanh, hắn cảm giác quanh thân bị một cổ lực lượng cấp bao phủ ở, điều này làm cho bên trong thân thể của hắn không để được chút nào phản kháng lực lượng tới, tay phải chật vật từ trong túi lấy ra một phong thơ đưa cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong tay trái tiếp nhận Thương ưng trong tay tin thời gian, tay phải mới đưa Thương ưng tạm thời để xuống. Một bên chính đỡ thân xe nôn khan Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ cũng hoãn qua thần tới. Bọn họ hai cái đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nhìn bị Diệp Thần Phong chế trụ cái cổ, sắc mặt đỏ lên không gì sánh được Thương ưng, đây là làm hại bọn họ hai cái chật vật như vậy tên hỗn đản nào. Ba, 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 Tôn Hằng Phi trực tiếp không khách khí tại Thương ưng trên ót hung hăng phách ba hạ, mắng, người cá điểu người nói người tốt nhất tới chọc chúng làm gì. Không có một chút bản lãnh cũng đừng đi ra làm người xấu. Tóc cùng y phục có chút xốc xếch Tôn Hiểu Lệ, lạnh giá mặt thượng cũng thăng khởi một vòng phẫn nộ. Thông thường nữ nhân phát hỏa lên so nam nhân càng thêm lợi hại, cái này một điểm từ trên người Tôn Hiểu Lệ tự không khó nhìn thấu, chỉ thấy nàng một cước hung hăng hướng tới Thương ưng khố hạ đá ra ngoài, bị Diệp Thần Phong chế trụ cái cổ Thương ưng, đầu tiên là biệt khuất bị Tôn Hằng Phi đánh ba cái ót. Hiện tại lại bị Tôn Hiểu Lệ trực tiếp ở giữa của quý. Thân thể không khỏi tạo thành một cái cong tự. Nếu như không phải Diệp Thần Phong chế trụ cổ của hắn lời nói, Thương ưng chỉ sợ sớm đã xuất thủ, dùng hắn 10 cấp sơ kỳ linh hồn lực trình tự. Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cho dù cái này hai người cộng lại, hắn cũng là có thể dễ dàng giải quyết, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể biệt khuất nhịn. Diệp Thần Phong tay trái nhận lấy Thương ưng trong tay tin sau. Nhìn đến tin bìa viết thư mời cái này ba cái đại tự, tướng cái này phong thư mời mở ra sau đó, chỉ thấy trên đó viết, Diệp Thần Phong, lão bằng hữu đi tới kinh thành, ngươi chẳng lẽ không dự định tới gặp mặt một lần. Chúng ta cũng có thể tính một lần tại M quốc nợ cũ. Tại xem xong rồi cái này phong thư mời sau đó, Diệp Thần Phong có thể khẳng định quốc vương không chết, ban đầu là quốc vương thân thể không có cách gì thừa thụ vương cấp linh hồn lực. Mới để cho Diệp Thần Phong đầu cơ trục lợi thắng một hồi. Bây giờ quốc vương lần thứ hai xuất hiện, Diệp Thần Phong suy đoán đối phương nên lợi dụng nào đó phương pháp, những thân thể có thể thừa thụ vương cấp linh hồn lực. Hiện tại Diệp Thần Phong linh hồn lực tuy rằng ở vào 10 cấp trình tự, nhưng là của hắn linh hồn lực không giống với người bình thường, dùng hắn hiện tại 10 cấp đỉnh phong linh hồn lực cường độ chiến thắng vương cấp sơ kỳ linh hồn lực cao thủ cũng không có vấn đề. Cùng vương cấp trung kỳ linh hồn lực cao thủ cũng có đánh một trận năng lực. Quốc vương theo Diệp Thần Phong là một khỏa u ác tính. Nếu bây giờ biết quốc vương còn sống, như vậy đêm nay hắn phải muốn đi gặp một lần vị lão bằng hữu này. Diệp Thần Phong buông lỏng ra chế trụ Thương ưng bàn tay, trực tiếp nói, người ở phía trước mặt mang đường. Thương ưng thuận cái cổ, vội vàng về tới Land Rover bên trong xe. Hắn nhiệm vụ hôm nay chỉ cần đem Diệp Thần Phong đưa kinh thành vùng ngoại ô vứt đi nhà xưởng chung thì tốt rồi, hắn tin tưởng cho là quốc vương đạt được vương cấp linh hồn lực thực lực, khẳng định có thể tướng Diệp Thần Phong giải quyết, đến lúc đó hắn lại vừa báo vừa rồi biệt khuất cũng còn không muộn. Hai người các ngươi đánh trước xe hồi Diệp ra, ta còn có một ít chuyện muốn đi xử lý. Diệp Thần Phong đúng Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ nói rằng, hắn không muốn cái này hai người cũng bị khuấy tiến đến. Dù sao hắn không biết đêm nay đi gặp quốc vương, đến cùng có nguy hiểm gì đang chờ hắn. Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ bọn họ hai cái tịnh không phải người ngu, bọn họ nhìn thấu chuyện đêm nay là nhằm vào Diệp Thần Phong. Tôn Hằng Phi phách bộ ngực nói rằng, Thần Phong, ngươi khi ta Tôn Hằng Phi là ai? Ngươi có không có đem ta cho rằng là của ngươi huynh đệ? Là huynh đệ tự nên muốn có nạn cùng chịu. Một bên sắc mặt lạnh giá Tôn Hiểu Lệ cũng điểm gật đầu. Trực tiếp nói, ta và Hằng Phi với ngươi vừa đi. Gặp Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ kiên trì như vậy, Diệp Thần Phong cũng không nói thêm gì nữa, tốt, chúng ta đây lên xe đi. Diệp Thần Phong đi lên quân dụng xe Jeep chỗ tài xế ngồi, Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ cũng vội vàng đi theo, Diệp Thần Phong tại phát động động cơ sau đó, lái quân dụng xe Jeep cấp đường phía sau hổ nhường ra một con đường tới, do Thương ưng lái Land Rover tại phía trước dẫn đường. Quân dụng xe Jeep cùng Land Rover lành nghề xử mấy canh giờ sau, cách xa phồn hoa khu vực thành thị, chung quanh kiến trúc cũng càng ngày càng ít, thẳng đến căn bản không có hiện đại hóa vật kiến trúc, Diệp Thần Phong lái quân dụng xe Jeep đi theo Land Rover đằng sau, đi tới một phiến hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô. Khoảng chừng lại chạy nửa giờ sau,
Tiền phương cách đó không xa xuất hiện điểm sáng, tại xe không ngừng tới gần sau đó, Diệp Thần Phong đám ba người mới phát hiện nơi đó là một chỗ đặc biệt rách nát vứt đi nhà xưởng. Land Rover vững vàng đình tại vứt đi nhà xưởng cổng, rất hiển nhiên nơi này chính là mục đích. Thương Ưng đẩy cửa xe ra từ Land Rover thượng đi xuống, âm trầm hai con ngươi nhìn thoáng qua đằng sau quân dụng xe Jeep, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh như băng, hắn còn không có quên vừa rồi khuất nhục Ni. Nghĩ hắn đường đường 10 cấp linh hồn lực cao thủ, lúc nào bị người như thế nhục nhã qua. Diệp Thần Phong đám ba người cũng tòng quân dùng xe Jeep thượng đi xuống, khi nhìn đến Thương Ưng đi vào trước mặt vứt đi nhà xưởng chung sau, Diệp Thần Phong đúng Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ nói rằng, đợi một lát hai người các ngươi phải cẩn thận, nếu như vạn nhất có cái gì không đúng đối phương, ta sẽ cấp hai người các ngươi tranh thủ thời gian đào tẩu, các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, ta khẳng định cũng có an toàn rời đi biện pháp. Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ gặp Diệp Thần Phong như vậy chăm chú, bọn họ hai cái không hẹn mà cùng điểm gật đầu, sau đó, theo sau lưng Diệp Thần Phong đi vào vứt đi nhà xưởng trong. Vứt đi nhà xưởng nội bộ ngọn đèn đặc biệt sáng sủa. Bên trong tổng cộng chỉ có ba người, ngoại trừ vừa rồi Thương Ưng ở ngoài, chính là Quốc Vương cùng Thương Lang. Lần đầu nhìn thấy Quốc Vương Tôn Hằng Phi Tôn Hiểu Lệ, bọn họ hai cái cũng bị Quốc Vương không được tự nhiên bề ngoài, khiến cho trong lòng cực kỳ khó chịu. Diệp Thần Phong, rất cảm tạ ngươi tiếp nhận rồi ta người bạn cũ này mời. Quốc Vương đặc biệt nhiệt tình nói rằng, dường như thật cùng Diệp Thần Phong là đã lâu không có thấy bằng hữu, đặc biệt chuẩn bị muốn vời đãi Diệp Thần Phong một phen. Không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết, Diệp Thần Phong cũng không muốn cùng Quốc Vương quanh co lòng vòng không dứt. Quốc Vương mặt thượng nhiệt tình dáng tươi cười tiêu thất, chân mày hơi nhíu nhíu, nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi không chết, ta lại làm sao có thể chết trước Ni. Kỳ thực ta rất bội phục dũng khí của ngươi, không nghĩ tới ngươi dám một mình đi tới nơi này. Quốc Vương trực tiếp tướng Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ làm như không thấy, dù sao Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ hắn thấy quá yếu. Căn bản khởi không được bất kỳ tác dụng gì. Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai, nói rằng, sợ rằng đã định trước ngươi muốn so với ta chết trước, ta đợi một lát tựu sẽ làm ngươi và Diêm Vương đi tâm sự. Chương 729, bị chọc giận. Ta đợi một lát tựu sẽ làm ngươi và Diêm Vương đi tâm sự. Diệp Thần Phong cái này tùy ý trong lời nói tràn đầy không gì sánh được tự tin, điều này làm cho đứng tại Quốc Vương bên cạnh Thương Lang cùng Thương Ưng cũng một trận cau mày. Có 10 cấp trung kỳ linh hồn lực Thương Lang đứng dậy, cung kính nói Quốc Vương, để cho ta tới tướng Diệp Thần Phong cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cầm xuống đi. Quốc Vương khoát tay áo, bất dung chí nghi ra lệnh, Thương Lang, người cấp ta lui ra, ta muốn tự mình giải quyết Diệp Thần Phong. Ngược lại, Quốc Vương còn nói thêm, Diệp Thần Phong, người dựa vào cái gì có như vậy tự tin. Bây giờ ta đã có thể thừa thụ vương cấp linh hồn lực. Chẳng lẽ ngươi cũng đột phá đến vương cấp linh hồn lực? Nếu như ngươi không có đột phá đến vương cấp linh hồn lực lời nói, như vậy đêm nay ngươi không có tượng lần trước giống nhau vận khí. Bá, một tiếng. Quốc Vương trực tiếp tướng y phục trên người cởi ra, tiện tay ném vào một bên trên mặt đất. Tại Quốc Vương cởi bỏ y phục sau đó, chỉ thấy hắn thân thể trên da hình như bị tuyến cấp khâu lại ở, lần trước tại M Quốc thời gian. Bởi Quốc Vương thân thể không có cách gì thừa thụ vương cấp linh hồn lực, cho nên khi đó trên người của hắn thịt trực tiếp băng liệt khai tới. Mà giờ khắc này, Quốc Vương thịt trên người phảng phất là bị liều hợp lên một khối khối vải vụn, những người nhìn qua cảm giác rất khủng bố. Diệp Thần Phong, cơ thể của ta biến thành như vậy toàn bộ là bái ngươi ban tặng. Quốc Vương lạnh giọng quát dẹp đường, tiếp theo, một cổ cuồn cuộn ngất trời khí thế từ Quốc Vương thể nội trực tiếp tăng vọt mà khởi. Điều này làm cho ở đây Thương Lang, Thương Ưng, Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ, những này người không nén nổi sắc mặt biến được hơi có chút khó coi, bọn họ không có cách gì triệt để thừa thụ ở cái này cổ khí thế, ở đây chỉ có Diệp Thần Phong vẫn như cũ là sắc mặt không đổi đứng tại chỗ. Kinh khủng vương cấp sơ kỳ linh hồn lực tịch quyển chứ cái này rách nát vứt đi nhà xưởng. Quốc Vương một đôi âm trầm con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, tự ngạo nói rằng, Diệp Thần Phong. Ngươi cảm thấy sao? Cái này là ngươi không có cách gì chiến thắng lực lượng, đã từng ta đã cho ngươi cơ hội, những ngươi trở thành thủ hạ của ta, đáng tiếc ngươi căn bản không có quý trọng. Thoại phong nhất chuyển, Quốc Vương trong thanh âm chậm chậm bị giết ý cấp tràn ngập, Diệp Thần Phong, ta không chỉ muốn tướng ngươi đưa đi gặp Diêm Vương gia.
ta còn muốn tướng người nhà của ngươi toàn bộ giết sạch, ta điều tra qua, ngươi nên có nhiều nữ nhân đi. Tuy rằng ta đúng nữ nhân của ngươi không có bất kỳ hứng thú gì, thế nhưng ta nghĩ ta sau lưng cái này hai người thủ hạ hội cảm giác hứng thú. Diệp Thần Phong nổi giận. Diệp Thần Phong hoàn toàn nổi giận. Nếu như nói quốc vương chỉ cần khiêu khích Diệp Thần Phong lời nói, hắn còn có thể tai trái đóa tiến tai phải nhiều ra, thế nhưng một ngày dính đến Diệp Thần Phong người nhà cùng nữ nhân, cái này nhượng Diệp Thần Phong không thể chịu đựng được. Bởi vì đây là nghịch lân của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì người xúc phạm tới người nhà của hắn cùng nữ nhân. Vô cùng sát ý vô tận đồng dạng từ Diệp Thần Phong thân thể trong tràn ngập đi ra, 10 cấp đỉnh phong linh hồn lực chợt từ thể nội bạo phát ra, không quay đầu lại, trực tiếp đúng sau lưng Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ, nói rằng, hai người các ngươi lui ra phía sau một ít. Tại cảm thụ được Diệp Thần Phong trên người linh hồn lực đạt tới 10 cấp đỉnh phong trình tự. Điều này làm cho quốc vương cũng thực tại chấn kinh rồi một hồi, hắn không phủ nhận Diệp Thần Phong đúng là một thiên tài, bất quá, 10 cấp linh hồn lực cùng vương cấp linh hồn lực trong lúc đó chênh lệch có thể không phải nhất tinh nửa điểm, cho nên tại quốc vương xem ra Diệp Thần Phong đối với hắn mà nói không có chút nào sức uy hiếp. Diệp Thần Phong, có cần hay không ta chấp ngươi một tay? Hay là muốn ta nhượng ngươi ba chiêu? Ngươi bây giờ căn bản không có tư cách làm đúng tay. Trận chiến đấu này không có bắt đầu cũng đã có kết cục. Kết cục nhất định là ngươi Diệp Thần Phong tử tại trên tay của ta. Quốc vương bàn tay tụ lại thành nắm tay, khí thế trên người không ngừng tăng lên. Không nghĩ tới Diệp Thần Phong tiểu tử này có 10 cấp đỉnh phong linh hồn lực. Bất quá, có quốc vương xuất thủ, tiểu tử này tuyệt đối không có sống đến ngày mai vận khí. Thương Lang đối với Diệp Thần Phong thực lực cũng hơi có chút kinh ngạc. Trước hắn cùng Thương Ưng từ quốc vương khẩu trung biết được Diệp Thần Phong thực lực tại 10 cấp sơ kỳ linh hồn lực trình tự. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân động, hắn tịnh không có lập tức áp dụng công kích, mà là một bước, một bước, một bước, cực kỳ chậm rãi hướng quốc vương đi tới, mỗi bước ra một bước. Xi măng trên mặt đất sẽ xuất hiện hội một cái dấu chân thật sâu. Trong không khí vang lên xi măng mặt đất không ngừng vỡ vụn thanh âm, thậm chí những quốc vương có loại ảo giác. Dường như toàn bộ mặt đất cũng hơi rung rung lên, quốc vương cái này tài thu hồi lòng khinh thị, hắn cảm giác Diệp Thần Phong trên người linh hồn lực có kỳ quặc, thế nhưng cụ thể nơi đó có vấn đề. Hắn trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Quốc vương không lại dự định bị động đợi, hai chân chợt bắn ra. Cả người hướng Diệp Thần Phong vào tới. Vương cấp linh hồn lực cường giả tốc độ tuyệt đối là không thể khinh thường, ở đây Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ căn bản bổ nhào chóc không đến quốc vương thân ảnh. Ngay cả Thương Lang cùng Thương Ưng cũng chỉ có thể đủ mơ hồ nhìn đến một vòng cái bóng, nếu như muốn để cho bọn họ hai cái né tránh quốc vương lúc này đây công kích. Bọn họ trong lòng liền bách phân chi nhất chắc chắn cũng không có, cho nên bọn họ hai cái cơ hồ là nhận định Diệp Thần Phong hội bị nhất chiêu bị mất mạng. Tại quốc vương thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt đồng thời, bàn tay phải của hắn hóa thành thủ đao, vương cấp linh hồn lực khí thế tập trung đến trên tay phải. Chợt hướng Diệp Thần Phong cái cổ chém đi xuống, nếu như bị chiêu thức ấy đao chém trúng, bình thường người trực tiếp đầu cùng cái cổ hội chia lìa. Mà Diệp Thần Phong lại không né không tránh, phàm là có dũng khí đem oai ý niệm trong đầu động đến hắn người nhà cùng trên người nữ nhân đi, hắn nhất định phải thân thủ tống đối phương đi Diêm Vương ra, hắn thấy quốc vương không có sống trên thế giới này đạo lý. Thể nội 10 cấp đỉnh phong linh hồn lực không ngừng lăn lộn, Diệp Thần Phong chợt vung ra cánh tay phải. Chuẩn bị để ngăn cản quốc vương cái này một cái thủ đao. Tại Diệp Thần Phong lựa chọn cứng đối cứng thời gian, một bên Thương Lang khinh thường cười lạnh nói, ngu ngốc. Thương Lang, không phải tiểu tử này ngu ngốc, hắn là căn bản tránh không khỏi, cho nên mới chỉ có thể kiên trì thượng. Thương Ưng tâm tình khá vô cùng nói rằng, phanh, quốc vương thủ đao cùng Diệp Thần Phong cánh tay tương hỗ đụng vào nhau. Cấp ta chết, quốc vương cổ họng trong chợt chợt quát. Trên thân thể linh hồn lực lần thứ hai tăng vọt lên. Diệp Thần Phong cảm thụ được trên cánh tay quốc vương mang cho hắn áp bách, hắn đồng dạng quát dẹp đường, chết tiệt người là ngươi. Diệp Thần Phong thể nội linh hồn lực cũng đột nhiên tăng lên lên. Phanh! Lại một tiếng vang dội ở trong không khí vang lên, Diệp Thần Phong cùng quốc vương đụng vào nhau cánh tay, dùng sức văng ra ngoài, mà quốc vương rõ ràng cho thấy không chịu nổi cái này cổ lực đạo. Dưới chân bước chân vẻ mặt lui về phía sau 5-6 bước, hóa thành thủ đao cái tay kia trưởng đau đớn không gì sánh được.
Quốc vương mặt thượng thần sắc hơi đổi, hắn biết bây giờ không phải là suy nghĩ thời gian, thân ảnh lần thứ hai hướng Diệp Thần Phong triển khai công kích, lúc này, tốc độ của hắn so vừa rồi càng tăng nhanh, từ xảo quyệt góc độ huy đánh một quyền, hướng Diệp Thần Phong ngực oanh khứ. Diệp Thần Phong tịnh không có quá mức kinh hoàng, dưới chân sử xuất huyền thiên bộ pháp nhẹ nhõm né tránh quốc vương công kích đồng thời, bàn tay của hắn hướng quốc vương mặt thượng phiến đi xuống, khẩu trung nói rằng không dứt con ruồi tựu nên muốn một cái tát đập chết. 3. Nhất thanh thúy hưởng ở trong không khí truyền ra. Quốc vương bị Diệp Thần Phong một tát này trực tiếp phiến đảo tại trên mặt đất, một mặt đôi má hoàn toàn lõm đi xuống, trên gương mặt xương trực tiếp từ trong da đâm đi ra, máu tươi đầm đìa, nhìn qua rất khủng bố. Một bên nguyên bản cho rằng Diệp Thần Phong thứ vừa thấy mặt sẽ bị giải quyết Thương Lang cùng Thương Ưng, bọn họ khi nhìn đến quốc vương bị đẩy lui 5-6 bước, trong lòng đã chấn kinh khó có thể ngôn ngữ, hiện tại lại nhìn đến quốc vương tượng con ruồi tự đắc, bị một cái tát phiến ngã trên mặt đất, cái này để cho bọn họ hai cái làm sao có thể bình tĩnh. Thương Ưng nghĩ khởi mới vừa rồi bị Diệp Thần Phong nhất chiêu tự chế trụ cổ hắn chàng cảnh, hắn trong lòng đột nhiên một trận rét run. Diệp Thần Phong rõ ràng chỉ có 10 cấp đỉnh phong linh hồn lực, nhưng là thế nào có thể vượt cấp chiến thắng quốc vương ni. Tại Thương Ưng miên man suy nghĩ chi tế, Thương Lang trong lòng tâm tình cũng cực kỳ không bình tĩnh, bởi vì vừa rồi hắn còn chủ động đưa ra phải giải quyết Diệp Thần Phong, mà lúc này liền vương cấp linh hồn lực quốc vương tại Diệp Thần Phong trước mặt đều giống như con ruồi giống nhau, như vậy hắn cái này 10 cấp trung kỳ linh hồn lực người, tại Diệp Thần Phong trước mặt nhiều lắm là cái nhảy nhót vai hề đi. Bị một cái tát phiến té trên mặt đất quốc vương, trên gương mặt sinh đau dữ dội, cái này loại đau đớn nhiều nhất còn là quyết định bởi Vu Tâm Linh, vừa hắn còn nói muốn nhượng Diệp Thần Phong một tay. Hoặc là ba chiêu, nhưng bây giờ hắn bị đánh được tượng điều chó rơi xuống nước giống nhau, cái này loại không tiếng động bàn tay có thể sánh bằng chân thật bàn tay muốn đau đớn vô số lần. Đồng thời, quốc vương trong lòng cũng không nghĩ ra, Diệp Thần Phong trên người linh hồn lực cường độ rõ ràng chỉ là 10 cấp đỉnh phong. Hắn đường đường vương cấp linh hồn lực làm sao sẽ không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong. Chương 730, rơi vào nguy cơ. Ngắn ngủi hai chiêu, ai yếu, ai mạnh, người ở chỗ này đã nhìn được đặc biệt minh bạch. Té trên mặt đất đôi má đau đớn không gì sánh được quốc vương, hắn hai bên khuôn mặt bắp thịt không tự chủ co quắp hai hạ, bàn tay chợt phách về phía xi măng mặt đất. Phanh, một tiếng. Xi măng trên mặt đất lập tức nứt ra rồi từng đạo vết rạn, té trên mặt đất thân thể bay lên trời, một đôi mắt biến được càng âm trầm, trong ánh mắt ngoại trừ đúng Diệp Thần Phong hận ý ngập trời ở ngoài, liền bị thật sâu ngưng trọng cấp điền tràn đầy. Diệp Thần Phong thực lực nhượng quốc vương quá không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần Phong trên người linh hồn lực cường độ rõ ràng chỉ có 10 cấp đỉnh phong, mà hắn lại là thứ thiệt vương cấp sơ kỳ linh hồn lực. Muốn nói ngang nhau cấp chi nội càng trình tự chiến thắng đối thủ, quốc vương hay là vẫn có thể tiếp thu, có thể bọn họ hai cái có thể không là cùng một đẳng cấp, 10 cấp linh hồn lực cùng vương cấp linh hồn lực trong lúc đó nên có một điều khó có thể lướt qua khe rãnh. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác Diệp Thần Phong tại 10 cấp đỉnh phong linh hồn lực thời gian, là có thể chiến thắng hắn cái này vương cấp linh hồn lực cao thủ. Sợ rằng này địa phương thần bí người có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ cũng ít lại càng ít đi. Máu tươi không ngừng theo quốc vương đôi má hoa rơi, hắn vốn là cho rằng có thể nhẹ nhõm giải quyết Diệp Thần Phong, có thể hiện tại xem ra cái này hoàn toàn biến thành một cái thiên đại cười nhạo. Diệp Thần Phong, ta tuy rằng thật tò mò ngươi linh hồn lực cùng chúng ta đến cùng có cái gì bất đồng. Thế nhưng ta không cần thiết biết những này chuyện hư hỏng, ngươi cho là có thể chiến thắng ta sao? Ngươi không thể, ngươi không thể. Quốc vương cổ họng trong gầm hét lên. Hắn cảm thấy bên trong lòng mình tại đúng Diệp Thần Phong sản sinh sợ ý, hắn phải muốn tướng cái này loại sợ hãi tiêu diệt hết, bởi vì hắn đặc biệt rõ ràng trong cơ thể nếu như bị cái này loại sợ hãi dính đầy lời nói, như vậy đêm nay hắn căn bản không có phiên bản khả năng. Diệp Thần Phong nhìn điên cuồng rít gào quốc vương, đạm mạc ánh mắt phảng phất là tại nhìn một con chó chết, lạnh giọng nói rằng, vừa rồi ngươi nói muốn nhượng ta một tay, hoặc là ba chiêu, mà kết quả ngươi xứ suất toàn lực. Ở trước mặt ta như cú tượng là nhảy nhót vai hề. Ngươi là không phải quá lừa mình dối người. Ngươi căn bản không có tư cách làm đối thủ của ta, nhưng ta còn là hội tượng quét sạch rác rưởi giống nhau, những ngươi hoàn toàn tiêu thất trên thế giới này. Diệp Thần Phong lời nói như một chậu nước lạnh tưới lên quốc vương trên ót.
vừa rồi quốc vương nói với Diệp Thần Phong qua, người căn bản không có tư cách làm đối thủ của ta, mà hiện tại Diệp Thần Phong tướng điều này làm cho câu trả lại cho hắn. Cái này là một cái nhượng người cảm giác bao nhiêu châm chọc sự tình, quốc vương tức khắc cảm giác trên gương mặt dường như lại bị người cấp hung hăng phiến vài bàn tay. Ta không rảnh cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian, ngươi còn là cấp ta sớm một chút ra đi đi. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, dưới chân lập tức sử xuất huyền thiên bộ pháp. Một bước bước ra, xúc địa thành thốn. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở quốc vương trước mặt, trở mình trưởng vì quyền. Diệp Thần Phong chợt hướng quốc vương trên đầu ném tới, nỗ lực muốn tướng quốc vương đầu trực tiếp cấp tạp bạo. Quốc vương gặp Diệp Thần Phong nắm tay hướng đầu của hắn oanh tới, hắn cảm thấy một quyền này chung uy lực cực lớn, nếu như bị một quyền này đập trúng. Hắn dám khẳng định mình tuyệt đối không có khả năng sống tiếp, dưới chân bước chân chợt một trận chợt lui, may mà tốc độ của hắn đảo cũng không chậm, dù sao cũng là vương cấp linh hồn lực cao thủ. Phanh, một tiếng. Quốc vương tuy rằng tránh ra một kích chí mạng, thế nhưng Diệp Thần Phong nắm tay lại đập vào trên bả vai của hắn, có thể dùng hắn bả vai trái thượng xương hoàn toàn lõm đi xuống. Diệp Thần Phong, người bức người quá đáng. Quốc vương cắn răng quát dẹp đường. Bức người quá mức, Diệp Thần Phong cổ họng trong một trận cười nhạt, nói rằng, tối nay là ai tìm ta tới nơi này tự cựu. Ngươi nói ta bức người quá mức, đêm nay quyết định không phải ngươi chết chính là ta vong. Mà ta cũng đã nói ta sẽ tống ngươi đi cùng Diêm Vương tâm sự. Diệp Thần Phong không có cấp quốc vương cơ hội thở dốc, không ngừng sử xuất huyền thiên bộ pháp công kích tới quốc vương. Cứ như vậy một tiến một thối. Rất nhanh, Diệp Thần Phong tướng quốc vương bước đến vứt đi nhà xưởng nội bộ trong một cái góc, mắt thấy là không thể lui được nữa, quốc vương trong lòng bị không cam lòng cấp lắp đầy. TRUENCUATUI VN Diệp Thần Phong lúc này không ra tay còn đợi lúc nào. Bàn tay chợt hướng quốc vương thiên linh cái phách đi xuống, một bên quốc vương chính là thủ hạ Thương Lang cùng Thương Ưng, bọn họ khi nhìn đến quốc vương cũng bị bắn chết thời gian. Bọn họ hai cái sắc mặt là càng tái nhợt, nếu như quốc vương tử, như vậy đêm nay bọn họ khẳng định cũng không có còn sống khả năng. A, à, đối mặt cách đầu càng ngày càng gần bàn tay, quốc vương cổ họng trong phát sinh như dã thú gào thét. Trong nháy mắt này, quốc vương thể nội cầu sinh dục vọng đạt tới đỉnh, trên người linh hồn lực bắt đầu ba động lên, cánh tay phải không kiềm hãm được chắn trên đầu phương. Phanh, một tiếng. Trong tưởng tượng óc bốn phía hình ảnh tịnh không có xuất hiện. Bởi vì tại Diệp Thần Phong bàn tay chạm được quốc vương cánh tay chớp mắt, quốc vương thể nội thực lực vậy mà đột phá, từ vương cấp sơ kỳ linh hồn lực đạt tới vương cấp trung kỳ linh hồn lực. Diệp Thần Phong thực lực hôm nay nhiều lắm cùng vương cấp trung kỳ linh hồn lực cao thủ ngang nhau, quốc vương đột nhiên gian đột phá đến vương cấp trung kỳ linh hồn lực. Cảnh này khiến Diệp Thần Phong vỗ vào quốc vương trên cánh tay bàn tay bị hơi văng ra. Tại bàn tay bị văng ra trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cũng cảm thấy quốc vương trên người linh hồn lực biến hóa, dưới chân bước chân lập tức lui về phía sau 5-6 bước, khẽ nhíu chân mày, hai con ngươi trung thần sắc bắt đầu biến được ngưng trọng. Một bên Thương Lang cùng Thương Ưng nhìn đến quốc vương tại lúc sinh tử đột phá, cái này hai người trong lòng tức khắc thở dài một hơi, bọn họ biết dùng hiện tại quốc vương thực lực, coi như là không có cách gì chiến thắng Diệp Thần Phong, cũng mới có thể tự vệ, cái này một điểm từ vừa rồi Diệp Thần Phong bàn tay bị văng ra là có thể đã nhìn ra. Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ mặc dù đối với linh hồn lực chút nào không giải, nhưng là bọn hắn hai cái cũng cảm thấy quốc vương khí thế trên người tăng lên. Nhìn Diệp Thần Phong hình bóng thời gian, trong lòng không nén nổi vì Diệp Thần Phong lo lắng. Ha ha ha, ha ha ha, trong góc phòng quốc vương trong miệng đột nhiên cười to lên, khẩu trung nói rằng, thiên không vong ta a. Diệp Thần Phong, đêm nay ngay cả lão thiên gia đều đứng ở ta nơi này một mặt, cho nên ngươi còn có sống khả năng rời đi nơi này tính sao? Quốc vương từ trong lòng ngực mặt lấy ra một bình nhỏ chất lỏng màu đen. Trực tiếp tướng cái này một bình nhỏ chất lỏng màu đen cấp đảo vào trong miệng, tiếp theo, quốc vương mặt thượng lộ ra cực vì thần sắc thống khổ, tay phải bàn tay dùng sức che ngực, khoảng chừng một phút sau, quốc vương trên người thực lực lại một lần nữa tăng lên, từ vương cấp trung kỳ linh hồn lực tăng lên tới vương cấp đỉnh phong linh hồn lực. Vừa rồi quốc vương bị Diệp Thần Phong đuổi theo đánh, vẫn không có thời gian dùng cái này loại chất lỏng màu đen. Cái này loại chất lỏng màu đen đúng linh hồn lực chiến sĩ có trong khoảng thời gian ngắn để thăng một tầng thực lực tác dụng. Bất quá,
nếu như phục dụng cái này loại chất lỏng màu đen, người dùng cả đời thực lực cũng không thể lại có bất luận cái gì tiến bộ, cho dù là liều mạng huấn luyện đều không hề tác dụng, thông thường linh hồn lực chiến sĩ không sẽ chọn dùng cái này loại dược vật. Mà quốc vương hoàn toàn là không lo được nhiều như vậy, hắn biết dùng hắn vương cấp trung kỳ linh hồn lực trình độ, cái này cũng tối đa chỉ có thể cùng Diệp Thần Phong đánh bình thủ, hắn ngày hôm nay muốn kết quả tịnh không phải là mình toàn thân trở ra, là muốn tướng Diệp Thần Phong cấp đưa vào địa ngục đi, cho nên hắn là hoàn toàn bất cứ giá nào. Ân. Tại cảm giác được quốc vương thực lực lại một lần nữa đề thăng sau đó, Diệp Thần Phong chân mày là nhíu càng ngày càng gấp, trong lòng âm thầm nói một tiếng, hỏng. Vội vàng quay đầu lại, Diệp Thần Phong đúng Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ, nói rằng, hai người các ngươi vội vàng cấp ta ly khai. Bây giờ muốn chạy trốn có phải là quá muộn hay không một điểm? Ta đêm nay bỏ ra như thế đại giới, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ muốn sống đi ra ở đây. Tại thực lực hoàn toàn vượt qua Diệp Thần Phong sau đó, quốc vương trong lòng có 10 phần lòng tin. Mà Thương Lang cùng Thương Ưng cũng lập tức xuất hiện ở vứt đi nhà xưởng cổng, vì không cho Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ sống đào tẩu. Diệp Thần Phong nắm thật chặt song quyền, đôi mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm quốc vương, trong lòng nghĩ đến nhượng Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ an toàn rời đi nơi này biện pháp. Diệp Thần Phong, tiếp thu số phận đi, ngươi quyết định muốn tử ở trong tay ta mặt. Vừa dứt lời, quốc vương dưới chân bước chân liền động, tốc độ so vừa rồi nhanh thượng thật nhiều lần, nhanh đến liền Diệp Thần Phong đều có chút phản ứng không kịp. Diệp Thần Phong chỉ mơ hồ nhìn đến một chân hướng hắn ngực đá tới, hắn theo bản năng đưa cánh tay để chắn ngực. Phanh! Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy trên cánh tay hình như bị xe lửa đụng đánh, thân thể bỗng nhiên té bay ra ngoài, ở giữa không trung tận lực khống chế được bình ổn, đầu gối nửa quỳ rơi xuống đất thượng, trong miệng tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi. Chương 731, hắc hóa trạng thái tái hiện. Diệp Thần Phong, ngươi vừa rồi hung hăng càn quấy cùng cuồng vọng đi nơi nào? Ngươi không phải muốn tướng ta đưa đi cùng Diêm Vương tâm sự sao? Ngươi tới a, ngươi cứ tới a. Quốc vương phảng phất là tiểu nhân đắc thế thông thường, trong cơ thể không ngừng dũng động vương cấp đỉnh phong linh hồn lực. Đầu gối quỳ một chân trên đất Diệp Thần Phong, hắn dùng mu bàn tay lau mép một cái vết máu, trong đầu tâm tư nhanh chóng vận chuyển, hắn đang suy tư nên thế nào đối phó quốc vương. Gặp quỳ một chân trên đất Diệp Thần Phong thờ ơ, quốc vương cho là Diệp Thần Phong đánh mất ý chí chiến đấu, cổ họng trong quát dẹp đường, Diệp Thần Phong, nếu ngươi không động thủ, như vậy hiện tại liền do ta tới động thủ. Quốc vương dưới chân của bước chân lần thứ hai bước khai tới, Diệp Thần Phong thấy thế, vội vàng nhanh chóng từ dưới đất đứng lên. Nhưng mà, đương Diệp Thần Phong vừa từ dưới đất đứng lên thời gian, quốc vương thân ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, tay phải bàn tay lần nữa hóa thành thủ đao, hướng Diệp Thần Phong đầu bổ xuống. Vù vù, vù vù, vù vù. Quốc vương cái này một cái thủ đao cực kỳ mạnh mẽ, dường như tướng không khí đều bổ ra thông thường, thanh âm rất nhỏ vang vọng tại vứt đi nhà xưởng trong. Cái này một cái thủ đao không những mạnh mẽ, với lại sắp tới cực hạn. Quốc vương thủ đao cùng không khí ma sát tạo thành một cổ khí lưu, nhượng Diệp Thần Phong một đôi mắt đều có chút không mở ra được tới, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng gần. Diệp Thần Phong khẩn cắn chặt hàm răng, thân thể hướng tới bên phải nghiêng về một bên, có thể dùng quốc vương thủ đao không có bổ trúng đầu của hắn, tại vai trái của hắn bảng sát đã qua. Quốc vương cái này một cái thủ đao có thể nói là bá đạo đến cực điểm, chỉ là tại Diệp Thần Phong bả vai trái thượng hơi lao qua, Diệp Thần Phong bả vai trái thượng lập tức xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, máu tươi từ vết thương trung bính phát ra rồi, nếu như cái này một cái thủ đao ở giữa Diệp Thần Phong cánh tay trái lời nói, chỉ sợ hắn cả điều cánh tay trái cũng sẽ bị quốc vương cấp khảm xuống. Toàn tâm đau đớn từ bả vai trái thượng lan tràn tới Diệp Thần Phong toàn thân, hắn hiện tại đã không rãnh đi bận tâm đau đớn trên thân thể, dưới chân bước chân một liền lui về phía sau 5-6 bước. Thế nhưng quốc vương cũng không có cấp Diệp Thần Phong thở dốc cơ hội, tại một cái thủ đao không có tướng Diệp Thần Phong tính mệnh giải quyết sau, quốc vương thân thể dường như một khối da trâu đường như. Lần thứ hai xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, tay phải bàn tay hóa thành ưng chảo, hướng Diệp Thần Phong ngực bắt đi xuống. Lúc này, Diệp Thần Phong là không kịp tránh né, chỉ có thể huy ra quyền đầu cùng quốc vương tới một cái cứng đối cứng. Nắm tay đúng ưng chảo. Quốc vương ưng chảo tướng Diệp Thần Phong nắm tay vững vàng bắt được, chợt phung một cái,
Diệp Thần Phong cánh tay xương tủy phát sinh rất nhỏ giòn tiếng vang. Mà Diệp Thần Phong cả người thân thể cũng bị vứt cho đi ra ngoài, nặng nề đụng vào vứt đi nhà xưởng nội bộ một đài rỉ sắt cơ khí thượng. Phanh! Phốc! Cổ họng khẩu hiện lên nhẹ nhẹ ngọt ý, một ngụm máu tươi từ Diệp Thần Phong trong miệng phun đi ra, hắn cảm giác thân thể trong xương nhanh muốn rời ra từng mảnh thông thường. Một bên Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ khi nhìn đến Diệp Thần Phong bị thua sau đó, bọn họ hai cái lập tức đứng dậy, ngăn trở quốc phương đường đi. Tuy rằng bọn họ biết mình không phải là quốc phương đối thủ, nhưng là bọn hắn không có cách gì trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong bị giết chết. Hai người các ngươi tránh ra cho ta. Đào tại Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ phía sau trên mặt đất Diệp Thần Phong quát dẹp đường. Thần Phong, người nghĩ rằng chúng ta tránh ra, đối phương tựu sẽ bỏ qua chúng ta sao? Lại nói ta và Hiểu Lệ có thể trơ mắt nhìn lại người bị giết chết sao? Chúng ta là huynh đệ, Tôn Hằng Phi kiên quyết nói rằng. Tôn Hiểu Lệ sắc mặt lạnh giá điểm gật đầu, nói rằng, Thần Phong, Hằng Phi nói đúng, muốn tử cùng chết. Tốt cảm nhân một màn, quốc phương lõm đi xuống trên khuôn mặt lộ ra một vòng cực vì hài hước dáng tươi cười. Tiếp theo nói rằng, Diệp Thần Phong, hiện tại ta trái lại không dự định lập tức giết chết ngươi, ta muốn nhượng ngươi ở đây trong thống khổ chết đi, ta muốn nhượng ngươi cảm thấy mình chính là một cái phế vật, chỉ có thể trơ mắt nhìn người của ngươi tại trước mặt ngươi chết đi. Vù 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 vù, Diệp Thần Phong khẩu trung thở hổn hển, chật vật từ dưới đất đứng lên, trong con ngươi vẻ giận dữ càng nồng nặc, quát dẹp đường, cái này trên thế giới không có người có thể thương tổn Diệp Thần Phong thân nhân. Diệp Thần Phong, ngươi nên thật tốt nằm ở một bên xem kịch. Quốc phương thân ảnh chợt khẽ động, nhanh chóng vòng qua Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ, xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, không chút khách khí một cước đá vào Diệp Thần Phong trên ngực. Phanh! Diệp Thần Phong thân thể nặng nề đánh vào một cây cột sắt thượng, cổ họng trong lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, ngực đau đớn không gì sánh được, muốn từ dưới đất đứng lên lại. Thế nhưng lại vô luận như thế nào cũng không làm được. Thần Phong, Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ không hẹn mà cùng hô đạo. Diệp Thần Phong, người cấp ngạo mạn chậm thưởng thức vở kịch hay. Nói, quốc phương đúng Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ phát động công kích. Dùng thực lực của hai người bọn họ căn bản không phải quốc phương đối thủ. Tôn Hằng Phi trực tiếp bị quốc phương một cước đá bay, ngực xương toàn bộ lõm đi xuống, tuy rằng tạm thời không có mạng sống nguy hiểm, thế nhưng sợ rằng bị không gì sánh được thương thế nghiêm trọng. Tại một cước tướng Tôn Hằng Phi đá bay đồng thời, quốc phương tịnh không có đúng Tôn Hiểu Lệ hạ nặng tay, bàng bạc vương cấp đỉnh phong linh hồn lực bao phủ Tôn Hiểu Lệ, nhưng Tôn Hiểu Lệ chút nào không có cách gì nhúc nhích. Quốc phương nhìn Tôn Hiểu Lệ lạnh giá lại gương mặt xinh đẹp, đúng đứng tại vứt đi nhà xưởng cửa Thương Lang cùng Thương Ưng, nói rằng, hai người các ngươi cấp khách nhân của chúng ta Diệp Thần Phong biểu diễn một hồi hiện trường phát sóng trực tiếp, ta nghĩ khách nhân của chúng ta Diệp Thần Phong đặc biệt nguyện ý thưởng thức. Đứng tại vứt đi nhà xưởng cửa Thương Lang cùng Thương Ưng, bọn họ hai cái đương nhiên biết quốc phương lời nói bên trong ý tứ, Thương Lang trái lại một cái đối với nữ nhân không có quá nhiều hứng thú người. Trái lại Thương Ưng thời gian qua đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú vô cùng, với lại hắn đúng quần bị Tôn Hiểu Lệ cấp hung hăng đá một cước, hắn vừa vặn thừa cơ hội này báo thù. Lại mà, Tôn Hiểu Lệ đúng là một mỹ nữ, dùng Thương Ưng đối với nữ nhân quen thuộc, Tôn Hiểu Lệ còn là một cái chưa làm hết sức mình nữ nhân, loại chuyện tốt này hắn làm sao có thể phóng qua, lại nói cái này là quốc vương mệnh lệnh, hắn cũng không có cự tuyệt đạo lý. Thương Ưng cùng Thương Lang đi tới Tôn Hiểu Lệ trước mặt, Thương Ưng đầu lưỡi liếm môi một cái, nói rằng, Thương Lang, loại chuyện tốt này nhường ta tới trước đi. Ta biết người đối với nữ nhân không quá cảm thấy hứng thú. Cảm giác được Thương Ưng nhìn về phía mình ánh mắt tham lam, Tôn Hiểu Lệ lạnh giá mặt thượng lộ ra một vòng hoang mang rối loạn, trong ánh mắt cũng dần dần tràn đầy tuyệt vọng, có thể là thân thể của nàng bị quốc phương linh hồn lực chế trụ, bây giờ căn bản không có cách gì nhúc nhích mảy may. Các ngươi những xúc sinh này, các ngươi những xúc sinh này. Thân thể đảo ở phía xa Tôn Hằng Phi khẩu trung hữu khí vô lực quát. Mà Diệp Thần Phong khi nhìn đến Tôn Hằng Phi bị một cước bị đá nửa chết nửa sống, mà hiện tại Thương Lang chúng nhân lại muốn đúng Tôn Hiểu Lệ làm xúc sinh sự tình, một cổ hừng hực thiêu đốt thịnh nộ từ Diệp Thần Phong thể nội dâng lên mà ra. Các ngươi hay nhất không nên cử động Hiểu Lệ một cọng tóc gáy. Diệp Thần Phong ngực phập phồng càng tới càng lợi hại. Khẩu trung khí tức cũng càng ngày càng gấp rút. Diệp Thần Phong, người bây giờ có tư cách uy hiếp chúng ta sao?
Thương ưng, vội vàng cấp khách nhân của chúng ta biểu diễn tiết mục đi. Quốc vương đúng Thương ưng nói rằng. Là, quốc vương, Thương ưng rất cung kính trả lời một tiếng, sau đó, ánh mắt khinh thường nhìn về phía sau cách đó không xa Diệp Thần Phong, tướng Tôn Hiểu Lệ trên người một cái áo khoác trước cởi ra, may mà bây giờ khí trời còn tương đối lạnh, Tôn Hiểu Lệ xuyên ba bộ quần áo ni. Diệp Thần Phong, để ngươi Thương ưng ra ra tới cho ngươi biểu diễn trên giường tuyệt sống, tại trước khi chết ngươi vẫn có thể có như vậy hưởng thụ, ngươi nên rất thỏa mãn. Thương ưng càn rỡ cười nói. Diệp Thần Phong khi nhìn đến Tôn Hiểu Lệ áo khoác bị thoát sau đó, hắn song quyền bỗng nhiên nắm chặt, móng tay toàn bộ rơi vào bàn tay trong lòng, mấy ngày nay ở chung xuống, hắn đem Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi hoàn toàn cho rằng là thân nhân của mình, nhưng bây giờ hắn lại trơ mắt nhìn Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ muốn gặp bất trắc. Cái này được không? Tuyệt đối không được. Dâng lên thịnh nộ tại Diệp Thần Phong trong cơ thể càng nấu càng tràn đầy, tại Diệp Thần Phong bên trong đan điền đoàn hắc sắc thể khí. Đã bị hắn tâm tình cực vì bất ổn, cũng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Các ngươi đây là đang tự tìm cái chết, Diệp Thần Phong dùng hết toàn lực giận dữ hét. Thương ưng, không cần phải xen vào hắn, ngươi tốt nhất kế tục. Quốc vương liếc nhìn biểu hiện trên mặt cực độ thống khổ Diệp Thần Phong, đưa mắt chuyển rời đến Tôn Hiểu Lệ trên người, đúng Thương ưng nói rằng. Vô cùng vô tận thịnh nộ, không ngừng bùng cháy, không ngừng kéo lên. Chiếm giữ tại Diệp Thần Phong bên trong đan điền hắc sắc thể khí trong nháy mắt hướng toàn thân của hắn khuếch tán đi ra ngoài, hắc sắc thể khí chậm rãi từ ra tay của hắn trong thẩm thấu đi ra, hắn một đôi mắt tức khắc biến được đen kịt không gì sánh được, tượng không có mặt trăng cùng sao bầu trời đêm, cũng giống sâu không thấy đáy khủng bố vực sâu. Diệp Thần Phong từ dưới đất tiêu không một tiếng động đứng lên, chung quanh hắn bị hắc sắc thể khí bị vòng quanh, mặt thượng dường như tử thủy như vắng lặng. Quốc vương, Thương Lang cùng Thương ưng còn không có phát hiện Diệp Thần Phong biến hóa, bởi vì bọn họ toàn bộ ánh mắt tập trung vào Tôn Hiểu Lệ trên người. Giữa lúc Thương ưng đưa lên tay muốn đi cởi Tôn Hiểu Lệ trên người kiện thứ hai y phục thời gian, tay hắn đưa lên đến phân nửa cứng ngắc bất động, điều này làm cho quốc vương sắc mặt âm trầm quát dẹp đường, Thương ưng, ngươi đang dở trò quỷ gì? Nhưng mà, Thương ưng không trả lời quốc vương. Tại quốc vương những lời này vừa nói xong. Thương ưng cả khỏa đầu vậy mà không có dấu hiệu nào từ trên cổ rơi xuống đất thượng, tiếp theo một đạo dường như tới từ địa ngục thanh âm tại vứt đi nhà xưởng nội bộ vang lên, chết, 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 các ngươi toàn bộ đều phải chết. Chương 732, còn chưa kết thúc. TTTTTT, vứt đi nhà xưởng đỉnh chóp to lớn đèn chiếu sáng, đột nhiên biến được lúc sáng lúc tối lên, từ đèn chiếu sáng trong thường thường hội phát sinh rất nhỏ âm hưởng. Dường như đèn quản tùy thời đều muốn bạo liệt thông thường. Chu vi bỗng nhiên ám, bỗng nhiên sáng, bỗng nhiên ám, bỗng nhiên sáng, như vậy vòng đi vòng lại. Toàn bộ vứt đi nhà xưởng trong an tĩnh rất quỷ dị, Thương ưng thi thể không đầu trực cương cương đứng tại chỗ, hắn lăn rơi trên mặt đất đầu, mặt thượng còn treo một vòng cấp thiết khát vọng. Chết, 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 các ngươi toàn bộ đều phải chết. Tại lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn. Diệp Thần Phong âm lãnh thanh âm như cũ vang vọng ở trong không khí, chung quanh hắn lượn lờ hắc sắc thể khí càng nồng nặc, từng đạo hắc sắc thể khí như từng cái long, tại hắn quanh thân không ngừng ngao du. Không cầm được luống cuống cảm giác, tại Diệp Thần Phong thể nội lan tràn, huyết vào giờ khắc này dường như sôi trào lên, mà trên mặt hắn thần sắc biến được càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh, khắp bầu trời sát ý tại trong cơ thể hắn công tác chuẩn bị mà sinh, khát vọng máu tươi bức thiết. Có thể dùng hắn hai đen kịt không gì sánh được trong con ngươi, lóe ra điểm hắc mang. Tại hắc sắc thể khí thẩm thấu ra Diệp Thần Phong thể nội chớp mắt, hắn nguyên bản 10 cấp đỉnh phong linh hồn lực thuận lợi tiến nhập vương cấp sơ kỳ linh hồn lực trình tự, bất quá, quay chung quanh tại quanh người hắn từng đạo hắc sắc thể khí, tướng trong cơ thể hắn thực lực che giấu, người bên ngoài chỉ có thể cảm giác được Diệp Thần Phong trên người dường như tới từ địa ngục âm lãnh. Bởi quốc vương ánh mắt bị Diệp Thần Phong hấp dẫn, hắn phóng ra ngoài linh hồn lực không khỏi thư giãn thoáng cái này dẫn đến Tôn Hiểu Lệ tránh thoát quốc vương linh hồn lực ràng buộc, lập tức đi đến cách đó không xa Tôn Hằng Phi địa phương, tướng Tôn Hằng Phi từ dưới đất phủ lên, hỏi, Hằng Phi, ngươi không sao chứ? Thần Phong tại sao lại tiến nhập loại trạng thái này? Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi đã tại cổ võ giới kiến thức qua một lần Diệp Thần Phong cái này loại hắc sắc hình thái, lúc đó hắc hóa trạng thái Diệp Thần Phong quả thực chính là một cái máy giết người.
sát nhân cùng cắt rơm dạ không có khác nhau chút nào. Ngực xương hoàn toàn lõm đi xuống Tôn Hằng Phi, miệng của hắn trung thở gấp suy yếu khí tức, hai mắt thấy bị hắc sắc thể khí lượn lờ Diệp Thần Phong. Nuốt một cái khô khan cổ họng, nói rằng, hiểu lệ, may là Thần Phong đúng lúc tiến nhập cái này loại hắc sắc trạng thái, nếu không ngươi có thể tự, không nghĩ tới thế tục giới còn có cái này nhóm cao thủ tồn tại. Quốc Vương cùng Thương Lang ngưng trọng đôi mắt chăm chú nhìn biến được rất quỷ dị Diệp Thần Phong, Thương Lang sau lưng đeo y phục hoàn toàn bị mồ hôi cấp thấm ướt, hắn vừa rồi hoàn toàn không có cảm giác được Diệp Thần Phong có xuất thủ qua. Mà có 10 cấp linh hồn lực thương ưng cứ như vậy tiêu không một tiếng động tử. Cái này phảng phất là lưỡi hái của tử thần, tại ngươi không biết đủ chưa phát giác ra tình huống hạ, là có thể tướng ngươi tính mệnh cấp thu gạt đi. Quốc Vương khiếp sợ chút nào không gì sánh được Thương Lang thiếu, hắn đặc biệt rõ ràng Diệp Thần Phong bị hắn luân phiên công kích sau, nhất định là không đứng nổi, cho nên hắn vừa mới có thể không có đem lực chú ý tập trung ở Diệp Thần Phong trên người. Mà điều này sẽ đưa đến thương ưng không minh bạch tử. Kỳ thực vừa rồi tại Diệp Thần Phong từ dưới đất đứng lên trong nháy mắt, từ trên người hắn tách ra một đạo hắc sắc thể khí, đạo này hắc sắc thể khí tiêu không một tiếng động từ thương ưng trên cổ của xẹt qua đi. Sau đó thương ưng cả khỏa đầu liền lăn rơi xuống đất thượng. Diệp Thần Phong, ta không biết ngươi sử dụng biện pháp gì vẫn có thể từ dưới đất đứng lên. Thế nhưng đêm nay kết cục chắc là sẽ không vì vậy mà thay đổi, ta lại chơi với ngươi chơi. Quốc Vương lạnh giọng nói rằng, Diệp Thần Phong mặt thượng không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, một đôi đen kịt trong con ngươi hắc sắc lại nồng nặc một phần. Khẩu trung chỉ lạnh lùng hộc ra một chữ, chết. Thoại âm rơi xuống. Diệp Thần Phong mũi chân hơi điểm địa, thân ảnh giống như quỷ mị u linh, hướng Quốc Vương biểu bắn tới. Thực lực nhận được tăng lên Diệp Thần Phong, tốc độ so vừa rồi tăng lên thật nhiều lần, tuy rằng hắn thực lực hôm nay tài đột phá đến vương cấp sơ kỳ linh hồn lực, thế nhưng cái này đủ để sánh ngang vương cấp đỉnh phong linh hồn lực. Tốc độ quá nhanh, đứng tại Quốc Vương sau lưng Thương Lang trong lòng nhìn không được ám nói một tiếng, dùng nhãn lực của hắn căn bản bắt không đến Diệp Thần Phong thân ảnh. Chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn đến hắc sắc thể khí ở trong không khí không ngừng di động tới, theo thứ tự tài năng đủ phân biệt ra được Diệp Thần Phong thân ảnh đang di động. Quốc Vương cũng bị Diệp Thần Phong bày ra tốc độ cấp kinh ngạc đến, bất quá, ánh mắt của hắn nhất khắc đều không có rời đi Diệp Thần Phong thân thể, cho nên tại Diệp Thần Phong khởi hành trước mắt, hắn cũng lập tức làm xong phòng ngự chuẩn bị. Diệp Thần Phong ra quyền. Quốc Vương xuất trưởng chống lại. Nắm tay đối thủ trưởng. Phanh, một tiếng vang dội ở trong không khí chậm chậm vang vọng. Diệp Thần Phong thân ảnh lần thứ hai xuất hiện, quả đấm của hắn hung hăng đánh vào Quốc Vương bàn tay chung, luận thực lực Quốc Vương đã tới vương cấp đỉnh phong linh hồn lực, mà Diệp Thần Phong bây giờ cũng chỉ có thể đủ cùng vương cấp đỉnh phong linh hồn lực cao thủ sánh ngang. Cho nên, lần này hợp công kích, bọn họ lực lượng của hai người lẫn nhau triệt tiêu, dưới chân nhịp bước từng người lui về sau một bước. Diệp Thần Phong, ta không phải không thừa nhận, ngươi quả thật có bản thân chỗ độc đáo, nếu như sau đó ngươi có thể lớn lên, tuyệt đối là một cái liếc nhìn thiên hạ cao thủ, mà hôm nay ta giết không được ngươi, ngươi cũng khẳng định giết không được ta. Tại tiếp nhận vừa Diệp Thần Phong một quyền sau đó, Quốc Vương rõ ràng cảm thấy bây giờ Diệp Thần Phong lực lượng hầu như cùng hắn tương đẳng, xem ra đêm nay thật là giết không được Diệp Thần Phong, tượng cái này loại đẳng cấp chiến đấu. Nhượng một bên Thương Lang gia nhập vào, đây căn bản cũng khởi không được chút nào tác dụng. Chỉ là, Diệp Thần Phong đối với Quốc Vương lời nói phảng phất chưa nghe, đen kịt không gì sánh được trong con ngươi không ngừng lóe ra hắc mang, thân ảnh lần thứ hai hướng Quốc Vương triển khai công kích. Một lần lại một lần đụng vào nhau. Phanh, phanh, phanh. Trong không khí không ngừng truyền ra vang dội thanh, Diệp Thần Phong cùng Quốc Vương thủy chung là đánh cho khó hòa giải. Tại lại một lần nữa tương hỗ đụng quyền sau đó, Quốc Vương cười lạnh nói, Diệp Thần Phong, ngươi không cần lãng phí lực lượng, đêm nay kết cục ngươi dự liệu sai, ta cũng dự liệu sai, tuy rằng ta hận không thể lập tức sát ngươi, thế nhưng ngày hôm nay nhất định dùng thế hỏa thu chàng. Diệp Thần Phong vẫn như cũ là thờ ơ, lượn lờ tại quanh người hắn từng đạo hắc sắc thể khí làm lớn ra vài phần, khẩu trung lần thứ hai hộc ra một chữ, chết. Ha ha ha, Quốc Vương một trận cười nhạt. Nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi cần gì phải lừa mình dối người ni. Chúng ta đánh tiếp nữa cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng mà, Đường Quốc Vương vừa nói xong câu đó thời gian,
Trên mặt hắn cười nhạt bỗng nhiên dường như khối băng như cứng ngắc ở, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác thân thể của chính mình không có cách gì nhúc nhích, thân lực lượng trong cơ thể đã ở từng điểm tiêu thất. Đây là có chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quốc vương hoảng sợ con ngươi trừng mắt cách đó không xa Diệp Thần Phong, nỗ lực muốn tướng đáp án tìm cho ra. Kỳ thực vừa rồi Diệp Thần Phong cùng quốc vương một lần lại một lần thời điểm đụng chạm, Diệp Thần Phong chung quanh thân thể hắc sắc thể khí, cũng là từng điểm bị quốc vương hút vào bên trong thân thể, đây là dẫn đến quốc vương bây giờ thân thể không có cách gì nhúc nhích nguyên nhân sở tại. Diệp Thần Phong, người đối với ta làm cái gì? Người đến cùng đúng ta làm cái gì? Quốc vương cuối cùng bắt đầu hốt hoảng, cổ họng trong quát khàn cả giọng. Nhưng mà, Diệp Thần Phong cũng không trả lời quốc vương vấn đề, dưới chân nhịp bước từng bước hướng quốc vương đi tới. Đứng tại quốc vương sau lưng Thương Lang, mắt thấy quốc vương không còn sức đánh trả chút nào, thế nhưng hắn căn bản không có dũng khí đứng ra cùng Diệp Thần Phong đối chiến, nhìn suy nghĩ con người đen kịt không gì sánh được, quanh thân bị hắc sắc thể khí lượn lờ Diệp Thần Phong, hắn dường như cảm giác Diệp Thần Phong tựu là đến từ cửu u địa ngục Tu La, nhượng cả người hắn không ngừng run rẩy. Quốc vương nhìn đến đi đến trước mặt hắn Diệp Thần Phong, cảm thụ được Diệp Thần Phong trên người khí tức âm xâm. Hắn cảm giác mình cách tử vong là như vậy gần, cổ họng trong không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, quát dẹp đường, Diệp Thần Phong, người hay nhất không nên. Diệp Thần Phong căn bản không để ý đến quốc vương ý tứ, tay phải chậm chậm giơ lên giữa không trung, chợt hướng quốc vương đầu phách đi xuống, mà quốc vương thấy như vậy một màn sau, mặt xấu xí bàng hoàn toàn vặn vẹo lên, quát dẹp đường, Diệp Thần Phong, ta tại hạ mặt chờ ngươi, ngươi sẽ chết rất thảm, còn chưa kết thúc. Còn chưa kết thúc, còn không có. Phanh, một tiếng. Quốc vương thanh âm hơi ngừng, đầu của hắn dường như dưa hấu thông thường bị phách nát vụn, óc cùng máu tươi tiên đầy Diệp Thần Phong y phục. Diệp Thần Phong không những không có ghét bỏ, trái lại trong lòng có loại hưng phấn, chung quanh thân thể hắc sắc thể khí lại nồng nặc vài phần. Chương 733, là quá lo lắng sao? Thương Lang trợn mắt nhìn quốc vương ở trước mặt hắn bị phách nát vụn đầu. Sợ đến hai chân không kiềm hãm được run rẩy, bất quá, trong đầu của hắn coi như là thanh tỉnh, hắn biết nếu như mình nếu không áp dụng một ít hành động, hắn sắp bước lên Thương Ưng cùng quốc vương theo gót. Tại thời khắc nguy cấp nhất, Thương Lang đưa mắt phóng đến cách đó không xa Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ trên người, hắn trong lòng tức khắc có một cái kế sách, nếu như chảo ở cái này hai người tới uy hiếp Diệp Thần Phong, như vậy hắn ngày hôm nay thì có thể đủ sống rời đi nơi này. Cái này trên thế giới không có bất cứ người nào là không sợ chết. Có câu không phải như vậy nói mà, chết tử tế không bằng lại sống. Bây giờ mỗi một giây đồng hồ đối với Thương Lang mà nói đều cũng có quan tính mệnh, thừa dịp Diệp Thần Phong vừa phách nát vụn quốc vương đầu thời gian, thân ảnh của hắn lập tức hướng Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ đánh đã qua. Nguyên bản cho rằng ngày hôm nay chàng nguy cơ này muốn đi qua Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ. Bọn họ hai cái đột nhiên nhìn đến hướng bản thân đánh tới được Thương Lang, chân mày tức khắc chăm chú nhíu lên, phải biết rằng hiện nay Tôn Hằng Phi bị thương thế nghiêm trọng, mà Tôn Hiểu Lệ lại muốn đỡ Tôn Hằng Phi, cho nên bọn họ hai cái căn bản không thể có thể tránh ra. Mà tại Thương Lang đúng Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ triển khai công kích đồng thời, Diệp Thần Phong hai đen kịt không gì sánh được đôi mắt cũng như ngừng lại Thương Lang trên người, như tử thủy như vắng lặng mặt thượng hiện lên một vòng như có như không dáng tươi cười. Mắt thấy Thương Lang vươn hai tay, hai bàn tay hóa thành móng vuốt chụp vào Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ thời gian, tại Thương Lang móng vuốt cách Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ chỉ có 7-8 cm thời gian, thân thể hắn đột nhiên đình dừng lại. Thương Lang đầu chậm chậm thấp xuống, nhìn đến một chỉ máu tươi đầm đìa nắm tay, từ hắn trong bụng xuyên ra ngoài, tiếp theo, hắn lại chật vật từ nay về sau đổi qua đầu, một trương lạnh giá vô tình khuôn mặt ánh vào mí mắt của hắn trong. Diệp Thần Phong một quyền từ phía sau lưng trực tiếp đánh xuyên qua Thương Lang thân thể. Bị hắc sắc thể khí lượn lờ Diệp Thần Phong, tướng đi qua Thương Lang thân thể cánh tay hút ra đi ra, Thương Lang trên bụng tức khắc xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm cái động khẩu, máu tươi hoác hoác từ cái động khẩu trung chảy ra. Từ nơi này cái động khẩu trong đều có thể đủ nhìn đến Thương Lang thể nội ruột đẳng nội tạng. Theo máu tươi từ cái động khẩu trong cấp tốc chảy ra, Thương Lang sắc mặt càng tới càng tái nhợt. Thân thể sụi lơ tại trên mặt đất, cổ họng trong chỉ còn lại có một hơi. Mà tiến vào hắc hóa trạng thái Diệp Thần Phong, rõ ràng cho thấy dùng máu tươi làm vui thú, nâng lên chân phải chợt giẫm nát Thương Lang trên đầu.
Phanh! Thương lang toàn bộ đầu bị trong nháy mắt cấp đạp bạo, máu tươi cùng óc tiên đầy Diệp Thần Phong ống quần. Trước mặt Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi nhìn đến cái này bức tướng máu tươi phát huy vô cùng nhuần nhuyễn hình ảnh. Bọn họ hai cái có loại muốn nôn mửa xung động, nhìn bị hắc sắc thể khí lượn lờ Diệp Thần Phong, bọn họ biết lúc này nguy hiểm đã qua, không thể đủ lại để cho Diệp Thần Phong đắm chìm trong loại trạng thái này bên trong. Thần Phong, người tỉnh tỉnh, người tỉnh tỉnh, nguy hiểm đã giải trừ. Đỡ Tôn Hằng Phi Tôn Hiểu Lệ đúng Diệp Thần Phong nói rằng. Diệp Thần Phong đen nhánh kia không gì sánh được đôi mắt chăm chú nhìn Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ, một đôi nắm tay là càng nắm càng chặt, hắn trong lòng còn có sát nhân xung động, thế nhưng còn sống một tia lý trí nói cho hắn biết không thể đủ lại giết người. Lý trí cùng xung động trong lúc đó đang không ngừng làm đối kháng. Sau một lát, lượn lờ tại Diệp Thần Phong chung quanh thân thể hắc sắc thể khí đang chậm rãi trở thành nhạt, sau đó từ từ thu rút về trong cơ thể hắn. Hắn một đôi đen kịt không gì sánh được đôi mắt cũng khôi phục vốn là màu sắc. Cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng xung động. Khôi phục lý trí Diệp Thần Phong, hắn nhìn đến quốc vương đám người đã tử, trước mặt Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ cũng tạm thời không có gặp nguy hiểm, trong cơ thể lập tức kéo tới một trận cảm giác mệt mỏi, mí mắt bắt đầu không ngừng đánh nhau, thẳng đến hai mắt hoàn toàn chăm chú hợp lại, thân thể hướng xuống đất ngã xuống thời gian. May là Tôn Hiểu Lệ đằng ra tay kia tướng Diệp Thần Phong cũng vịn. Hiểu Lệ, vội vàng gọi điện thoại thông chi người của Diệp gia, chúng ta không thể đủ tại ở đây ở lại. Tôn Hằng Phi đúng Tôn Hiểu Lệ nói rằng. Bởi Tôn Hiểu Lệ mới vừa từ cổ võ giới đi ra không có vài ngày, trên người tỉnh không có điện thoại di động cái này loại hiện đại hóa công cụ truyền tin, vì vậy chỉ có thể tại Diệp Thần Phong trong túi lục lọi ra một cái điện thoại di động, gọi thông Diệp gia số điện thoại. Ở vào hôn mê Diệp Thần Phong làm một cái đặc biệt tốt đẹp chính là mộng, tại trong mộng hắn cùng Võ Hiểu Phỉ đẳng chúng nữ ở trên giường đại chiến vài trăm hiệp, nhìn sự cấy thượng tư thái khác nhau chúng nữ. Giữa lúc Diệp Thần Phong cũng muốn hỏi một câu, các ngươi lão công mãnh liệt không mãnh liệt thời gian. Một cổ trong bệnh viện đặc hữu cồn cùng tiêu độc nước thuốc vị xông vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi, có thể dùng Diệp Thần Phong chậm chậm mở hai mắt ra, để nhất cái đập vào mi mắt là trắng bóng trần nhà. Gấp rút bên tai vang lên cấp thiết quan tâm thanh, Thần Phong. Ngươi cuối cùng cũng tỉnh a, ngươi thật nhượng mụ sắp lo lắng gần chết. Diệp Thần Phong hai mắt chậm chậm thích ứng tia sáng sau đó, phát hiện mẹ của hắn Tôn Mỹ Cầm ngồi ở giường bệnh bên cạnh, Võ Hiểu Phỉ đẳng vài cái tại kinh thành nữ nhân cũng đều tại phòng bệnh trong, đương nhiên hiện tại đã trở lại Thiên Hải Triệu Uyển Đình đẳng nữ nhân nhất định là cũng không biết Diệp Thần Phong bị thương chuyện. Diệp Thần Phong tướng trong đầu tâm tư đơn giản lý một lần sau đó, nói rằng, mụ, ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta. Lần này Diệp Thần Phong lần thứ hai kích phát rồi hắc hóa trạng thái, trong đầu nghĩ khởi tình cảnh lúc ấy, Diệp Thần Phong xác định một việc, chỉ có tại hắn tâm tình cực vì ba động, hoặc là cực vì tức giận thời gian, chiếm giữ tại hắn bên trong đan điền hắc sắc thể khí mới có thể dục dịch, do đó hắn cũng có thể dựa vào hắc sắc thể khí thực lực nhận được tạm thời đề thăng. Hiện tại thực lực của hắn lại lui trở về 10 cấp đỉnh phong linh hồn lực. Bất quá, nghĩ khởi tiến nhập loại hắc hóa trạng thái, Diệp Thần Phong trong lòng tự một trận nghĩ mà sợ, hắn phát hiện tiến nhập loại trạng thái sau, hắn mình cũng hầu như không khống chế được mình, có thể nói lún xuống tại một loại gần như dùng không ngừng sát nhân làm thú vui tâm tính chung. Tôn Mỹ Cầm có chút tức giận dùng ngón tay điểm một cái Diệp Thần Phong đầu, nói rằng, Thần Phong, ta có thể không lo lắng ngươi sao? Ngươi là mụ trên người ngã xuống một miếng thịt, hảo đoan đoan cùng Hiểu Lệ cùng Hằng Phi đi dạo kinh thành, ngươi thế nào đem mình biến thành bộ dáng này? Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ không có được Diệp Thần Phong đồng ý, cho nên tạm thời còn không có tướng lúc đó sự tình nói cho cấp cái khác người biết. Mà bị trọng thương Tôn Hằng Phi đã ở cái phòng bệnh này trong, hắn giường bệnh tại Diệp Thần Phong giường bệnh bên trái, nằm tại trên giường bệnh Tôn Hằng Phi ngực quấn quýt lấy giày giày băng vải. Tại chú ý tới Diệp Thần Phong nhìn qua ánh mắt sau, hắn nói rằng, Thần Phong, ta và Hiểu Lệ còn không có tướng sự tình nói cho mọi người, đẳng chính ngươi chính mồm nói cho bọn hắn biết. Diệp Thần Phong đối với Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ cách làm còn là vô cùng hài lòng, vì vậy thuận miệng giải thích mụ, ta chỉ là đụng phải trước kia một cái cửu nhân mà thôi, bây giờ đối với Phương đã bị ta cấp giết chết, ta cam đoan sau đó tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ngồi ở Tôn Hằng Phi giường bệnh bên cạnh Tôn Bác Dịch, nói rằng, Thần Phong, sau đó ngươi nhất định phải cẩn thận mới tốt,
ngươi là chúng ta Trấn Thiên Môn hy vọng, ngươi đồng dạng cũng là các ngươi Diệp gia hy vọng, mọi người cũng đều đúng ngươi ký thác kỳ vọng cao a. Đã biết, ngoại thái công, sau đó ta sẽ chú ý. Diệp Thần Phong cảm nhận được Tôn Bác Dịch quan tâm. Diệp Thần Phong tại trong đầu nhớ lại cùng quốc vương đối chiến, hắn đột nhiên nghĩ khởi vang lên quốc vương cuối cùng nói một câu nói, Diệp Thần Phong, ta tại hạ mặt chờ ngươi, ngươi sẽ chết rất thảm, còn chưa kết thúc. Còn chưa kết thúc, còn không có. Cái này là quốc vương trước khi chết phát tiết giống giận ni. Còn là khác có ngụ ý. Diệp Thần Phong tổng cảm giác những lời này cũng không tưởng quốc vương đang phát tiết, suy nghĩ một chút chân mày lại không nén nổi nhíu lên. Thế nhưng bây giờ quốc vương, Thương Ưng cùng Thương Lang đều tử, nếu như lúc đó Diệp Thần Phong không có tiến nhập hắc hóa trạng thái, hay là không hội lập tức giết chết Thương Lang, hội từ thương miệng sói chung biết được một ít tin tức hữu dụng, cho nữa Thương Lang lên đường, nhưng hôm nay đầu mối toàn bộ cắt đứt. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cái này cũng khó trách Diệp Thần Phong biến được càng tới càng cẩn thận một chút. Thần Phong, người đang suy nghĩ gì đấy? Võ Hiểu Phỉ bang Diệp Thần Phong nạo một cái cây táo, tướng cây táo đưa cho Diệp Thần Phong thời gian, đúng dịp thấy Diệp Thần Phong cau mày hình dạng. Không có việc gì, không có việc gì, Diệp Thần Phong nhận lấy Võ Hiểu Phỉ trái táo gọt xong, trong lòng thầm nghĩ, đây cũng là ta quá lo lắng đi. Quốc vương trước khi chết những lời này chỉ là đang phát tiết mà thôi đi. Chương 734, Tiểu Nhạc Đệm. Đương Diệp Thần Phong tạm thời tướng nghi ngờ trong lòng để xuống sau đó. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Diệp Đông Hoa, Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh đi đến, ba người này trong tay còn mang theo gói cơm nước. Bởi vì Tôn Mỹ Cầm cảm thấy trong bệnh viện cơm nước nhất định là không thể ăn, nàng lại là như vậy cưng chiều Diệp Thần Phong đứa con trai này, vì vậy lập tức nhượng Diệp Đông Hoa đi kinh thành tốt nhất tửu điếm trong, gói một ít Diệp Thần Phong thích ăn nhất món ăn, mà Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh tắc là cùng Diệp Đông Hoa cùng đi, dù sao bọn họ hai cái cũng không có chuyện gì làm. Thần Phong, ngươi nhìn một cái ngươi đãi ngộ, nhìn liền tiểu thúc ta đều nghĩ phải bị thương, bất quá, ta biết nếu như ta bị thương, nhất định là liền ngươi một nửa đãi ngộ cũng không hưởng thụ được. Diệp Đông Kiện cầm trong tay mang theo cơm nước bỏ vào Diệp Thần Phong trên giường bệnh một cái bàn nhỏ thượng. Đông Kiện, Thần Phong đãi ngộ có thể không phải chúng ta có thể hâm mộ, mỗi lần cùng tiểu tử này cùng một chỗ, ta đã cảm thấy bản thân hình như sống uổng cái này nhiều năm. Võ Khôn Minh cười khổ lắc đầu nói rằng, Thần Phong, tiểu tử ngươi cấp ta tỉ mỉ nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Đông Hoa đem vật cầm trong tay cơm nước để xuống tới sau đó, lập tức mở miệng hỏi. Đương nhiên Diệp Đông Hoa chúng nhân cũng bang Tôn Hằng Phi mua một phần cùng Diệp Thần Phong giống nhau như đúc cơm nước, Tôn Hằng Phi trái lại dính Diệp Thần Phong không ít quang. Diệp Thần Phong chiếu vừa rồi đúng Tôn Mỹ Cầm giải thích. Lại mơ hồ đúng Diệp Đông Hoa giải thích một lần, dù sao hắn cùng Thôn Vệ Đế Quốc sự tình cũng không phải một câu hai câu có thể nói rõ. Đương Diệp Đông Hoa cho rằng Diệp Thần Phong là tại qua loa cho xong, còn nghĩ phải tiếp tục truy vấn thời gian, cửa phòng bệnh lần thứ hai bị đẩy ra, Diệp Lão Gia Tử Diệp Trấn Hồng, Võ Lão Gia Tử Võ An Quốc cùng Bạch Lão Gia Tử Bạch Hồng Phương đi đến. Ngày hôm qua đương Diệp Thần Phong bị đưa vào y viện thời gian. Ba vị này lão gia tử là bồi tại phòng bệnh trong một đêm không ngủ, tại thầy thuốc kiểm tra hạ biết được Diệp Thần Phong thân thể tịnh không có trở ngại sau, ba vị này lão gia tử tài thoáng an tâm xuống. Cái này không, sáng sớm hôm nay ba vị này lão gia tử đến lúc nhận được một cái mời dự họp hội nghị thông chi, dù sao Diệp Thần Phong cũng không có mạng sống nguy hiểm, vì vậy ba vị này lão gia tử tài ly khai đi tham gia hội nghị. Tại hội nghị vừa sau khi kết thúc, bọn họ lại lập tức vội vàng chạy về trong bệnh viện, có thể thấy được Diệp Thần Phong tại ba vị này lão gia tử trong lòng địa vị có bao nhiêu đại. Thần Phong, người đã tỉnh a? Sau đó có chuyện gì không cần tự tiện chủ trương, nhất là đúng tánh mạng mình hội tạo thành chuyện nguy hiểm, chúng ta người một nhà thật vất vả mới chính thức đoàn tụ, gia gia ta cũng không muốn mất đi ngươi người cháu này a. Diệp lão gia tử hòa ái hiền hòa nói rằng, Thần Phong, gia gia ngươi nói không sai. Sau đó có chuyện gì tận lực cùng chúng ta nhiều thương lượng một chút, cho dù ngươi không cùng chúng ta những. Này lão nhân thương lượng, ngươi cũng muốn nghĩ ngươi những nữ nhân này à? Lẽ nào ngươi muốn làm cho các nàng thủ sống quả sao? Võ lão gia tử lời nói thấm thía nói rằng. Tốt, hai người các ngươi cũng không nên nói Thần Phong, ta nghĩ Thần Phong làm việc nên có chừng mực. Chỉ cần sau đó nhiều chú ý là được.
Bạch lão gia tử cũng lập tức mở miệng nói. Diệp Thần Phong từ ba vị này lão gia tử trong giọng nói, nghe được đặc biệt chân thành tha thiết quan tâm, vì vậy hắn cũng tự theo ba vị lão gia tử, nói một ít sau đó tuyệt đối có sự tình lập tức thương lượng với bọn họ các loại lời nói. Đương nhiên ba vị này lão gia tử cũng không có hỏi đến Diệp Thần Phong chuyện tối ngày hôm qua, bọn họ đều là đã trải qua sóng to gió lớn người, bọn họ biết nếu như Diệp Thần Phong nghĩ muốn nói cho hắn biết môn, như vậy tự nhiên nói cho bọn hắn biết. Nếu như Diệp Thần Phong không có chủ động mở miệng, như vậy bọn họ cũng sẽ không đi hỏi nhiều. Đương ba vị này lão gia tử mới vừa cùng Diệp Thần Phong bắt chuyện hoàn, Diệp Thần Phong chuẩn bị lúc ăn cơm, cửa phòng bệnh lần thứ hai bị đẩy ra, số 1 thủ trưởng Dư Phong Niên, số 2 thủ trưởng Dương Viễn Vân. Vân một đám cao tầng sôi nổi đi vào phòng bệnh trong, với lại những này lão nhân trong tay còn mang theo tham bệnh quà tặng. Trong khoảng thời gian ngắn cả cái phòng bệnh trong nháy mắt biến được náo nhiệt không gì sánh được. Dư Phong Niên đẳng những cao tầng này lão nhân, bọn họ tại vừa trong hội nghị từ Diệp Trấn Hồng khẩu trung biết được Diệp Thần Phong bị thương sự tình, cho nên tại hội nghị vừa kết thúc. Những này lão nhân tự từng người đi chuẩn bị tham bệnh dùng quà tặng, với lại bọn họ mỗi một người đều không có đối kỳ hắn cao tầng nói muốn tới thăm Diệp Thần Phong. Chính xảo bất xảo, những cao tầng này là tại cửa bệnh viện Bính Kiến. Kỳ thực mỗi người bọn họ đều muốn cùng Diệp ra kéo gần quan hệ, nói càng trắng ra một điểm, bọn họ muốn cùng Diệp Thần Phong kéo gần quan hệ. Những cao tầng này các lão đầu tử là một đám đúng Diệp Thần Phong hỏi han ân cần, cái này loại cực phẩm đãi ngộ. Tại toàn bộ Hoa Hạ Quốc có thể tìm ra người thứ hai tới sao? Chỉ sợ cũng xem như là Diệp lão gia tử nằm viện, những cao tầng này lão nhân cũng không hội nhiệt tình như vậy đi. Điều này làm cho một bên Diệp Đông Hoa, Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh chúng nhân, mỗi một người đều là thổn thức không ngớt, cái này người so người nột. Có đôi khi cũng sẽ không tức chết người, hội đem người khí được chết đi sống lại, đây mới là thống khổ nhất. Trải qua 5 ngày nghỉ ngơi, Diệp Thần Phong thương thế trên người cơ bản khôi phục lại, lại nói trong cơ thể hắn còn có linh hồn lực tại xúc tiến thương thế khôi phục. Có thể nói chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí thân thể tựu như cùng là đánh không chết tiểu cường. Thương thế không sai biệt lắm khôi phục sau đó, Diệp Thần Phong liền lập tức xuất viện, hắn chuẩn bị đi một chuyến Thiên Hải, bởi vì hắn đã đáp ứng Vương Phỉ Phỉ phải bồi nàng đi vận thành cúng tế gia gia của nàng. Diệp Thần Phong đối với mình nữ nhân làm ra hứa hẹn, hắn là tuyệt đối hội tuân thủ. Tuy rằng Tôn Mỹ Cầm chúng nhân nhượng Diệp Thần Phong lại nghỉ ngơi một chút, thế nhưng tại Diệp Thần Phong luôn mãi dưới sự yêu cầu, Tôn Mỹ Cầm chúng nhân cũng chỉ có thể đủ tùy hắn. Diệp Thần Phong đầu tiên từ Kinh Thành đi máy bay đã tới Thiên Hải, tại đến Thiên Hải sau, hắn vừa vặn nhận được Hổ Ca điện thoại, Hổ Ca cùng Thiết Ngưu hôm nay là phong vệ đội thành viên, tại từ cổ võ giới đi ra trở lại Kinh Thành sau, bọn họ hai cái lại lập tức đi tới Thiên Hải, bây giờ Thiên Hải thắng Thiên Hội vẫn như cũ là Phương Nam Tường tại trưởng khống. Hổ Ca cùng Thiết Ngưu tới Vân An Phương Nam Tường vị lão bằng hữu này. Hổ Ca tại trong điện thoại biết được Diệp Thần Phong cũng đi tới Thiên Hải, đồng thời ngày mai lập tức muốn đi một chuyến vận thành, Hổ Ca lập tức đưa ra muốn làm Diệp Thần Phong tài xế, tiết kiệm Diệp Thần Phong bọn họ đi ngồi động xe, từ Thiên Hải lái xe thượng cao tốc đến vận thành cũng không dùng được vài canh giờ, Diệp Thần Phong cũng tự đáp ứng Hổ Ca đề nghị. Hổ Ca tự cấp Diệp Thần Phong gọi điện thoại thời gian, vừa vặn cùng Phương Nam Tường, Thiết Ngưu tại cùng nhau ăn cơm, một bên Phương Nam Tường nghe nói Diệp Thần Phong đi tới Thiên Hải sau đó, hắn lập tức nhường Hổ Ca tại trong điện thoại mời Diệp Thần Phong tới cùng nhau ăn cơm. Phương Nam Tường mấy năm nay đều tận tâm tận lực tại vì thắng Thiên Hội trả giá, Diệp Thần Phong cũng đã lâu chưa từng thấy qua Phương Nam Tường, nếu Phương Nam Tường đều nói ra muốn mời hắn ăn cơm, như vậy Diệp Thần Phong cũng không có lý do cự tuyệt, từ Thiên Hải sân bay sau khi đi ra. Hắn liền lập tức đón xe đi hướng Phương Nam Tường bọn họ ăn cơm địa điểm. Tử Kim Hán Tước là mấy tháng gần đây tại Thiên Hải lái ra tử điếm. Tử Kim Hán Tước không có cố định bị có quan hệ bộ môn bầu thành nhiều ít tinh cấp khách sạn. Thế nhưng Tử Kim Hán Tước cũng không là người bình thường có thể đi tới, phải muốn có thẻ hội viên tài năng đủ tại Tử Kim Hán Tước bên trong dùng cơm. Đương nhiên Tử Kim Hán Tước là Thiên Hải thắng Thiên Hội danh hạ sản nghiệp. Phương Nam Tường nguyên do vì khai như thế một gia đặc thù tửu điếm, vì chính là ở mọi phương diện làm tốt quan hệ, bây giờ Phương Nam Tường một câu nói, bất kể là tại Thiên Hải thế lực dưới đất bên trong, còn là tại Thiên Hải quan viên bên trong.
đều cũng có nhất định phân lượng. Phương Nam Tường tại Thiên Hải cũng là nổi tiếng nhân vật phong vân. Lần này Phương Nam Tường tại nhìn thấy Hổ Ca cùng Thiết Ngưu sau đó, hắn cảm nhận được Hổ Ca cùng Thiết Ngưu biến hóa, hắn lập tức muốn cùng Hổ Ca, Thiết Ngưu luận bàn, có thể kết quả hắn liền nhất chiêu đều nhận không được, liền lập tức bị thua. Điều này làm cho Phương Nam Tường càng khẳng định trong lòng một cái ý nghĩ, hiện tại quyền lợi đối với hắn mà nói không có bất luận cái gì ý tứ. Hắn tại tự mình thể hội Hổ Ca cùng Thiết Ngưu thực lực sau khi biến hóa, hắn quyết định buông tha Thiên Hải tất cả, lần thứ hai muốn đi theo Diệp Thần Phong, cho nên hắn mới có thể như thế bức thiết muốn cùng Diệp Thần Phong ăn một bữa cơm. Diệp Thần Phong ngồi xe taxi đi tới Tử Kim Hán Thước cổng, tới Tử Kim Hán Thước ăn cơm người làm sao chán nản ngồi xe taxi. Cho nên từ trên xe taxi đi xuống Diệp Thần Phong lập tức biến thành người chung quanh tiêu điểm. Diệp Thần Phong không sao cả người khác mắt thấy, trực tiếp hướng Tử Kim Hán Thước bên trong đi, thế nhưng cửa hai gã bảo an tướng Diệp Thần Phong cấp ngăn lại. Bởi vì nhìn đến Diệp Thần Phong là ngồi xe taxi tới, một tên trong đó bảo an giọng nói có chút khinh thường nói, xin hỏi ngươi có thẻ hội viên sao? Tử Kim Hán Thước chỉ có hội viên tài năng đủ đi vào dùng cơm. Lúc này một người trung niên người mập ôm một cái nồng trang tươi đẹp mặt nữ nhân đã đi tới, hắn từ trong túi lấy ra một trương bạch kim thẻ hội viên, dương dương đắc ý đúng bên cạnh nữ nhân nói đạo, nhìn thấy chưa? Theo ta nam nhân như vậy tài thể diện, người muốn là theo chân tượng cái này loại có tướng mạo, không có thực lực người, người cũng chỉ có cả đời chịu khổ phần. Cái này trung niên người mập là Thiên Hải một cái coi như có chút danh khí điền sản thương. Với lại trong tay hắn bạch kim thẻ hội viên là Tử Kim Hán Thước cấp thấp nhất thẻ hội viên. Tử Kim Hán Thước tổng cộng có 3 loại thẻ hội viên, từ thấp đến cao theo thứ tự là bạch kim thẻ hội viên, hoàng kim thẻ hội viên cùng chí tôn thẻ hội viên. Ta nói tiểu tử, Tử Kim Hán Thước có thể không phải ngươi cái này loại A Miêu A Cẩu có thể đi tới, lập tức từ trước mắt ta tiêu thất, người đứng ở chỗ này chỉ biết tướng Tử Kim Hán Thước đẳng cấp thấp xuống. Trung niên người mập không để ý tại chính hắn một vừa cua được tay trước mặt nữ nhân thật tốt khoe khoang một phen. Tiên sinh, nếu như ngươi không có thẻ hội viên, thỉnh ngươi lập tức rời đi nơi này. Đứng tại cửa bảo an lần thứ hai giọng nói bất thiện lên tiếng. Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai. Cái này trên thế giới đi đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy cái này loại tự cho là đúng ngu ngốc, ánh mắt của hắn cũng đúng dịp thấy Phương Nam Tường, Hổ Ca cùng Thiết Ngưu từ trong thang máy đi xuống. Vì vậy hắn liền đứng tại chỗ đợi Phương Nam Tường đám người đến. Tiên sinh, ngươi lẽ nào là tới nơi này quấy rối sao? Ngươi biết nơi này là ai sản nghiệp sao? Bảo an gặp Diệp Thần Phong không có rời đi ý tứ. Giọng nói càng lạnh như băng vài phần. Tiểu tử, mau cút đi. Xã hội thượng lưu sinh hoạt, có thể không phải ngươi cái này loại hạ lưu xã hội người có thể chạm đến. Trung niên người mập giọng nói vô cùng vì cao ngạo. Ánh mắt còn thường thường nhìn ôm tại nữ nhân trong ngực, hình như tại nói cho người nữ nhân này, nhìn ta một chút là không phải rất uy phong. Nam nhân như vậy tài gọi làm nam nhân A. Thế nhưng, chính giữa năm người mập chỉ cao khí ngang thời gian, hắn thấy được Tử Kim Hán Thước trong đại sảnh có 3 đạo thân ảnh tại hướng tới ở đây đi tới. Hắn đã từng cùng Phương Nam Tường từng có vài lần chi duyên, khi nhìn đến đi tại vị trí đầu não là Phương Nam Tường thời gian, hắn lập tức điều chỉnh thoáng cái sắc mặt. Hắn hiện tại không rảnh đi chào phúng bên cạnh tên tiểu tử này, cái này đối với hắn mà nói là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, nhất định phải thật tốt cùng Phương Nam Tường cái này vị Thiên Hải đỉnh nhân vật lôi kéo làm quen. Cửa hai gã bảo an cũng nhìn thấy Phương Nam Tường thân ảnh, bọn họ lần thứ hai muốn cho Diệp Thần Phong cút đi thời gian, Phương Nam Tường đám người đã đi tới trước mặt, vì vậy, bọn họ tướng cổ họng trong lời nói nuốt trở về trong bụng, một mực cung kính đứng ở cổng. Chính giữa năm người mập trong lòng muốn nên thế nào lôi kéo làm quen thời gian, chỉ thấy Phương Nam Tường hướng hắn bên này lộ ra dáng tươi cười, điều này làm cho hắn trong lòng kinh sợ, thầm nghĩ, lẽ nào vị đại nhân này vật còn nhớ ta không? Vì vậy, trung niên người mập lại thấp giọng với bên cạnh nữ nhân nói khoác đạo, ngươi nhìn thấy chưa? Vị này chính là Thiên Hải Thắng Thiên Hội trưởng khống giả, liền hắn đều đúng ta cười, ngươi biết ngươi không có theo sai nam nhân đi. Nhưng mà đường Phương Nam Tường đi đến trung niên người mập bên cạnh, trung niên người mập vừa muốn mở miệng chào hỏi thời gian, chỉ thấy Phương Nam Tường trực tiếp đi qua trung niên người mập bên cạnh, đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, rất cung kính hô một câu, Diệp Thiếu, cơm nước đã chuẩn bị xong, chúng ta đi ăn cơm đi. Oanh!
Phương Nam Tường biểu hiện như sấm sét giữa trời quang, điều này làm cho hai gã bảo an cùng trung niên người mập là hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Diệp Thần Phong hữu ý vô ý nhìn thoáng qua trung niên người mập, mà Phương Nam Tường bổ nhào bắt được Diệp Thần Phong ánh mắt, lại nhìn thấy trung niên người mập biểu tình sau đó, hắn lập tức đoán được một sự tình, đúng trung niên người mập nói rằng, người tử Kim Hán tức tư cách hội viên bị hủy bỏ, lập tức từ nơi này tiêu thất. Diệp Thần Phong không có ý định khó xử hai gã bảo an, chỉ là lại đi tiến tửu điếm trong thời gian, vỗ vỗ hai gã bảo an vai, nhắc nhở một câu, sau đó không lại môn phùng trong nhìn người, cho dù ta không có tư cách đi vào tửu điếm trong, các ngươi cũng có thể cầm ra phục vụ giả lễ phép tới. Nói, Diệp Thần Phong cùng Phương Nam Tường chúng nhân cùng đi vào quán rượu trong, hắn không đáng cùng những tiểu nhân vật này tính toán. Chương 735, Lan. Tử Kim Hán tức cửa hai gã bảo an, bị Diệp Thần Phong vỗ nhẹ nhẹ phách vai sau đó, bọn họ hai cái thiếu chút nữa là một mông ngồi dưới đất, người thanh niên này thế nhưng liền Phương Nam Tường đều muốn cung kính xưng hô một tiếng Diệp thiếu người a. Bọn họ hai cái không những không biết sống chết ngăn cản Diệp Thần Phong đường đi, tại trong lời nói còn đúng Diệp Thần Phong như vậy không khách khí, may mắn là Diệp Thần Phong không có cùng bọn họ hai cái tính toán, bất quá, cái này cũng đầy đủ để cho bọn họ hai cái kinh hồn bạt vía, trên trán bốc lên ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột. Mà một bên cái kia trung niên người mập nhìn Diệp Thần Phong chúng nhân đi vào Tử Kim Hán tước hình bóng, hắn không còn có vừa rồi trào phúng Diệp Thần Phong chỉ cao khí ngang, sắc mặt tái nhợt lợi hại, mập mạp thân thể hơi run rẩy. Hắn trăm triệu không nghĩ tới cái này không có thẻ hội viên thanh niên, dĩ nhiên là cái này đẳng nhượng Phương Nam Tường đều muốn cung kính đối đãi đại nhân vật. Bị hủy bỏ Tử Kim Hán tước hội viên không sao cả, trung niên người mập quan tâm là hắn ngày hôm nay đắc tội Diệp Thần Phong, như vậy Phương Nam Tường có thể hay không đối phó hắn đi. Nếu như Phương Nam Tường sẽ đối phó lời của hắn, như vậy hắn tại Thiên Hải nhất định là lăn lộn không nổi nữa. Trung niên người mập lập tức muốn đi vào Tử Kim Hán tước trong, đi cấp Diệp Thần Phong xin lỗi, bất quá, bị cửa hai gã bảo an cản lại, vừa rồi nếu không cái tên mập mạp này châm ngòi thổi gió, cái này hai gã bảo an đối đãi Diệp Thần Phong giọng nói có lẽ sẽ hiền lành một chút, hiện tại bọn họ đương nhiên không hội đúng cái này trung niên người mập khách khí. Ngươi đã không phải là Tử Kim Hán tước hội viên, cho nên ngươi không có tư cách đi vào Tử Kim Hán tước bên trong, nếu như ngươi dám ở chỗ này quấy rối. Ta lập tức gọi người. Một tên trong đó bảo an tức giận đúng trung niên người mập quát dẹp đường. Trung niên người mập nghe được bảo an lời nói sau, hắn biết nếu như lại bị hiểu lầm thành quấy rối, chỉ sợ hắn liền sống đi ra Thiên Hải cơ hội cũng không có, vì vậy chỉ có thể ôm một bên nồng trang tươi đẹp mặt nữ nhân chuẩn bị ly khai. Tên nồng trang đôi mắt nữ nhân trực tiếp phung trung niên người mập một bạt tai, mắng, người cái này cũng gọi là có thực lực. Cấp lão nương cút sang một bên. Lão nương không có thời gian tại trên người ngươi lãng phí thời gian. Tại nồng trang tươi đẹp mặt nữ nhân cấp trung niên người mập một bạt tai thời gian, Diệp Thần Phong cùng Phương Nam Tường đám người đã đi tới Tử Kim Hán tước ghế lô, Phương Nam Tường tại lúc ăn cơm, đưa ra như cũ muốn đi theo Diệp Thần Phong. Đồng dạng hắn cũng xem xét tiếp nhận hắn hiện tại vị trí người nối nghiệp. Diệp Thần Phong biết Phương Nam Tường có thể là thấy được Hổ Ca cùng Thiết Ngưu thực lực. Cho nên mới để xuống Thiên Hải sở hữu tất cả, lần thứ hai muốn đi theo hắn, cái này nếu là Phương Nam Tường ý nguyện của mình, như vậy Diệp Thần Phong cũng không hề gì tốt không đáp ứng, đẳng lần này trở lại kinh thành thời gian, nhượng Phương Nam Tường cũng gia nhập phong vệ đội là được. Cái này một bữa trưa là ăn đặc biệt tận hứng. Dù sao Diệp Thần Phong cùng Phương Nam Tường thời gian dài như vậy không gặp, hai người khó tránh khỏi hội ngươi một chén ta một chén kính rượu. Nhớ lại trước đây Diệp Thần Phong vừa sáng lập thắng thiên hội thời gian tràng cảnh. Tại ăn xong rồi bữa cơm này sau đó, Diệp Thần Phong liền trực tiếp hồi Thiên Hải biệt thự đi gặp Triệu Uyển Đình đẳng nữ nhân. Ngày kế, thiên còn tảng sáng thời gian. Hổ Ca lái một chiếc thương vụ xa hành xử tại trên xa lộ cao tốc, lần này không riêng gì Diệp Thần Phong cùng Vương Phỉ Phỉ đi cúng tế. Liền Triệu Uyển Đình, Hàn Sơ Tuyết cùng Đường Hân cũng cùng đi. Diệp Thần Phong chúng nhân ngồi ở thương vụ xe chỗ ngồi phía sau, tối hôm qua Diệp Thần Phong lại đang cái này bốn cái trên người nữ nhân siêng năng canh tác một phen, hắn không có tướng bị thương sự tình nói cho Triệu Uyển Đình đẳng bốn nữ, dù sao trên người bây giờ tổn thương cũng khá, tướng loại chuyện này nói cho các nàng biết, cái này cũng sẽ chỉ làm các nàng lo lắng mà thôi. Tại cao tốc lái trên đường 3-4 cái tiếng đồng hồ sau,
Hổ Ca lái Thương Vụ lái xe hạ đường cao tốc. Bọn họ đã tới Vận Thành trong phạm vi. Trước đây Diệp Thần Phong lần đầu tiên tới Vận Thành thời gian, là tới nơi này tiếp thu Vận Thành đệ nhất bang hội Thiên Đao hội, cái này cũng thúc đẩy Diệp Thần Phong biết Phương Phỉ Phỉ nha đầu này. Ngày hôm qua đang cùng Phương Nam Tường lúc ăn cơm, Diệp Thần Phong thuận tiện từ Phương Nam Tường khẩu trung biết một chút hiện nay Thắng Thiên hội tại Vận Thành tình huống, trước đây Thắng Thiên hội thế lực lan tràn đến Vận Thành tới thời gian, có thể nói là đặc biệt nhẹ nhõm, bởi vì lúc đó Thiên Đao hội đã bị Diệp Thần Phong cấp tiếp nhận rồi. Thiên Đao hội biết được Thắng Thiên hội cái này ngoại lai bang hội là Diệp Thần Phong sáng lập sau đó, không những không có khó xử Thắng Thiên hội người. Trái lại bang Thắng Thiên hội người đang Vận Thành thành lập thế lực. Bây giờ Vận Thành thế lực dưới đất do Thắng Thiên hội cùng Thiên Đao hội hai đại bang hội chiếm cứ, cái này hai đại bang hội quan hệ vẫn đều đặc biệt hòa hợp, mà Vận Thành cái khác tiểu bang hội cũng dần dần bị cái này hai đại bang hội cấp tóm thâu, tại Vận Thành Thắng Thiên hội cùng Thiên Đao hội nghiễm nhiên trở thành liên minh. Ngay cả địa phương rất nhiều quan viên đều muốn cho bọn hắn thể diện. Vương Phỉ Phỉ ra ra bị an táng địa phương tên là Vĩnh Đức Nghĩa Địa Công Cộng, Hổ Ca lái xe đến Vận Thành cảnh nội sau, hắn không có đi quấy rối đằng sau cùng chúng nữ tại nói chuyện trời đất Diệp Thần Phong. Mà là mở ra hướng dẫn hệ thống, tại hướng dẫn hệ thống dưới sự chỉ huy, nửa giờ sau, Hổ Ca lái xe Thương Vụ xe đã tới Vĩnh Đức Nghĩa Địa Công Cộng. Tịnh dừng xe ở Vĩnh Đức Nghĩa Địa Công Cộng bên ngoài bãi đỗ xe. Sau đó lập tức xuống xe cung kính bang Diệp Thần Phong chúng nhân mở cửa xe. Vĩnh Đức Nghĩa Địa Công Cộng là một cái lưng sơn mặt nước địa phương, ở đây thật có thể xưng là một khối phong thủy bảo địa, năm đó còn là Diệp Thần Phong bang Vương Phỉ Phỉ ra ra chọn cái chỗ này an táng. Phỉ Phỉ, chúng ta đi nhìn ra ra ngươi đi. Diệp Thần Phong đúng bên cạnh Vương Phỉ Phỉ nói rằng, nguyên bản tâm tình cũng không tệ lắm Vương Phỉ Phỉ, lại đi xuống xe trong nháy mắt. Tâm tình của nàng lập tức biến được bi thương lên, trong đầu nhớ lại đã từng nàng và ra ra nàng các loại hình ảnh, trong lòng nàng thì có loại khó chịu không nói ra được, viền mắt cũng lập tức biến được đỏ rực. Triệu Huyền Đình, Hàn Sơ Tuyết, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ tại Vĩnh Đức Nghĩa Địa Công Cộng xuất hiện, không thể nghi ngờ trở thành nơi này một ngọn gió cảnh tuyến, tuy rằng hôm nay tới ở đây cúng tế người không nhiều lắm, nhưng vẫn là có top 5 top 3 người. Rất nhiều đạo toàn bộ ánh mắt hướng Diệp Thần Phong bọn họ bên này tập trung qua đây, điều này làm cho Diệp Thần Phong không nén nổi nhíu mày một cái. Hổ Ca ở một bên cung kính hỏi, Diệp Thiếu, ta có muốn hay không đi nhượng những người đó quản tốt hai mắt của mình? Diệp Thần Phong khoát tay áo, nói rằng, Tiểu Hổ, hôm nay là tới cúng tế Phỉ Phỉ ra ra, có thể không phức tạp cũng không cần phức tạp. Là, Diệp Thiếu, Hổ Ca gật đầu lên tiếng. Thế nhưng, thường thường ngươi không muốn gây phiền toái thời gian, phiền phức liền sẽ chủ động chọc ngươi. Tại Diệp Thần Phong đám người cách đó không xa, có bốn cái trang phục rất quái dị thanh niên, không chỉ tóc nhuộm được đặc biệt không phải chủ lưu, ngay cả bộ dáng của bọn họ dáng dấp rất là không phải chủ lưu. Trong đó dẫn đầu một gã thanh niên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong bên cạnh Triệu Uyển Đình đẳng nữ nhân, đúng bên người ba người, nói rằng cái này bốn nữ nhân tuyệt đối là cực phẩm. Là ta lớn như vậy gặp qua nhất nữ nhân xinh đẹp, ngày hôm nay vận khí của chúng ta tới, chúng ta cũng vừa vặn có bốn người. Đại Lực Ca, ngươi xác định chúng ta muốn làm như vậy. Đối phương có thể hay không có chút địa vị, một gã thanh niên mở miệng hỏi. Dẫn đầu cái này tên được xưng là Đại Lực Ca thanh niên, tên đầy đủ là Đinh Đại Lực, hắn là Vận Thành Thắng Thiên hội chung một gã tiểu đầu mục, tuy rằng không tính là quyền lợi bao lớn. Thế nhưng tại Vận Thành rất nhiều địa phương đều xài được. Đinh Đại Lực khinh thường nói, các ngươi chẳng lẽ là óc heo sao? Tại Vận Thành Thắng Thiên hội cùng Thiên Đao hội chung, có thể lên được trình tự người ta đều là đã gặp, còn có Vận Thành rất nhiều quan viên ta cũng cùng bọn họ đã từng quen biết, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nhân vật như thế, bọn họ nên là từ phần đất bên ngoài tới. Đinh Đại Lực nhìn Triệu Huyền Đình đẳng nữ nhân vóc người cùng hình dạng, nuốt nước miếng một cái. Tiếp tục nói, lại nói, cho dù bọn họ tại cái khác thành thị là có điểm thân phận người, có thể nơi này là Vận Thành, là địa bàn của chúng ta, các ngươi chẳng lẽ không muốn hưởng thụ một chút bốn cái nũng nịu mùi vị của nữ nhân? Gặp Đinh Đại Lực vừa nói như vậy, mặt khác ba gã thanh niên cũng không lại bận tâm cái gì, lập tức điểm gật đầu, nói rằng, chúng ta đều nghe Đại Lực ca ngươi. Giữa lúc Diệp Thần Phong chúng nhân hướng tới Vĩnh Đức Nghĩa Địa Công Cộng bên trong đi đến thời gian, Đinh Đại Lực chúng nhân ngăn cản Diệp Thần Phong đường đi của bọn họ,
nhìn đến Ninh Đại Lực đám người trên mặt buồn nôn dáng tươi cười, cùng với loại nhìn chằm chằm Hàn Sơ Tuyết đẳng bốn nữ khát vọng ánh mắt, ngay cả kẻ ngu si đều có thể đủ đoán ra Đinh Đại Lực chúng nhân trong lòng đang đánh tâm tư gì. Cái này trên thế giới không có tự biết rõ tiểu nhân vật thật sự là nhiều lắm, ngày hôm qua Diệp Thần Phong tại Thiên Hải gặp trung niên người mập, ngày hôm nay lại gặp cái này bốn con ruồi, Diệp Thần Phong bọn họ là tới cúng tế, cho nên không muốn ở chỗ này làm ra máu tươi tới. Lan, cấp ta lan. Hổ ca gặp Diệp Thần Phong mặt thượng lộ ra biểu tình không vui, hắn lập tức tướng thể nội thiên giai khí thế cấp tăng lên lên, hướng Ninh Đại Lực chúng nhân tức giận quát. Hổ ca thiên giai thượng phẩm khí thế lại thế nào lại là Đinh Đại Lực đẳng cái này loại bình thường người có thể ngăn cản. Đinh Đại Lực chúng nhân bị cái này vừa hô, dưới chân bước chân mất thăng bằng, một mông té lăn quay trên mặt đất. Hổ ca nếu không biết Diệp Thần Phong không muốn ở chỗ này nhìn thấy máu tươi, hắn đã sớm xuất thủ tướng Đinh Đại Lực mấy cái này ngu ngốc giải quyết, tại hổ ca xem ra cái này trên thế giới không có bất cứ người nào, có thể tại hắn lão đại Diệp Thần Phong trước mặt càn rỡ. Chương 736, Đinh Đại Lực phẫn nộ. Hổ ca cái này gầm lên giận dữ, truyền khắp Vĩnh Đức Nghĩa Địa công cộng toàn bộ quảng trường, này nguyên bản ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Triệu Uyển Đình đẳng bốn nữ người, nhìn đến Đinh Đại Lực bốn người bọn họ bị gầm lên giận dữ tự chấn đắc té lăn quay trên mặt đất, những này người lập tức tướng thu hồi ánh mắt lại, bọn họ bị hổ ca cấp chấn nhiếp. Diệp Thần Phong không có đứng ra nói bất luận cái gì ngôn ngữ. Chỉ là lẳng lặng cùng Triệu Uyển Đình đẳng bốn nữ ở một bên nhìn, bởi vì hắn biết hổ ca có thể tướng chuyện nơi đây xử lý tốt. Hổ ca gặp Đinh Đại Lực bọn bốn người một mông té lăn trên đất sau, hắn mặt âm trầm quát dẹp đường, lập tức từ lão đại ta trước mặt tiêu thất, chúng ta ngày hôm nay là tới nơi này cúng tế, lão đại ta không muốn ở chỗ này nhìn thấy máu tươi. Ngồi dưới đất Đinh Đại Lực bọn bốn người trong đầu ông tác hưởng, mông thượng là đau rát đau nhức, thất thần tốt một lúc sau. Bọn họ tài một đám tỉnh lại, nghĩ khởi mới vừa rồi bị gầm lên giận dữ tựu sợ đến như vậy tử, Đinh Đại Lực cảm thấy đặc biệt mất mặt, hắn dầu gì cũng là vận thành thắng thiên hội chung một cái tiểu đầu mục, bình thường đi tới chỗ nào có ai không để cho hắn một ít thể diện. Đinh Đại Lực vội vàng từ dưới đất đứng lên, ánh mắt biến được âm trầm rất nhiều, cười lạnh nói, xem ra các ngươi cũng không là vận thành người đi. Các ngươi biết thắng thiên hội sao? Các ngươi biết ta Đinh Đại Lực là ai chăng? Ta Đinh Đại Lực là thắng thiên hội thành viên, chỉ cần ta một câu nói, các ngươi tựu đừng hòng muốn sống ly khai vận thành. Chu Vi ôm xem náo nhiệt tâm tính người, đang nghe thắng thiên hội cái này ba cái tự sau, bọn họ lập tức giải tán lập tức, thắng thiên hội tại vận thành danh khí thế nhưng đặc biệt vang dội, phàm là đắc tội thắng thiên hội người, 100% không có tốt kết cục, cho nên những này người cũng không muốn bị vạ lây cá trong chậu. Đứng sau lưng Đinh Đại Lực mặt khác ba cái thanh niên, bọn họ khi nhìn đến chu vi cái khác người cái này loại sợ hãi phản ứng sau, trên mặt bọn họ lập tức lộ ra đắc ý thần sắc, một đám sôi nổi lên tiếng. Chúng ta Đại Lực ca tại thắng thiên hội trung thế nhưng rất có địa vị, ngày hôm nay các ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Chúng ta Đại Lực ca có thể coi trọng cái này bốn nữ nhân, cái này là các nàng đời trước đã tu luyện phúc khí. Vừa rồi bút chướng này ta nghĩ chúng ta nên phải thật tốt tính một lần. Nguyên bản chúng ta Đại Lực ca thầm nghĩ muốn nhượng cái này bốn nữ nhân bồi bồi hắn. Hiện tại chúng ta không chỉ muốn nhượng cái này bốn nữ nhân bồi, các ngươi còn phải muốn thường cho ta tiền thuốc men, các ngươi. Diệp Thần Phong trực tiếp cắt đứt cuối cùng một thanh niên lời nói, hắn bây giờ không có hứng thú cùng những. Này người nét mực, lại mà hắn nghe thế cái gì Đại Lực ca dĩ nhiên là thắng thiên hội thành viên. Cái này càng nhượng hắn tâm tình không tốt. Lúc nào thắng thiên hội liền cái này loại a miêu a cẩu đều thu. Tuy rằng Diệp Thần Phong bây giờ không lại đi quản thắng thiên hội sự tình, thế nhưng thắng thiên hội dù sao cũng là hắn sáng lập bang hội. Thắng thiên hội chung có cái này loại bại hoại tồn tại, khó tránh khỏi sẽ làm hắn cảm giác một con chuột phân phá hủy hỗn loạn. Tiểu hổ, phế đi bọn họ, bất quá ta không muốn gặp lại huyết. Diệp Thần Phong đạm nhiên đúng hổ ca nói rằng, hổ ca tại nhận đến Diệp Thần Phong mệnh lệnh sau, không có cho. Nữa Đinh Đại Lực chúng nhân cơ hội nói chuyện, dùng tốc độ nhanh nhất xoay đoạn Đinh Đại Lực chúng nhân một điều cánh tay cùng một chân. Sau đó tướng những, này người cấp hung hăng ném ra ngoài, trong lúc này Đinh Đại Lực đẳng trên thân người quả nhiên liền một giọt huyết đều không có chảy ra. Diệp Thần Phong nhìn phía xa té trên mặt đất nói lầm bầm gào thảm Đinh Đại Lực chúng nhân,
hắn đúng Hổ Ca nói rằng, tiểu Hổ, đảng cúng tế xong Phỉ Phỉ ra ra sau đó, người giúp ta liên lạc một chút vận thành Thắng Thiên Hội người phụ trách, ta đảo muốn hỏi một chút hắn là thế nào xử lý Thắng Thiên Hội. Tốt, Diệp Thiếu, Hổ Ca rất cung kính hồi đáp. Diệp Thần Phong không có lại đi để ý tới Đinh Đại Lực mấy cái này tiểu nhân vật. Cùng Vương Phỉ Phỉ đi vào Vĩnh Đức Nghĩa Địa Công Cổng Trong, đi tới Vương Phỉ Phỉ ra ra trước mộ bia, tướng trước đó chuẩn bị xong cúng tế đồ dùng bỏ vào trước mộ bia. Vương Phỉ Phỉ khi nhìn đến trên mộ bia trương quen thuộc mà ấm áp ảnh chụp thời gian, nàng viên mắt chung nước mắt lại cũng là không nhịn được, tại không có gặp phải Diệp Thần Phong trước, nàng là cùng ra ra của nàng sống nương tựa lẫn nhau, thời điểm đó nàng là một cái buộc tóc đuôi ngựa biển, kiêu ngạo. Quật cường, sẽ không dễ dàng cúi đầu. Chỉ nỗ lực vì để cho Gia Gia nàng qua thượng còn cuộc sống nữ sinh. Gia Gia, Phỉ Phỉ tới thăm ngươi, Phỉ Phỉ tới thăm ngươi. Vương Phỉ Phỉ nghẹn ngào thấp giọng trừ khớp nói. Diệp Thần Phong tại Vương Phỉ Phỉ bên cạnh quỳ xuống, ôn nhu vỗ vỗ Vương Phỉ Phỉ phía sau lưng, đúng trước mặt mộ bia nói rằng, Phỉ Phỉ Gia Gia. Ngài yên tâm đi, sau đó ta sẽ thế ngài chiếu cố tốt Phỉ Phỉ, tuyệt đối sẽ không để cho nàng đã bị bất kỳ ủy khuất gì. Vương Phỉ Phỉ cảm thụ được Diệp Thần Phong bàn tay ấm áp, nàng còn nói thêm, Gia Gia. Ta hiện tại quá rất hạnh phúc, Thần Phong ca ca đối với ta rất tốt, ngài không cần lo lắng cho ta. Vương Phỉ Phỉ tại trước mộ bia nói rất nhiều gần nhất về chuyện của hắn, nàng muốn nhượng dưới đất Gia Gia giải nàng hiện tại hết thảy tất cả. Đồng dạng Triệu Huyền Đình, Hàn Sơ Tuyết, Đường Hân cùng Hổ Ca, bọn họ cũng cho Vương Phỉ Phỉ Gia Gia dập đầu lại ba cái. Vương Phỉ Phỉ khoảng chừng tại trước mộ bia nói liên miên cằn nhằn một giờ, sau đó, Diệp Thần Phong bọn họ cái này tài ly khai Vĩnh Đức Nghĩa Địa Công Cộng, rời đi Vĩnh Đức Nghĩa Địa Công Cộng thời gian, phát hiện bị phế một cước cánh tay cùng một chân Đinh Đại Lực chúng nhân sớm không thấy. Diệp Thần Phong bọn họ không có lập tức hồi Thiên Hải, mà là lái xe đi Vương Phỉ Phỉ cùng Gia Gia nàng đã từng chỗ ở, Vương Phỉ Phỉ muốn đi nơi nào nhìn. Nơi đó là một chỗ triệt đầu triệt đuôi khu dân nghèo. Phóng nhãn nhìn lại đều là từng ngọn thấp bé nhà trệt, một tháng tiền thuê chỉ cần 400-500 mà thôi, đã từng Diệp Thần Phong bang Vương Phỉ Phỉ tại Vận Thành mua một bộ nhà, đơn giản đem Vương Phỉ Phỉ cùng Gia Gia nàng ở phá cũng nhà trệt cũng cho ra mua, hắn biết ở đây thừa tái Vương Phỉ Phỉ cùng Gia Gia nàng cảm tình. Hổ Ca mở ra thương vụ xe tới nơi này chỗ khu dân nghèo, đường Vương Phỉ Phỉ đi xuống xe, nhìn đến đã từng quen thuộc nhà trệt sau, mắt của nàng vành mắt một lần nữa hồng. Nàng từ trong túi quần lấy ra chìa khóa, mở ra trước mặt một đống phá cũng nhà trệt môn, có thể là thời gian dài không ai xử lý, tại mở cửa trong nháy mắt, một cổ khó nghe vị từ nhà trệt trong vọt ra. Triệu Huyền Đình đằng tam nữ cùng Vương Phỉ Phỉ đi vào nhà trệt trong, mà Diệp Thần Phong lại rơi ở phía sau một bước, Hổ Ca tại Diệp Thần Phong bên cạnh thấp giọng nói rằng, lão đại, dọc theo con đường này đều có người ở theo dõi chúng ta vừa rồi không muốn quấy rầy tẩu tử môn. Cho nên mới làm bộ không có phát giác, ta hiện tại có muốn hay không đi giải quyết bọn họ. Diệp Thần Phong kỳ thực cũng sớm liền phát hiện có người theo dõi, thật sự là đối phương kỹ thuật theo dõi quá kém, hắn khoát tay áo tay, nói rằng, tiểu Hổ, Toán, đều là một ít nhảy nhót vai hề, đợi hội ăn xong rồi bữa trưa, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút Phương Ca Vận Thành Thắng Thiên Hội người phụ trách là ai. Ta buổi tối muốn cùng hắn gặp một mặt. Nói xong. Diệp Thần Phong liền cũng đi vào trước mặt phá cũng nhà trệt trong, bình trong phòng không gian đặc biệt chật hẹp, với lại lấy ánh sáng tính quá kém, lại đi tiến chỗ này nhà trệt sau đó, tổng cấp người một loại âm lãnh cảm giác. Nhìn Vương Phỉ Phỉ nhẹ nhàng vuốt ve nhà trệt trong phá cũ gia cụ, Diệp Thần Phong tại trong lòng làm một cái quyết định, hắn không lâu sau đó tự lại muốn đi vào cổ võ giới, với lại lần này tiến nhập cổ võ giới nên muốn 2 năm thời gian. Cho nên hắn mở miệng nói rằng, ngày hôm nay chúng ta liền bồi Phỉ Phỉ ở tại nơi này đi. Chúng ta cùng nơi tướng gian nhà quét tước, cũng không ra đi ăn cơm, nhưng tiểu Hổ đi trong siêu thị mua ít thức ăn, tự chúng ta động thủ làm. Triệu Huyền Đình, Hàn Sơ Tuyết cùng Đường Hân đặc biệt thiện giải nhân ý, một đám giơ tay đồng ý đề nghị của Diệp Thần Phong, vì vậy đại gia hỏa bắt đầu bận rộn, mà Vương Phỉ Phỉ là cảm động không được, nước mắt lần thứ hai ào ào chảy xuống. Cự ly chỗ này khu dân nghèo cách đó không xa một điều lối đi bộ, cập bến một chiếc bạch sắc taxi minibus, tại chiếc này bánh mì ngồi trên xe một cái 20 nhiều tuổi nam nhân, tên nam tử này người một tay trung cầm kính viễn vọng, một khác cầm trong tay điện thoại di động,
tự cấp Đinh Đại Lực gọi điện thoại đi. Vận thành nơi nào đó trong bệnh viện. Đinh Đại Lực cùng hắn ba cái thủ hạ tay phải cùng trên chân phải cột giày giày thạch cao. Đinh Đại Lực tại nhận đến theo dõi người điện thoại sau, biết được Diệp Thần Phong bọn họ đi khu dân nghèo, bọn họ trong lòng tự càng không cho là đúng, mặt thượng lộ ra âm ngoan thần sắc, khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt được đi. Đinh Đại Lực khẩu trung tức giận nói rằng, đơn đả độc đấu chúng ta không phải là đối thủ, thế nhưng bây giờ xã hội này còn lưu hành đơn đả độc đấu sao? Có dũng khí phế đi ta Đinh Đại Lực cử động, ta muốn nhất định phải để cho bọn họ đi không ra vận thành, ta nhất định muốn làm tử bốn cái tiện nữ nhân. Chương 737, một sai đến cùng. Vận thành Thắng Thiên Hội bây giờ hội trưởng là trước đây Thiên Hải Thắng Thiên Hội một gã thành viên trung tâm, bây giờ cũng tự 27-28 tuổi dáng dấp, tên là Liễu Hạo Quảng. Trước đây Liễu Hạo Quảng bị an bài đi tới vận thành phát triển thế lực, đây đối với Liễu Hạo Quảng mà nói là một chuyện may mắn, dù sao vận thành đệ nhất đại bang hội Thiên Đao Hội, sớm bị Diệp Thần Phong cấp tiếp thu, cho nên nói trước đây Liễu Hạo Quảng thị phi thường dễ ngay vận thành thành lập được Thắng Thiên Hội thế lực. Đến nỗi Thiên Đao Hội, trước đây Diệp Thần Phong tại tiếp thu Thiên Đao Hội sau, tướng Thiên Đao Hội tạm thời giao cho Thiên Đao Hội trung tên là Lương Vĩ Bình một gã nguyên lão quản lý, bởi Lương Vĩ Bình tuổi tác đã cao, tại 7-8 tháng trước tướng Thiên Đao Hội quyền quản lý giao cho con trai của hắn Lương Mộc Phàm. Lương Mộc Phàm bây giờ cũng tự 37-38 tuổi, ngược lại cũng là một cái người có năng lực, tại hắn thượng vị sau đó, cùng Thắng Thiên Hội Liễu Hạo Quảng đi càng gần. Có thể nói Lương Mộc Phàm cùng Liễu Hạo Quảng trở thành chân chính huynh đệ. Ngày hôm nay Lương Mộc Phàm cùng Liễu Hạo Quảng đi vận thành bên cạnh một tòa thành thị, bọn họ hai cái chuẩn bị liên thủ tại trong tòa thành này khai phá một ít hành nghiệp đi ra, bây giờ lăn lộn thế lực dưới đất, trong tay không có rất nhiều tài chính thế nào có thể đi ni. Lương Mộc Phàm cùng Liễu Hạo Quảng cùng địa phương vài cái chủ yếu quan viên ăn một bữa, đồng thời tại trên bàn rượu sơ thông thoáng cái quan hệ sau đó. Bọn họ hai cái tỉnh không có lập tức hồi vận thành, mà là tìm một gia trà lâu, hai người tại ghế lô thích hí phẩm khởi trà. Liễu Hạo Quảng là một cái thế bản thốn đầu, thân thể rất to tráng nam nhân, mà Lương Mộc Phàm cùng Liễu Hạo Quảng tướng so trên người nhiều một cổ thư sinh khí tức, hai người mặt đối mặt ngồi ở trước khay trà. Một gã mặc sườn xám cổ điển nữ nhân quỳ một chân trên đất, một cái trình tự ngâm trà, tại trà phao sau khi xong. Cái này tên ăn mặc sườn xám nữ nhân, phân biệt ưu nhã bang Liễu Hạo Quảng cùng Lương Mộc Phàm đảo một chén nhỏ. Liễu Hạo Quảng hướng sườn xám nữ nhân phất phất tay, nói rằng, người đi ra ngoài trước đi. Có cần muốn chúng ta sẽ gọi ngươi. Sườn xám nữ nhân ưu nhã khom người chào sau đó, liền chậm chậm thối lui ra khỏi ghế lô nội. Lương hội trưởng, xem ra lần này chuyện của chúng ta đặc biệt thuận lợi, bây giờ xã hội này chỉ cần có tiền. Trên cơ bản bất cứ chuyện gì đều có thể đủ làm được. Liễu Hạo Quảng cầm lấy chén trà hơi nhấp một miếng cười nói. Lương Mộc Phàm khoát tay áo, nói rằng, Liễu hội trưởng, ta có thể không kham nổi tiếng xưng hô này à. Hay nhất tại ngươi cho ta xưng hô tiền lại thêm một cái chữ phó. Trước đây Diệp Thần Phong muốn tướng Thiên Đao Hội tạm thời giao cho phụ thân của Lương Mộc Phàm Lương Vĩ Bình xử lý thời gian, Lương Vĩ Bình là một cái kình cự tuyệt. Cuối cùng chỉ là đáp ứng tạm thời trước đảm nhiệm Thiên Đao Hội phó hội trưởng, đến nỗi hội trưởng vị thủy chung là lưu cho Diệp Thần Phong. Trước đây Diệp Thần Phong xông vào Thiên Đao Hội, sử xuất quỷ dị thủ đoạn sát nhân. Một vài bức hình ảnh Lương Mộc Phàm cho tới bây giờ vẫn như cũ là ký ức hãy còn mới mẻ đi. Cho nên có chút sự tình hắn không dám đi xúc phạm. Lương huynh, ta xem ngươi chỉ do là quá lo lắng, Diệp hội trưởng liền Thắng Thiên Hội đều không rảnh tới xử lý. Tại sao sẽ ở hồ các ngươi Thiên Đao Hội ni? Cho nên cái này hội trưởng vị ngươi nhất định là cả đời muốn ngồi xuống. Liễu Hạo Quảng đúng trước đây Thiên Đao Hội sự tình cũng biết một ít. Liễu hội trưởng, bất kể nói như thế nào, Diệp hội trưởng là ta tôn kính người. Thắng Thiên Hội quật khởi quả thực chính là một cái thần thoại, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp hội trưởng có thể tại ngắn ngủi vài năm thời gian nội, nhượng một cái mới xây lập bang sẽ trở thành quốc nội đệ nhất đại bang hội. Lương Mộc Phàm phát ra từ nội tâm nói rằng, cái này một điểm ta ngược lại cũng đồng ý, trước đây ta chẳng qua là một tên côn đồ mà thôi, ta thấy tận mắt Thắng Thiên Hội quật khởi, Diệp Thiếu là sở hữu Thắng Thiên Hội thành viên thần trong con mắt. Liễu Hạo Quảng điểm gật đầu nói, giữa lúc Liễu Hạo Quảng cùng Lương Mộc Phàm trò chuyện lúc cao hứng, trong tay của hắn tiếng chuông đột nhiên vang lên.
khi nhìn đến là một cái số xa lạ đánh tới thời gian, hắn chân mày nhìn không được nhíu nhíu, bất quá, hắn còn là nhận nghe điện thoại. Tại nhận nghe điện thoại sau đó, khởi điểm Liễu Hạo Quảng y nguyên vẫn duy trì ban đầu biểu tình, thế nhưng theo thời gian trôi qua, trên mặt hắn biểu tình sản sinh biến hóa, cầm điện thoại di động tay đều đang hơi run. Cú điện thoại này là Hổ Ca đánh tới, Hổ Ca tại trong điện thoại cũng không có nói lời thừa thải, chỉ là truyền đạt Diệp Thần Phong ý tứ, nói Diệp Thần Phong buổi tối muốn gặp hắn một lần. Ngồi ở đối diện Lương Mộc Phàm khi nhìn đến Liễu Hạo Quảng thần sắc biến hóa sau đó, đợi được Liễu Hạo Quảng nói điện thoại, hắn nhìn không được hỏi, Liễu hội trưởng, là ai đánh tới? Tâm tình của ngươi hình như không đúng lắm. Liễu Hạo Quảng kích động nói, Diệp hội trưởng tới Vận Thành. Với lại buổi tối muốn gặp ta một mặt, ta hiện tại phải chạy về Vận Thành đi. Vừa nghe là Diệp Thần Phong đi tới Vận Thành, Lương Mộc Phàm cũng ngồi không yên, lập tức nói rằng, Liễu hội trưởng. Ta và ngươi cùng nơi trở về, nếu Diệp hội trưởng tới Vận Thành, như vậy ta cũng không có lý do gì không đi bái phỏng một cái. Vận Thành một gia xa hoa tư nhân hội sở phòng trong. Phùng Mậu Tài là Vận Thành Thắng Thiên Hội trong đó một cái phân hội sở quản lý người, Vận Thành Thắng Thiên Hội tổng cộng có 5 cái phân hội sở. Phùng Mậu Tài là một cái chừng 40 tuổi trung niên nam nhân, ngồi ở một trương thoải mái trên ghế salon, tại bắp đùi của hắn thượng còn ngồi một người mặc thưa thớt đầy ắp nữ nhân. Phùng Mậu Tài bàn tay không thành thật duỗi tiến nữ nhân váy ngắn trong lục lọi, chọc cho người nữ nhân này khẩu chung là không ngừng thở dốc yếu ớt. Phùng Mậu Tài cái này người bình thường không có cái gì đặc thù ham mê, duy nhất ham mê chính là thích nữ nhân, bị hắn làm bẩn cô gái đàng hoàng ngón tay cùng đầu ngón chân cộng lại đều số không xong. Phùng Mậu Tài nhìn trước mặt chống quải trượng Đinh Đại Lực, hắn từ Đinh Đại Lực khẩu chung biết cả kiện chuyện đã xảy ra, đương nhiên Đinh Đại Lực chết sống hắn không quan tâm, dù sao Đinh Đại Lực chỉ là Thắng Thiên Hội chung một cái tiểu đầu mục mà thôi. Hắn quan tâm là Đinh Đại Lực khẩu chung theo như lời 4 cái xinh đẹp như hoa nữ nhân. Nghe Đinh Đại Lực miêu tả cổ mê người kinh, Phùng Mậu Tài trong lòng không tâm động mới là lạ chứ. Lại mà nghe nói đám người kia tại Vận Thành khu dân nghèo, cái này nhượng Phùng Mậu Tài càng muốn đi làm xúc sinh sự tình. Đinh Đại Lực, người xác định 4 nữ nhân thật có người nói như thế hoàn mỹ sao? Phùng Mậu Tài ôn hòa hỏi một câu. Phùng Đại Ca. Ta Đinh Đại Lực dùng tính mạng của ta cam đoan, 4 nữ nhân tuyệt đối là mỹ nữ chung mỹ nữ, bây giờ bọn họ đem ta và huynh đệ của ta phế đi cử động, đây là bọn hắn chọc tới chúng ta Thắng Thiên Hội đầu đi lên, Phùng Đại Ca ngươi xuất thủ đoạt 4 nữ nhân, cũng không ai dám nói Phùng Đại Ca ngươi không phải. Đinh Đại Lực vuốt mông ngựa nói rằng, tốt, ta tự mình đi xem một chút, thuận tiện mang theo 5-60 cái huynh đệ. Phùng Mậu Tài gặp Đinh Đại Lực như vậy bảo đảm. Trong lòng là có chút không thể chờ đợi. Cùng lúc đó, Đinh Đại Lực tại đã gặp Phùng Mậu Tài sau đó, hắn lại ngựa không dừng vó đi Vận Thành một ngôi biệt thự trong. Kỳ thực cái này Đinh Đại Lực là Thiên Đao Hội trong đó một cái phân hội sở người quản lý nữ nhân đệ đệ, tên Thiên Đao Hội phân hội sở người quản lý tên là Kim Quang Lượng. Kim Quang Lượng bởi muốn tị hiềm, cho nên đem Đinh Đại Lực giới thiệu đến Thắng Thiên Hội bên trong đi. Không để cho Đinh Đại Lực trực tiếp gia nhập Thiên Đao Hội. Đinh Đại Lực tại đi vào biệt thự này trong đại sảnh sau, trong đại sảnh có một đôi vợ chồng trung niên, nam là Kim Quang Lượng, mà nữ chính là Đinh Đại Lực tỷ tỷ Đinh Xuân Hoa. Đinh Xuân Hoa nhìn thấy đệ đệ của mình bị người đánh thành cái này phó hình dạng, nàng lập tức năn nỉ chồng của nàng Kim Quang Lượng vì Đinh Đại Lực ra mặt. Đinh Đại Lực nguyên do tìm Thắng Thiên Hội Phùng Mậu Tài, lại tìm đến tỷ phu của hắn Kim Quang Lượng. Hắn vì chính là để ngừa vạn nhất Diệp Thần Phong chúng nhân thật có chút thân phận ni. Đến lúc đó Thắng Thiên Hội cùng Thiên Đao Hội toàn bộ dính líu vào, hắn thấy cho dù Diệp Thần Phong bọn họ có điểm thân phận cũng không làm nên chuyện gì. Đinh Đại Lực ủy khuất đúng Kim Quang Lượng cùng Đinh Xuân Hoa nói một lần cả kiện chuyện đã xảy ra, nhất là nhấn mạnh Diệp Thần Phong bọn họ hiện tại chỗ đặt chân là một chỗ khu dân nghèo, cái này càng nhượng Đinh Xuân Hoa phẫn nộ rồi. Nghe lão bà mình không dứt nói đâu đâu, Kim Quang Lượng thật sự là không chịu nổi, nếu đối phương chỉ là vài cái không có thân phận người, như vậy Kim Quang Lượng cũng tự không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói, Đại Lực, ta mang theo 5-60 cá nhân, cùng đi với ngươi một chuyến, giúp ngươi báo thù này là được. Cảm tạ tỷ phu, cảm tạ tỷ phu, Đinh Đại Lực một cái kình nói lời cảm tạ, trong ánh mắt lộ ra âm ngoan chi sắc, khóe miệng chậm chậm lộ ra một vòng dáng tươi cười.
Kỳ thực, không biết, Đinh Đại Lực loại hành vi này là tự tìm đường chết, là một sai đến cùng, không còn có xoay người cơ hội, với lại hắn cũng đem rất nhiều người cùng nơi kéo hạ nước. Chương 738, người ngu xuẩn nhiều lắm. Khu dân nghèo, một gian phá cũ nhà trẻ chật hẹp trong đại sảnh, để một chương tuy rằng rất sứt mẻ, thế nhưng bị lau đến khi rất sạch sẽ bàn vuông, tại trên bàn có một đạo đạo hương khí xông vào mũi thức ăn, cái này là Diệp Thần Phong cùng Triệu Uyển Đình đẳng bốn nữ nhân cộng đồng kiệt tác. Nguyên bản Hổ Ca không muốn quấy rối lão đại và tẩu tử Môn Thiên Luân chi lạc, thế nhưng Diệp Thần Phong đối đãi huynh đệ của mình luôn luôn là không phản đối, mệnh lệnh Hổ Ca cùng nơi ngồi xuống đi ăn. Hổ Ca cũng biết mình lão đại là cái không câu nệ tiểu tiết người, nếu lão đại đều như thế lên tiếng, như vậy hắn cũng sẽ không kiểu cách nữa. Hổ Ca một mặt ngụm lớn ăn trên bàn thức ăn, vừa nói, lão đại, ta vừa rồi đã gọi điện thoại cho Vận Thành Thắng Thiên Hội người phụ trách, đối phương nên tại chạy tới nơi này trên đường. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, nói rằng, tiểu hổ, Thắng Thiên Hội dù sao cũng là ta sáng lập bang hội. Ta phỏng chừng hiện nay mỗi cái thành thị Thắng Thiên Hội đều có cái này loại con sâu làm dầu nồi canh tồn tại, cho nên ta dự định nhượng ngươi và Thiết Ngưu đi mỗi cái thành thị dọn dẹp một chút, các ngươi có nguyện ý hay không? Hổ Ca vội vàng nuốt xuống khẩu chung cơm nước, nói rằng, lão đại, ngươi cái này là nói cái gì lời nói? Loại chuyện này ngươi chỉ cần phân phó một tiếng, ta và Thiết Ngưu nhất định là nguyện ý ra sức, chúng ta có thể có ngày hôm nay còn không phải đều bởi vì lão đại ngươi mà. Tiểu hổ, cái này kiện sự tình không nóng nảy, đẳng về tới Thiên Hải ngươi và Thiết Ngưu cùng nhau nữa tính toán, chúng ta ăn cơm trước đi. Diệp Thần Phong cười nói. Thần Phong, đợi một lát cơm nước xong, chúng ta cùng nơi đi dạo một chút Vận Thành đi. Ta vẫn là lần đầu tiên tới Vận Thành đi. Hàn Sơ Tuyết mở miệng nói rằng, nàng nhìn ra được Vương Phỉ Phỉ tâm tình không phải rất tốt, dự định dùng đi dạo phố tới phân tán thoáng cái Vương Phỉ Phỉ lực chú ý. Ta chống đỡ Sơ Tuyết tỷ tỷ đề nghị, Đường Hân nha đầu kia lập tức giơ tay lên phụ họa. Thần Phong, ăn no cơm đi dạo một chút đường phố cũng không tệ, người bồi chúng ta đi dạo phố số lần thế nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Triệu Uyển Đình chậm nhai tế nuốt tướng khẩu chung món ăn nuốt xuống trong bụng sau, đồng dạng mở miệng nói rằng. Tốt, ngày hôm nay ta tự triệt để tận một tận lão công nghĩa vụ, bất kể các ngươi mua nhiều ít đồ đạc đều do ta tới giúp ngươi môn mang theo. Diệp Thần Phong cũng biết cái này là Hàn Sơ Tuyết đẳng tam nữ muốn cho Vương Phỉ Phỉ mau sớm tướng tâm tình điều chỉnh xong. Tại cái đó Lạc Hòa Thuận vui vẻ ăn xong rồi một bữa sau bữa cơm trưa, đương Diệp Thần Phong chúng nhân mới vừa đi ra thấp bé nhà trệt thời gian, xa xa từng chiếc một taxi minibus tải hướng tới bên này lái tới. Taxi minibus chia làm hắc cùng bạch hai loại nhan sắc, nên là thuộc về hai nhóm người bất đồng. Cái này chừng 20 chiếc taxi minibus đình tại khu dân nghèo cửa vào chỗ, hắc sắc taxi minibus là Thiên Đao Hội Kim Quang Lượng nhân mã, bạch sắc taxi minibus là Thắng Thiên Hội Phùng Mậu Tài nhân mã. Kim Quang Lượng dẫn theo hơn 50 tên tiểu đệ, Phùng Mậu Tài đồng dạng cũng dẫn theo hơn 50 tên tiểu đệ. Kim Quang Lượng từ dẫn đầu một chiếc hắc sắc taxi minibus thượng đi xuống, chống quải trượng Đinh Đại Lực đi sát Kim Quang Lượng phía sau. Kim Quang Lượng vừa rồi đã từ Đinh Đại Lực khẩu chung biết được Phùng Mậu Tài cũng tham dự vào cái này kiện trong chuyện tới, nhìn đến từ bạch sắc taxi minibus thượng đi xuống Phùng Mậu Tài thời gian. Cười chào hỏi một tiếng, Phùng Huynh, chúng ta có thể có đoạn thời gian không có gặp mặt a. Kim Huynh, hôm nào chúng ta nhất định muốn cùng nơi ăn bữa cơm. Phùng Mậu Tài cũng khách khí đúng Kim Quang Lượng chào hỏi. Tiếp theo, Phùng Mậu Tài còn nói thêm, Kim Huynh. Người nhất định là vì Đại Lực tới ra mặt đi. Đại Lực là chúng ta Thắng Thiên Hội người, cái này không chính là vài cái khu dân nghèo rác rưởi sao. Người của ta tay chân đủ giải quyết rồi. Phùng Huynh, ta là Đại Lực tỷ phu, nếu Đại Lực bị người khi dễ, như vậy ta cái này làm tỷ phu nói như thế nào cũng phải muốn đứng ra đi. Nếu không ta Kim Quang Lượng có thể không có biện pháp tại Vận Thành lăn lộn đi xuống. Kim Quang Lượng thẳng sống lưng nói rằng. Tốt. Kim Huynh, chúng ta đây tự đi xem người nào dám chiêu thượng Thắng Thiên Hội cùng Thiên Đao Hội, ta xem bọn hắn thuần túy là không biết chữ chết là thế nào viết. Phùng Mậu Tài khí thế hung hăng nói rằng. Nói, Phùng Mậu Tài cùng Kim Quang Lượng liền cùng đi vào khu dân nghèo. Đinh Đại Lực đi theo cái này sau lưng của hai người, cái đó dư tiểu đệ tắc toàn bộ đi theo Đinh Đại Lực phía sau. Bởi,
Trước Đinh Đại Lực nhượng người theo dõi Diệp Thần Phong, cho nên hắn biết Diệp Thần Phong bọn họ đặt chân là kia một cái nhà trệt. Đứng tại bình cửa phòng Diệp Thần Phong, nhìn hướng bọn họ bên này đi tới một đám người, rất nhiều người tay trong đều cầm thiết côn cùng khảm đao, đồng thời hắn còn ở trong đám người thấy được chống quải trượng Đinh Đại Lực, nguyên bản phải bồi Vương Phỉ Phỉ đẳng nữ nhân đi dạo phố tâm tình. Bị những này ngu ngốc toàn bộ cấp trộn lẫn rơi. Lão đại, có muốn hay không ta xuất thủ tướng những này người giải quyết, Hổ Ca cung kính hỏi. Hắn biết cái này nhóm thế tới rào rạt nhân chung khẳng định có Thắng Thiên Hội thành viên, mà Thắng Thiên Hội là của hắn lão đại Diệp Thần Phong sáng lập, những này không biết sống chết cẩu vật cũng dám tướng đầu mâu nhắm ngay Thắng Thiên Hội người sáng lập. Trước không cần cấp động thủ, dù sao bọn họ là Thắng Thiên Hội thành viên, có lẽ là bị nhất thời che mắt cũng nói không nhất định. Đợi một lát đằng trước tiên ta hỏi rõ ràng lại nói. Diệp Thần Phong bình thản nói rằng, đi thuốc ở đằng trước Phùng Mậu Tài cùng Kim Quang Lượng, bọn họ khi nhìn đến Diệp Thần Phong bên cạnh bốn nữ nhân sau, nhất là thích nữ nhân Phùng Mậu Tài, hắn trong lòng thật không nhẫn nại được. Thật sự là Triệu Uyển Đình đẳng bốn nữ quá đẹp, Phùng Mậu Tài trải qua nhiều như vậy nữ nhân, có còn hay không hưởng thụ qua như vậy tuyệt sắc mỹ nữ ni. Lúc này hắn thật cảm thấy mình là tới đúng. Kim Quang Lượng đối với nữ nhân ham mê có thể sánh bằng Phùng Mậu Tài thu liễm nhiều. Thế nhưng tại hắn nhìn đến Triệu Uyển Đình đẳng nữ nhân tướng mạo sau, hắn cũng có loại muốn tướng Triệu Uyển Đình đẳng nữ nhân áp tại thân thể hạ xung động, nhịn không được mở miệng nói rằng, Phùng huynh, ta cũng biết ngươi trong lòng tại động tâm tư gì. Cái này bốn nữ nhân tuyệt đối là cực phẩm A, chúng ta từng người chọn hai cái, sau đó sẽ trao đổi, ngươi thấy thế nào? Phùng Mậu Tài thật con mẹ nó nghĩ một cái tát đập chết Đinh Đại Lực không có việc gì thông chi Kim Quang Lượng làm gì. Đối phương chỉ có hai nam nhân mà thôi, lẽ nào hắn cái này nhiều thủ hạ còn đặt bất bình sao? Nữ nhân xinh đẹp như vậy hắn đương nhiên là nghĩ bản thân một mình hưởng thụ, thế nhưng nếu Kim Quang Lượng đề nghị, như vậy hắn cũng phải cấp đối phương một ít thể diện, dù sao Kim Quang Lượng là Thiên Đao Hội trong đó một cái phân hội sở người quản lý. Kim huynh, cái này còn dùng được ngươi nói sao? Ngày hôm nay chúng ta buổi tối tựu thật tốt chơi với nhau chơi. Phùng Mậu Tài vừa cười vừa nói. Đi ở phía sau Đinh Đại Lực nghe được cái này đối thoại của hai người sau, lập tức mở miệng nói, tỷ phu, Phùng đại ca, đẳng hai người các ngươi hưởng thụ xong cái này bốn nữ nhân, hai người các ngươi có thể không thể đủ cấp tiểu đệ hát khẩu thang. Tiểu đệ ta bị biến thành bộ dáng này, cùng cái này bốn nữ nhân cũng có không tiểu quan hệ. Nhìn Đinh Đại Lực chống quải trượng hình dạng, làm Đinh Đại Lực tỷ phu Kim Quang Lượng đương nhiên là không có vấn đề. Mà Phùng Mậu Tài cũng đáp ứng Đinh Đại Lực yêu cầu, phản đúng là bọn họ hưởng thụ xong vứt nữa cấp Đinh Đại Lực, điều này làm cho Phùng Mậu Tài cũng không có cái gì không tốt tiếp nhận. Khi nhìn đến anh rể của mình cùng Phùng Mậu Tài đều đáp ứng sau đó, điều này làm cho Đinh Đại Lực là càng mừng rỡ, hắn đã chờ buổi tối tại Triệu Uyển Đình đẳng bốn nữ trên người thật tốt lăn qua lăn lại một phen, hắn nhất định muốn tướng trong lòng khẩu khí này cấp phát tiết ra ngoài. Phùng Mậu Tài cùng Kim Quang Lượng đình tại Diệp Thần Phong đám người trước mặt, Đinh Đại Lực ở phía sau kêu gào đạo, tiểu tử, người bây giờ còn có thể hung hăng càn quấy sao? Đây là người đắc tội ta kết cục. Diệp Thần Phong ánh mắt tập trung vào Phùng Mậu Tài cùng Kim Quang Lượng trên người, khi nhìn đến cái này hai người ánh mắt khát vọng theo dõi hắn bốn nữ nhân thời gian, hắn trên cơ bản đã cho hai người bọn hắn cái lạc thượng tử vong nhãn. Bất quá, Diệp Thần Phong còn là chỉ vào Đinh Đại Lực. Mở miệng hỏi Phùng Mậu Tài cùng Kim Quang Lượng một câu, các ngươi là vì hắn tới ra mặt. Các ngươi có biết hay không hắn làm chuyện gì? Ta không cần thiết biết Đại Lực làm cái gì, ta chỉ biết là Đại Lực là chúng ta Thắng Thiên Hội người, mà ngươi cũng dám phế đi chúng ta Thắng Thiên Hội huynh đệ. Ngày hôm nay ngươi tự quyết định muốn tử rất thảm, đến nỗi bên cạnh ngươi bốn nữ nhân, chúng ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt. Phùng Mậu Tài cười lạnh nói, ngươi không chỉ đắc tội Thắng Thiên Hội, ngươi còn đắc tội Thiên Đao Hội, ta là Đại Lực tỷ phu, cho nên ngươi nhất định là phải chết ở chỗ này. Kim Quang Lượng cũng lập tức nói rằng, Thắng Thiên Hội cùng Thiên Đao Hội. Diệp Thần Phong giọng nói lạnh xuống, hắn biết Phùng Mậu Tài, Kim Quang Lượng cùng Đinh Đại Lực là cá mè một lứa, cổ họng trong không mặn không nhạt mở miệng nói, ta là Thắng Thiên Hội người sáng lập Diệp Thần Phong, các ngươi thật muốn động thủ với ta. Ha ha ha, Phùng Mậu Tài cùng Kim Quang Lượng chúng nhân không hẹn mà cùng mở miệng cười to nói, bọn họ tính chưa từng thấy qua Diệp Thần Phong, bất quá,
bọn họ có thể không tin người trước mặt này chính là cái kia nhân vật trong truyền thuyết. Phùng Mậu Tài khinh thường nói, ngươi nếu là Diệp Thần Phong, ta chính là Thiên Hoàng Lão Tử. Diệp Thần Phong nguyên bản không dự định tự mình xử lý những này ngu ngốc, đáng tiếc là những này ngu ngốc lại bản thân muốn tìm đến sửa chữa. Cái này trên thế giới người ngu xuẩn nhiều lắm, nhiều lắm. Chương 739, đại khai sát giới, nghìn người xung quanh chắn. Buồn nôn tiếng cười truyền vào Diệp Thần Phong đám người tai trong sau, có thể dùng Diệp Thần Phong trong lòng đúng vận thành thắng thiên hội là càng thất vọng rồi. Hàn Sơ Tuyết đẳng nữ nhân cảm thụ được Phùng Mậu Tài cùng Kim Quang Lượng loại nhìn chằm chằm các nàng khát vọng ánh mắt sau, các nàng bốn cái cũng không nén nổi cau mày, mà Hổ Ca nhìn đến trước mặt những này ngu ngốc dám đối với hắn lão đại vô lý, trên mặt hắn thần sắc đã sớm âm trầm tại đầu viên ngói trích thủy. Tiểu Hổ, nên sát sát, không cần hạ thủ lưu tình. Diệp Thần Phong hơi nhún vai nói rằng, hắn biết dùng Hổ Ca thiên giai thực lực, phải giải quyết cái này chăm tới cái bình thường người căn bản cũng không có bất cứ vấn đề gì. Khẩu khí thật là lớn, các ngươi cho là mình là siêu nhân không? Ta một người đầy đủ giải quyết các ngươi. Một gã đứng tại Phùng Mậu Tài đằng sau, thân thể cùng Hổ Ca không sai biệt lắm to tráng thắng thiên hội thành viên đi ra, hắn muốn nhân cơ hội này tại Phùng Mậu Tài trước mặt biểu hiện biểu hiện. Nhưng mà, cái này tên thắng thiên hội thành viên lập tức vì hắn tự cho là đúng biểu hiện bỏ ra tử vong đại giới. Hổ Ca thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở cái này tên thắng thiên hội thành viên trước mặt, phanh một quyền, dùng sức đập vào đối phương trên ngực. Cái này tên tự cho là đúng thắng thiên hội thành viên tại thừa nhận rồi Hổ Ca một quyền sau, ngực tảng lớn xương toàn bộ lõm đi xuống, khẩu trung cuồng phún máu tươi, trái tim hoàn toàn bị chấn bể, thân thể cực vì thảm thiết đụng vào một chắn trên vách tường. Cái này thình lình xảy ra chấn động một màn, nhượng thắng thiên hội cùng thiên đao hội người ngẩn người. Thế nhưng Phùng Mậu Tài cùng Kim Quang Lượng dầu gì cũng là gặp qua quen mặt người, bọn họ khi nhìn đến Hổ Ca cực vì thực lực cường hãn sau, dưới chân nhịp bước trước tiên lui về phía sau, một mặt lui, bọn họ còn một mặt phân phó tiểu đệ của mình thượng. Mà chống quải trượng Đinh Đại Lực từ lúc Vĩnh Đức Nghĩa Địa Công cộng tự mình thể hội qua Hổ Ca cường hãn, cho nên hắn lui được so Phùng Mậu Tài cùng Kim Quang Lượng hai người còn muốn nhanh hơn không ít. Tại lui về phía sau chừng 30 thước, Phùng Mậu Tài, Kim Quang Lượng cùng Đinh Đại Lực Tài thở dài một hơi, Phùng Mậu Tài giống to, các ngươi cấp chém chết hắn, cấp ta chém chết hắn, ai có thể đủ tướng hai tên khốn kiếp này cấp chém chết, ta tưởng thưởng hắn 5 vạn khối. Bất quá, các ngươi không cần bị thương bốn cái nũng nịu mỹ nhân. Đúng, thiên đao hội huynh đệ cũng nghe cho ta, ai có thể đủ chém chết hai cái này rác rưởi, ta cũng tưởng thưởng hắn 5 vạn khối. Kim Quang Lượng sát sát mồ hôi lạnh trên trán cũng lập tức nói rằng, Hổ Ca đang nghe Phùng Mậu Tài cùng Kim Quang Lượng lặp đi lặp lại nhiều lần xúc phạm hắn lão đại, hắn là hoàn toàn không thể nhịn được nữa, ở trong lòng hắn mặt lão đại so với hắn mình cũng trọng yếu hơn. Nhìn trước mặt trong tay mang theo khảm đao hướng hắn xông tới thắng thiên hội cùng thiên đao hội thành viên, Hổ Ca tướng thể nội thực lực tăng lên tới cực hạn, trên cơ bản mỗi ra một quyền, nhất định sẽ tướng một người đưa lên Tây Thiên. Chăm tới số người, ngắn ngủi 4-5 phút, chỉ còn lại có chừng 50 người. Điều này làm cho đứng ở đằng xa Phùng Mậu Tài, Kim Quang Lượng cùng Đinh Đại Lực một lần nữa ngây ngẩn cả người, lúc này bọn họ trong đầu bất chấp nhiều suy nghĩ gì, duy nhất còn dư lại một cái niệm tưởng chính là thừa dịp hiện tại chạy trốn. Vì vậy, còn thừa lại chừng 50 người kéo Hổ Ca, mà Phùng Mậu Tài đám ba người hướng tới khu dân nghèo bên ngoài chạy đi, đứng tại bình cửa phòng Diệp Thần Phong Tịnh không có xuất thủ ngăn cản, hắn đảo muốn nhìn Phùng Mậu Tài chúng nhân còn có thể hay không đưa đến cứu binh. Hắn đảo muốn nhìn vận thành thắng thiên hội chung đến cùng có bao nhiêu con sâu làm dầu nổi canh. Thẳng thắn thừa dịp ngày hôm nay nhất định giải quyết rồi. Nói thật đi, Diệp Thần Phong trong lòng thật có chút tức giận. Hổ Ca tướng cái này chăm tới số người toàn bộ giải quyết rồi sau đó, hắn đang muốn đi truy Phùng Mậu Tài đám ba người. Diệp Thần Phong lên tiếng, tiểu hổ, không cần phải đuổi theo, ta nghĩ bọn họ sẽ còn trở lại. Ta ngày hôm nay muốn nhìn một chút vận thành thắng thiên hội cùng thiên đao hội đến cùng có bao nhiêu nhân hòa những. Này ngu ngốc là cá mè một lứa. Có bao nhiêu, ngày hôm nay chúng ta sát nhiều ít. Diệp Thần Phong giọng nói là hoàn toàn băng lạnh xuống. Phùng Mậu Tài, Kim Quang Lượng cùng Đinh Đại Lực Tại chạy ra khỏi khu dân nghèo sau đó lập tức lái xe lái ra khỏi một đại đoạn cự ly. Cái này tài đình tại ven đường,
ba người này khẩu trung sôi nổi thở hổn hển, thật sự là hổ ca thân thủ quá chấn động tâm linh của hắn. Bất quá, nếu như mới vừa rồi là Diệp Thần Phong xuất thủ, sợ rằng Phùng Mậu Tài đám ba người ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có đi. Đinh Đại Lực chật vật nuốt một ngụm nước bọt, hỏi tỷ phu, Phùng đại ca. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phùng Mậu Tài thần sắc âm ngoan không gì sánh được, suy tư sau một lát, sự tình nếu đều đến trình độ này, hội trưởng hiện tại lại không ở vận thành, ta lập tức thông chi phó hội trưởng. Nói là có người khiêu khích chúng ta thắng thiên hội uy nghiêm. Chúng ta thiên đao hội hội trưởng cùng các người thắng thiên hội hội trưởng ngày hôm nay cùng đi ra ngoài, ta tự liên lạc một chút nhị bả thủ Lô Giang đi. Ngày hôm nay cái này kiện sự tình tuyệt đối không thể đủ cứ tính như vậy. Kim Quang Lượng cũng lập tức quát dẹp đường. Liễu Hạo Nhiên là vận thành thắng thiên hội hội trưởng Liễu Hạo Quảng đệ đệ, đương nhiên hắn cũng là thắng thiên hội phó hội trưởng, trước đây đồng dạng là thiên hải thắng thiên hội thành viên trung tâm. Lúc này, Liễu Hạo Nhiên đang trong phòng làm việc của mình xử lý một ít văn kiện, dù sao thắng thiên hội không riêng gì phát triển thế lực dưới đất, còn muốn phát triển cái khác sản nghiệp. Tại xem xong rồi một nhóm văn kiện sau, Liễu Hạo Nhiên nhu nhu khó chịu mắt, tướng so ca ca của hắn Liễu Hạo Quảng, hắn càng thích ngồi ở trong phòng làm việc, tưởng cái đô thị thành phần tri thức cảm giác. Giữa lúc Liễu Hạo Nhiên muốn nhắm mắt dưỡng thần thời gian, điện thoại trên bàn tiếng chuông vang lên. Liễu Hạo Nhiên nhận nghe điện thoại, bên đầu điện thoại kia lập tức truyền đến Phùng Mậu Tài thanh âm, phó hội trưởng, việc lớn không tốt, có người khiêu khích chúng ta thắng thiên hội uy nghiêm, còn sát chúng ta thắng thiên hội hơn 50 tên huynh đệ, ngay cả ta đều thiếu chút nữa bị giết. Nghe được trong điện thoại Phùng Mậu Tài xoay khúc sự thật tố thuật sau, Liễu Hạo Nhiên chân mày lập tức nhíu lên, hỏi, ngươi ở địa phương nào? Có thể thật lâu không ai dám khiêu khích thắng thiên hội, ta tự mình dẫn người qua đây. Liễu Hạo Nhiên trong giọng nói tràn đầy cuồn cuộn tức giận. Đồng dạng, tại Liễu Hạo Nhiên nhận đến Phùng Mậu Tài điện thoại thời gian, thiên đao hội nhị bả thủ Lô Giang nhận được Kim Quang Lượng điện thoại. Trước đây Diệp Thần Phong đi tới vận thành thời gian, Lô Giang còn là thiên đao hội một cái phân hội sở người phụ trách, bây giờ đảo cũng trở thành thiên đao hội nhị bả thủ, xem ra Lô Giang cái này hai năm cũng lăn lộn rất đúng vậy. Kim Quang Lượng đồng dạng là tại trong điện thoại tướng sự tình vặn vẹo nói một lần, nghe được Lô Giang là vô cùng phẫn nộ, thiên đao hội uy nghiêm lúc nào có thể nhượng người tùy tiện cấp xúc phạm. Vì vậy, Lô Giang cũng đáp ứng lập tức dẫn người tới. Tại Liễu Hạo Nhiên cùng Lô Giang dẫn người lên đường thời gian, một chiếc Mercedes-Benz cùng một chiếc BMW nhanh chóng đi lái vào vận thành trong phạm vi, phân biệt ngồi ở hai chiếc xe thượng thắng thiên hội hội trưởng Liễu Hạo Quảng cùng thiên đao hội người phụ trách Lương Mộc Phàm. Bọn họ dọc theo đường đi là để cho mình tài xế ra đủ mã lực, lúc này bọn họ còn không biết phát sinh ở vận thành sự tình, bọn họ thầm nghĩ phải nhanh một ít nhìn thấy trong lòng mình tôn kính nhân vật, Diệp Thần Phong. Một chiếc lại một chiếc taxi minibus dừng sát ở khu dân nghèo bên ngoài, lúc này thiên đao hội tới có sắp tới 500 người, mà thắng thiên hội cũng sắp tới có 500 người, hai cái bang hội nhân số cộng lại chính là sắp tới 1.000 người. Liễu Hạo Nhiên cùng Lô Giang lên tiếng chào hỏi, đến nỗi Phùng Mậu Tài, Kim Quang Lượng cùng Đinh Đại Lực tắc là rất cung kính đi theo bọn họ sau lưng của hai người. Thật không nghĩ tới hôm nay còn có người dám cùng thắng thiên hội đối nghịch. Ta đảo muốn nhìn đối phương một cái là ba đầu sáu tay ni. Còn là cái gì chứ? Liễu Hạo Nhiên có chút khí thế nói rằng. Còn đứng ngây đó làm gì? Vội vàng tại phía trước dẫn đường. Lô Giang đúng Phùng Mậu Tài đảng người nói. Chống quải Đinh Đại Lực đứng dậy, cấp Lô Giang cùng Liễu Hạo Nhiên dẫn đường, đến nỗi thắng thiên hội cùng thiên đao hội thành viên tắc là hạo hạo đáng đáng đi theo đằng sau. Có cái này sắp tới 1.000 người, Phùng Mậu Tài. Kim Quang Lượng cùng Đinh Đại Lực trong lòng là 10 phần phấn khích, bọn họ đã đang chờ muốn nhìn Diệp Thần Phong cùng Hổ Ca bị loạn đao chém chết. Tại nghe phía bên ngoài truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, Diệp Thần Phong cùng Hổ Ca từ nhà trệt trong đi ra, đến nỗi Hàn Sơ Tuyết đẳng nữ nhân, Diệp Thần Phong tắc là làm cho các nàng ngây ngô tại trong phòng. Nhìn đến hạo hạo đáng đáng không trên dưới ngàn người, Diệp Thần Phong sắc mặt biến được âm lãnh không gì sánh được. Hắn lại bị bản thân bang hội nghìn người xung quanh chắn. Cái này thật con mẹ nó đủ buồn cười. Lập tức, Diệp Thần Phong tại đám người này trong đám nhìn thấy lưỡng đạo có chút thân ảnh quen thuộc, Liễu Hạo Nhiên là từ trước thiên hải thắng thiên hội thành viên trung tâm,
Diệp Thần Phong tự nhiên là gặp qua Liễu Hạo Nhiên, đến nỗi Lô Giang Diệp Thần Phong cũng là nhận thức, hai người còn đã từng quen biết. Tiểu súc sinh, ngươi bây giờ nên biết sợ chưa? Đắc tội thắng thiên hội cùng thiên đao hội, ngày hôm nay ngươi chỉ có một kết cục, đó chính là tử. Chống quải trượng Đinh Đại Lực càn rỡ kêu gào. Phùng Mậu Tài cùng Kim Quang Lượng mặt thượng cũng là treo không chút nào che giấu cười nhạt. Mà theo Đinh Đại Lực đi tới Lô Giang cùng Liễu Hạo Nhiên, bọn họ hai cái khi nhìn đến đứng tại bình cửa phòng Diệp Thần Phong thời gian, bọn họ là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, một khỏa tâm tức khắc nhắc tới cuống họng mắt, cái này khuôn mặt bàng là bao nhiêu quen thuộc a? Cái này không chính là Diệp Thần Phong sao? Diệp Thần Phong cái này vị thắng thiên hội người sáng lập, vẫn luôn là Liễu Hạo Nhiên trong lòng thần thông thường chính là nhân vật. Mà Lô Giang còn rõ ràng nhớ kỹ trước đây Diệp Thần Phong tại Thiên Đao Hội Tổng Hội giết chết Tử Thiên Đao Hội Hội trưởng quỷ dị thủ đoạn Ni. Hắn thấy Diệp Thần Phong chính là một cái có ma quỷ thủ đoạn người, hắn trong lòng đúng Diệp Thần Phong càng là có thêm không gì sánh được sùng kính. Gặp Đinh Đại Lực khẩu không ngăn cản nhục mạ Diệp Thần Phong, Liễu Hạo Nhiên cùng Lô Giang đã bất chấp suy nghĩ nhiều như vậy, hai người không hẹn mà cùng nâng lên chân, chợt đá vào Đinh Đại Lực mông thượng. Khẩu trung mắng, ngươi con mẹ nó, ngươi ở đây mà ai đó. Chương 740, thật là Diệp hội trưởng. Nguyên bản chống quải trưởng cáo mượn oai hùng Đinh Đại Lực, bị thình lình xảy ra hai chân cấp đạp cái ngã gục, trong miệng sụp đổ rơi hai cái răng cửa, nhẹ nhẹ máu tươi từ khẩu trung không ngừng chảy ra, quay đầu, ánh mắt nhìn Liễu Hạo Nhiên cùng Lô Giang, trên mặt hắn nguyên bản thần sắc hưng phấn chuyển biến thành nghi hoặc. Mà một bên trên mặt mang cười nhạt Phùng Mậu Tài cùng Kim Quang Lượng, bọn họ hai người cũng cực vì không hiểu nhìn Liễu Hạo Nhiên cùng Lô Giang, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra Liễu Hạo Nhiên cùng Lô Giang, đây rốt cuộc là hát kia một ra. Bất quá, Liễu Hạo Nhiên cùng Lô Giang không có muốn cấp Phùng Mậu Tài chúng nhân ý giải thích, bọn họ hai cái tải đạp xong Đinh Đại Lực sau đó, kinh sợ đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, một mực cung kính hô một tiếng, Diệp hội trưởng. Diệp Thần Phong đạm mạc nhìn trước mặt cái này hai người, hài hước hỏi các ngươi chuẩn bị muốn xung quanh chắn ta. Những lời này đối với Liễu Hạo Nhiên cùng Lô Giang mà nói như sấm sét giữa trời quang, bọn họ biết Diệp hội trưởng giận thật, thiếu chút nữa sợ đến một mông ngồi dưới đất, chính cái gọi là người có tên, cây có bóng, Diệp Thần Phong cường hãn thân ảnh tại bọn họ trong lòng đã là thâm căn cố đế. Mà Phùng Mậu Tài, Kim Quang Lượng cùng Đinh Đại Lực, cùng với ở đây thắng thiên hội cùng thiên đao hội thành viên, bọn họ khi nhìn đến Liễu Hạo Nhiên cùng Lô Giang một mực cung kính đi tới một thanh niên trước mặt, cực vì tôn kính gọi hô đối phương một tiếng, Diệp hội trưởng. Những, này người lập tức liên tưởng đến vị kia truyền kỳ nhân vật Diệp Thần Phong. Đây chính là thắng thiên hội người sáng lập A. Đây chính là trước đây một mình tiếp thu thiên đao hội ngưu nhân A. Trong lúc nhất thời thắng thiên hội cùng thiên đao hội thành viên mỗi một người đều nhìn không được cay đắng nuốt nước bọt, mà Phùng Mậu Tài, Kim Quang Lượng cùng vừa từ dưới đất bò dậy Đinh Đại Lực, ba người bọn họ hoàn toàn ngốc, ngây người, biến ngu ngốc. Bọn họ vậy mà thật đắc tội vị kia truyền kỳ nhân vật, buồn cười là vừa rồi Diệp Thần Phong nói ra thân phận mình thời gian, Phùng Mậu Tài còn nói một câu, ngươi nếu là Diệp Thần Phong, ta chính là Thiên Hoàng Lão Tử. Bây giờ nghĩ lại. Phùng Mậu Tài cảm giác mặt thượng bị hung hăng phiến một cái không tiếng động bạt tai. Hắn lại còn đem tâm tư động đến Diệp Thần Phong nữ nhân trên người, hắn cái này không phải ngại bản thân sống được quá dài sao. Hiện tại hắn hận không thể tướng chống quải trượng Đinh Đại Lực cấp tháo thành tám khối. Đinh Đại Lực tỷ phu Kim Quang Lượng tâm tình của hắn không có so Phùng Mậu Tài tốt hơn chỗ nào, Diệp Thần Phong cái này đám nhân vật là hắn có thể đắc tội sao. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Đinh Đại Lực hỗn đản này chọc là Diệp Thần Phong, hiện ở trong lòng hắn mặt là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đến nỗi chống quải trượng Đinh Đại Lực, cả người hắn là hoàn toàn bối rối, vô luận trước hắn làm sao suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới hắn đắc tội người thanh niên này, dĩ nhiên là thắng thiên hội người sáng lập như thế một cái ngưu bê tồn tại. Giữa lúc tất cả mọi người ở vào trong khiếp sợ thời gian. Thắng thiên hội hội trưởng Liễu Hạo Quảng cùng thiên đao hội người phụ trách Lương Mộc Phàm, bọn họ hai cái đã tới khu dân nghèo, trước hổ ca tại trong điện thoại đem địa chỉ nói cho Liễu Hạo Quảng. Đương Liễu Hạo Quảng cùng Lương Mộc Phàm đi xuống xe, nhìn đến khu dân nghèo bên trong chật ních rậm rạp chẳng chịt người, bọn họ lại có thể phát hiện những người này là thắng thiên hội cùng thiên đao hội thành viên, vì vậy có một cổ chẳng lành dự cảm tập thượng trong lòng bọn họ.
Bọn họ hai cái lập tức hướng khu dân nghèo bên trong đi vào, mà bọn họ hai cái từng người tài xế tắc là giúp bọn hắn mở đường, hô đạo tránh ra, toàn bộ cho chúng ta tránh ra. Ủng đổ ở lộ khẩu thắng thiên hội cùng thiên đao hội thành viên, khi nhìn đến Liễu Hạo Quảng cùng Lương Mộc Phàm sau đó, bọn họ sôi nổi cấp cái này hai người nhường ra một con đường tới, đứng tại Diệp Thần Phong trước mặt Liễu Hạo Nhiên cùng Lô Giang. Bọn họ khi nhìn đến Liễu Hạo Quảng cùng Lương Mộc Phàm đều tới, trong lòng không nén nổi lộ ra một vòng cười gượng. Diệp hội trưởng, Liễu Hạo Quảng cùng Lương Mộc Phàm đầu tiên đi tới Diệp Thần Phong trước mặt cung kính khom người chào, bọn họ nhìn ra được không khí của hiện trường có chút không đúng lắm, vừa muốn hỏi một chút Liễu Hạo Nhiên cùng Lô Giang đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời gian. Hổ ca đứng dậy, hắn từ trước cũng là Thiên Hải Thắng Thiên Hội thành viên trung tâm, trái lại cùng Liễu Hạo Quảng, Liễu Hạo Nhiên cái này hai huynh đệ nhận thức, hắn trợn mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Liễu Hạo Quảng, quát dẹp đường, Liễu Hạo Quảng. Ngươi chính là như thế quản lý Thắng Thiên Hội sao? Thắng Thiên Hội là cái gì A Miu A Cầu đều có thể đủ gia nhập sao? Ngươi xem một chút người nơi này, bọn họ đều là đi đối phó chúng ta lão đại, người cái này hội trưởng trái lại đương rất thoải mái mà. Nghe vậy, Liễu Hạo Quảng biết cái này kiện sự tình náo quá, nhất định là có cái nào không trường mắt ra hỏa đắc tội Diệp hội trưởng, phù phù. Một tiếng, Liễu Hạo Quảng trước tiên hướng Diệp Thần Phong quỳ xuống. Phanh, 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 trên mặt đất không ngừng gõ đầu, khẩu trung nói rằng, Diệp hội trưởng, là ta Liễu Hạo Quảng không có tướng Thắng Thiên Hội quản lý tốt, là ta Liễu Hạo Quảng không có tướng Thắng Thiên Hội quản lý tốt. Tại Liễu Hạo Quảng quỳ xuống đồng thời, Lương Mộc Phàm cũng quỳ xuống, giống như Liễu Hạo Quảng cấp Diệp Thần Phong gõ đầu, khẩu trung nói một ít tự trách ngôn ngữ. Liễu Hạo Nhiên cùng Lô Giang nhìn đến Liễu Hạo Quảng cùng Lương Mộc Phàm quỳ xuống, bọn họ hai cái cũng không nói lời gì hướng Diệp Thần Phong quỳ xuống. Liễu Hạo Quảng, Liễu Hạo Nhiên, Lương Mộc Phàm cùng Lô Giang, bốn người này tại Vận Thành cũng đều là trích thủ giả thiên chính là nhân vật A. Mà giờ khắc này, bọn họ lại hoàn toàn không có đem tôn nghiêm để vào mắt mặt. Một cái kình cấp Diệp Thần Phong dập đầu xin lỗi, cái này nếu để cho Vận Thành cái khác bang hội hoặc là người trong quan trường nhìn đến, khẳng định hội kinh ngạc liền cầm đều ngã xuống. Phùng Mậu Tài, Kim Quang Lượng cùng Đinh Đại Lực, ba người bọn họ nhìn đang dập đầu Liễu Hạo Quảng chúng nhân, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, thân thể trong lực lượng dường như trong nháy mắt bị tát cạn giống nhau, bọn họ biết ngày hôm nay bản thân nhất định là tất tử không thể nghi ngờ. Đến nỗi cái khác Thắng Thiên Hội cùng Thiên Đao Hội thành viên, bọn họ nhìn đến hội trưởng của mình đều quỳ xuống dập đầu, bọn họ toàn bộ để xuống trong tay khảm đao cùng thiết côn, từng cái một toàn bộ đúng Diệp Thần Phong quỳ xuống, không chút do dự gõ khởi đầu tới. Trong lúc nhất thời, bang bang phanh dập đầu thanh, vang vọng tại toàn bộ khu dân nghèo trong. Tốt, các ngươi đều đứng lên cho ta đi, ta cũng không phải Bồ Tát, các ngươi một đám cấp ta dập đầu làm gì. Diệp Thần Phong nhìn đến Liễu Hạo Quảng cùng Lương Mộc Phàm thái độ sau đó, hắn trong lòng cơn giận dữ tức khắc tiêu mất không ít. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, Liễu Hạo Quảng cùng Lương Mộc Phàm chúng nhân cái này tài đình chỉ dập đầu, bọn họ không để ý đến trên trán chảy ra máu tươi, bọn họ thầm nghĩ phải mau sớm biết rõ ràng cả kiện chuyện chân tướng, sau đó nhượng Diệp hội trưởng thật tốt xin bớt giận. Liễu Hạo Quảng hỏi, cuồn cuộn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lương Mộc Phàm cũng hỏi, Lô Giang, đuổi nói nhanh lên rốt cuộc là ai đắc tội Diệp hội trưởng. Liễu Hạo Nhiên cùng Lô Giang cũng không có hiểu rõ ràng sự tình ni. Không hẹn mà cùng lắc đầu, cái này thiếu chút nữa đem Liễu Hạo Quảng cùng Lương Mộc Phàm cấp tức chết rồi. Cuối cùng, còn là Hổ ca đứng ra tố thuật một lần, từ Vĩnh Đức Nghĩa Địa Công Cộng bắt đầu đến bây giờ sự tình đại khái nói một phen, điều này làm cho Liễu Hạo Quảng cùng Lương Mộc Phàm đẳng ánh mắt của người lập tức tập trung đến. Phùng Mậu Tài, Kim Quang Lượng cùng Đinh Đại Lực ba người này trên người. Phùng Mậu Tài bị Liễu Hạo Quảng chúng nhân nhìn chằm chằm, trong lòng một trận sợ hãi, hắn trong lòng có loại cẩu cấp khiêu tường xung động, dù sao muốn tử, vì sao không kéo một cái đệm lưng ni. Cho nên, Phùng Mậu Tài từ trong lòng ngực mặt rút ra một bả súng lục nhỏ, họng súng đen ngòm nhắm ngay Diệp Thần Phong. Phùng Mậu Tài, người dám đúng Diệp hội trưởng vô lý. Liễu Hạo Quảng tức giận quát dẹp đường. Phanh! Đáng tiếc đã là chậm một bước, Phùng Mậu Tài không chút do dự bóp cò, một viên đạn nhanh chóng hướng Diệp Thần Phong phi bắn mà đi. Phùng Mậu Tài điên cuồng cười nói cái gì chó má Thắng Thiên Hội truyền kỳ nhân vật.
ngày hôm nay còn không phải muốn tự tại ta phùng mậu tài trong tay. Ha ha ha. Nhưng mà, chỗ trống bắn bay bắn tới Diệp Thần Phong trước mặt 10 tới cm thời gian, hắn trực tiếp đưa tay phải ra tướng đạn cấp nhận xuống. Sau đó, Diệp Thần Phong đưa bàn tay chung nắm đạn, hướng Phùng Mậu Tài ném tới, Phùng Mậu Tài căn bản phản ứng không kịp nữa qua đây, đạn tự đi vào mi tâm của hắn, trực tiếp là đi đời nhà ma. Ở đây Thắng Thiên Hội cùng Thiên Đao Hội thành viên là đệ nhất thứ kiến thức Diệp Thần Phong cái này vị truyền kỳ nhân vật thủ đoạn, tay không nhận đạn, tại bọn họ những người bình thường này trong mắt, đây đã là thần kỳ không gì sánh được thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, những này người đúng Diệp Thần Phong là càng sùng kính. Đến nỗi, Liễu Hạo Quảng cùng Lương Mộc Phàm bọn họ hai cái khi nhìn đến Phùng Mậu Tài tử vong sau đó, lập tức từ dưới đất nhặt lên một thanh khảm đao, hướng Kim Quang Lượng cùng Đinh Đại Lực vọt tới, giơ tay chém xuống, hai khỏa đầu lăn rơi vào trên mặt đất. Liễu Hạo Quảng cùng Lương Mộc Phàm không thể đủ nhượng hai tên khốn kiếp này cũng đúng Diệp hội trưởng làm ra chuyện vô lý tình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 37.